Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 511, đến Thục. Nghe nói được đi du lịch, ông bà ngoài Ngô Bình rất vui, cả đời họ chưa được ra nước ngoài bao giờ nên đương nhiên lập tức hào hứng đi dọn đồ ngay. 10 rưỡi sáng, Ngô Bình lái xe chở cả nhà ra sân bay, sau đó nhìn họ lên máy bay. Sau khi về nhà, anh bảo Diệp Huyền và Tạ Phi cùng Lý Huyền Bá về Thiên Kinh, còn chỉ để một người ở lại đây trông nhà. Ba người họ đi rồi thì Ngô Bình cũng dẫn Đông Hoàng lên máy bay đến Thục. 2 tiếng sau, máy bay của anh đã đáp xuống sân bay Miên Thành, đường Băng Vân đến đón. Cô ấy đã đến từ 2 tiếng trước rồi, sau đó ngồi chờ Ngô Bình đến tận bây giờ. Sau khi gặp nhau, Ngô Bình hỏi, Băng Vân, ông Hoa đang ở đâu? Đường Băng Vân, ông Hoa vẫn ở trấn Hoa Thần, có đi đâu đâu? Ngô Bình thở phào một hơi, thế thì tốt, chúng ta mau đi thôi. Anh ngồi lên xe của đường Băng Vân rồi đi tới trấn Hoa Thần. Không gian trong xe rất rộng, đường Băng Vân nửa nằm nửa ngồi, trông rất mệt mỏi, Ngô Bình tò mò hỏi, Băng Vân, em sao thế? Đường Băng Vân thở dài, ở cảng thành cả đống việc, em chạy sắp gãy cả chân rồi. Nhưng may là cục diện bên đó cơ bản đã ổn. Tình hình của đường môn vô cùng phức tạp nên đương nhiên đường Băng Vân phải mệt rồi. Ngô Bình không khỏi thấy đau lòng, anh giơ tay bóp vai cho đường Băng Vân, sau đó chuyển chân khí màu tím vào để giúp cô ấy dễ chịu hơn. Đường Băng Vân không nhịn được mà thở phào thoải mái, ngày nào cũng có anh xoa bóp cho thì tốt biết mấy. Được rồi, sau này khi nào em muốn thả lỏng gân cốt thì cứ tới tìm anh, Ngô Bình cười nói, còn mắt thì dán vào cổ áo của đường Băng Vân, nơi có da thịt trắng ngần. Đường Băng Vân không phát hiện ra, hoặc có thể là cô ấy không bận tâm khi bị Ngô Bình nhìn. Lúc này, cô ấy nhàn nhãn nhắm mắt lại gối đầu lên chân Ngô Bình, thả lỏng toàn thân. Ngô Bình dịu dàng nói, Băng Vân, chuyện của đường môn, em cứ cố hết sức thôi. Nhưng môn phái tồn tại đã lâu, gánh nặng nhiều, trừ khi phải đổi mới hoàn toàn, không thì không ai cứu được đâu. Đường Băng Vân cười trừ, ông em cũng từng nói thế. Ngô Bình chuyển sang chuyện khác, mấy hôm nữa là đến tiệc gia đình rồi, anh là con rể tương lai thì có cần chuẩn bị gì không? Đường Băng Vân liếc anh, chuẩn bị tinh thần bị chĩa mũi nhọn vào. Ngô Bình nhướng mày, anh là một đại tông sư cảnh giới tiên thiên đấy, sợ gì chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhắc đến tu vi, đường Băng Vân hỏi anh, khi nào anh có thể đột phá lên nhân tiên? Ngô Bình ngẫm nghĩ, nếu anh muốn thì ngay bây giờ cũng được. Nhưng nếu đột phá sau linh cảm thì ngắn là 1 tháng, dài thì 1 năm. Đường Băng Vân sáng mắt lên, 1 năm đâu có lâu, chờ anh đột phá lên nhân tiên rồi thì em sẽ dẫn anh đến một nơi. Ngô Bình tò mò, đi đâu? Tại sao phải đột phá lên nhân tiên mới được đi? Đường Băng Vân, đấy là nơi cơ mật thật sự của đường môn, là tiên phủ mà Gia Cát Khổng Minh từng đến. Ở đấy có cấm chế, chủ có tu sĩ có tu vi cảnh giới nhân tiên trở lên mới vào được, ngoài ra còn cần có thiên sát lệnh. Ngô Bình ngạc nhiên, tiên phủ mà Gia Cát Lượng từng đến ư. Đường Băng Vân gật đầu, thời Tam Quốc có nhiều tu sĩ đại năng, ví dụ như Gia Cát Lượng, Tả Từ, Khương Duy, họ đều là cao nhân tu hành. Truyền thừa của Gia Cát Lượng cũng từ tiên phủ ấy mà ra. Ông em bảo một nhân vật xuất sắc như Gia Cát cũng chỉ học được một chút kiến thức ở đấy thôi. Ngô Bình nổi hứng, Gia Cát trong lịch sử đã đến cảnh giới địa tiên rồi ư. Đường Băng Vân gật đầu, hơn nữa còn là tầng thứ tư rồi. Tía là tu vi có cao đến mấy rồi cũng chết ở ngũ trượng nguyên. Ngô Bình, trong sách sử bảo ông ấy chết vì bệnh mà. Đường Băng Vân lắc đầu, là chết vì bị thương nặng, ông ấy đại chiến với một tu sĩ địa tiên khác, dù đã chém chết được đối thủ, nhưng mình cũng ra đi vì bị thương nặng. Ngô Bình cười nói, thế mà em lại bảo anh đến đấy, em có lòng tin ở anh vậy à? Đường Băng Vân cười nói, em có thiên sát lệnh, đương nhiên phải dành lợi ích này cho anh rồi. Ngô Bình cười khì khì, đường môn có lịch sử lâu đời, chắc từng có người vào tiên phủ rồi đúng không? Họ có thu hoạch gì không vậy? Đường Băng Vân đáp, cứ vài năm lại có người vào đó, nhưng họ chẳng có thu hoạch gì. Cấm chế ở đấy hay lắm, không ai phá giải được. Ngô Bình nói, chờ thời cơ thích hợp, anh sẽ đến tiên phủ một chuyến. Hai người trò chuyện một lúc thì xe tới trấn Hoa Thần. Họ mở cửa ra thì thấy ông Hoa đang bay qua bay lại trong sân. Ở đây có người chăm sóc đặc biệt cho ông ấy. Nhìn thấy đường Băng Vân, mấy người giúp việc đều khom lưng rồi lui xuống. Ông Hoa đậu lên cành cây, sau đó nghiêng đầu nhìn Ngô Bình, nói tiểu tử, đến có việc gì thế hả? Đông Hoàng chạy từ phía sau Ngô Bình ra,
nhìn thấy Đông Hoàng, ông Hoa lập tức nịnh nọt nói, ngài cũng đến à? Có muốn nếm thử đồ ăn vặt của tôi không? Đông Hoàng không thèm để ý đến ông Hoa, nhưng ông ấy vẫn tỉnh bơ rồi nói với Ngô Bình, này, tôi đang hỏi cậu đấy, đến đây làm gì? Ngô Bình cười nói, ông Hoa, tôi muốn nghe ngóng một chút về Thế Gia Bất Hủ. Nghe thấy Thế Gia Bất Hủ, ông Hoa lập tức im lặng, sau đó vẫy cánh rồi thở dài nói, lẽ nào tiểu tử cậu đã chọc vào họ rồi? Ngô Bình, cứ cho là thế đi, tôi đã giao thủ với một người tự xưng là cậu chủ của Thế Gia Bất Hủ, tôi đã đánh cho hắn bỏ chạy. Ông Hoa khinh bỉ nói, gì mà Thế Gia Bất Hủ, họ chỉ hậu thế nô bộc của tiên nhân thôi. Khi các tiên nhân rời đi, họ bị vứt bỏ ở đây. Tiên nhân có để lại ít tài nguyên như phù chú, đan dược, công pháp. Những thứ đó rất quý với đám nô bộc, nhờ có chúng mà có nô bộc đã tồn tại qua nhiều năm cho tới tận bây giờ. Ngô Bình hiểu ra, tôi còn tưởng thế nào, ra chỉ là nô bộc cho tiên nhân. Ông Hoa, nhưng cũng đừng coi thường họ, họ giữ không ít bảo bối của thời tiên quốc, một lá bùa chú cũng có thể giết được tu sĩ cảnh giới địa tiên đấy. Thực lực của họ cũng khá mạnh ở địa tiên giới, nếu cậu động vào họ thì đúng là khá nguy hiểm đấy. Ông Hoa ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, tôi khuyên cậu nên tìm người giảng hòa. Ngô Bình lắc đầu, người đó hống hách lắm, giảng hòa không có tác dụng đâu. Ông Hoa, nếu không được thì phải tiêu diệt họ. Ngô Bình ngẩn ra, tiêu diệt họ ư. Ông Hoa, tôi có phải thiên tiên đâu mà muốn diệt ai thì diệt. Ông Hoa cười lạnh, đương nhiên cậu không thể có khả năng đó, nhưng tôi thì có. Tôi sẽ giúp cậu vụ này, nhưng cậu cũng phải giúp tôi một việc, được không? Ngô Bình ngạc nhiên, ông giúp tôi ư? Ông Hoa hừ nói, sao? Nghi ngờ năng lực của tôi à? Ngô Bình vội nói, không, tôi chỉ thấy bất ngờ thôi. Ông Hoa, bất với chẳng ngờ, tôi có cách rồi. Ngô Bình liếc nhìn Đường Băng Vân, cô ấy gật đầu, anh hỏi, không biết ông Hoa cần tôi giúp việc gì? Ông Hoa, cậu luyện một loại đan dược cho tôi, chắc giờ cậu chưa thể luyện được đâu, nhưng không sao, chờ khi nào cậu luyện được thì giúp tôi vẫn chưa muộn. Ngô Bình, ông cần tôi luyện đan dược gì? Hoàn hồn đan, ông Hoa đáp. Ngô Bình ngẩn ra, hoàn hồn đan, sau đó anh nhìn ông Hoa với vẻ khó tin. Ông Hoa nổi giận hỏi, nhìn cái gì mà nhìn? Ngô Bình cười nói, tôi đoán hồn phách của ông là con người đúng không? Ông Hoa hừ nói, thông minh đấy, cậu đoán đúng rồi. Tôi vốn có cơ thể người, nhưng bị kẻ xấu tính kế nên Nguyên Anh bị thương, cuối cùng đành sống nhờ trong thân xác của con vẹt. Nếu tôi muốn lấy lại thân xác của mình, chắc chắn phải cần đến hoàn hồn đan. Ngô Bình hỏi tiếp, ông Hoa, cơ thể của ông đang ở đâu? Ai đã hại ông thế? Chương 512, lai lịch của ông Hoa. Ông Hoa vốn không định nói, nhưng giờ mình đang nhờ vả người ta nên sau khi cân nhắc, ông ấy đồng ý chia sẻ. Thì ra, ông Hoa vốn là thủ lĩnh của một thế lực lớn nào đó, mới 40 tuổi đã luyện ra Nguyên Anh và trở thành cường giả địa tiên. Tiền đồ đang rộng mở thì bỗng một lần ngưng luyện Nguyên Anh phải rèn luyện bằng sấm sét. Ông Hoa không ngờ Nguyên Anh của mình vừa bay lên tầng mây thì đã có kẻ dán bùa chú lên người ông ấy, khiến ông ấy không thể trở về thân xác được. Cùng lúc đó, có kẻ đã bày trận pháp, dụ thần lôi cực mạnh đến. Nguyên Anh của ông Hoa còn yếu nên không thể chịu được đòn tấn công của thần lôi, nên suýt nữa ông ấy đã hồn bay phách lạc. Do đó, ông ấy nhanh chóng thi triển công pháp rồi mang Nguyên Anh bị thương nặng rời khỏi địa tiên giới. Nguyên Anh của ông Hoa đang bị thương nặng nên có thể tiêu tan bất cứ lúc nào, để bảo toàn tính mạng, ông ấy phải mượn tạm cơ thể của con vẹt này ngay. Từ đó trở đi, ông ấy không rời khỏi thân xác này nữa. Nghe đến đây, Ngô Bình thấy ông Hoa rất đáng thương, ông Hoa, thân thể của ông có còn không? Ông Hoa, đương nhiên là còn rồi, người đó vẫn dùng thân xác ấy để dụ tôi về rồi trừ khử mà. Ngày nào tôi chưa chết thì người đó chưa yên tâm được. Ngô Bình thầm nghĩ dù ông Hoa có hoàn hồn đan thì e cũng không về lại thân xác cũ được. Nhưng chuyện này không liên quan đến anh nên anh không buồn nghĩ nhiều cho đau đầu. Ông Hoa, chờ thời cơ tới, tôi sẽ luyện hoàn hồn đan cho ông. Ông Hoa gật đầu, quyết vậy rồi nhé. Tôi sẽ xử lý đám nô bộc của tiên nhân cho cậu. Nhưng từ giờ trở đi, cậu phải mang tôi theo. Ngô Bình cười nói, không thành vấn đề. Ông Hoa bay lên vai Ngô Bình rồi nói, đi. Tôi muốn rời khỏi nơi quái quỷ này lắm rồi. Sau khi lên xe, ông Hoa nịnh nọt dùng cái mỏ của mình để cào lông cho Đông Hoàng, song nó vẫn mặc kệ ông ấy. Ngô Bình thấy hay nên hỏi, ông Hoa, Đông Hoàng không biết nói chuyện đâu, ông kể cho tôi nghe về lai lịch của nó được không? Ông Hoa run lên nói, không, cậu cũng đừng hỏi.
Ngô Bình nhún vai, được rồi, không hỏi thì thôi. Ông Hoa, ông đến từ địa tiên giới thì chúng ta nói chuyện về nơi đó nhé. Ông Hoa hừ nói, địa tiên giới thì có cái quái gì mà nói. Chỉ là một nơi vô vị thôi. Thấy ông Hoa không chịu nói, Ngô Bình đành thôi, ông Hoa, đám người kia là nô bộc nên không thể coi là thế gia bất hủ được, nhưng địa tiên giới chắc phải có thế gia bất hủ thật chứ. Không hề nha, ông Hoa tỏ vẻ khinh bỉ nói, thế gia bất hủ chỉ có duy nhất một thôi. Ngô Bình, cũng không phải ư. Ông Hoa, người ở địa tiên giới cũng là nô bộc thôi. Ở đó có hơn trăm người rồi, người mà cậu nói chắc là người nhà họ Huy. Họ tinh thông quỷ thuật, cũng có thứ hạng đấy. Muốn đối phó với họ thật ra rất dễ, dùng chiêu mượn dao giết người là xong. Sau đó, ông Hoa kể cho Ngô Bình nghe chi tiết về kế hoạch của mình. Thì ra nhà họ Huy đó cũng có khá nhiều kẻ thù, ai cũng muốn tiêu diệt họ. Ông Hoa vừa hay biết một nhược điểm của nhà họ Huy, sau đó chỉ cần nói nhược điểm này cho kẻ thù của họ biết là nhà họ Huy đi đời thôi. Ngô Bình hỏi về nhược điểm đó, nhưng ông Hoa không chịu tiết lộ. Chiếc xe lăn bánh trên đường, Đường Băng Vân đưa Ngô Bình đến tổng bộ của Thiên Sát ở khe núi. Anh từng đến đây một lần, khi ấy Đường Vô Mệnh bị tà ma chiếm cơ thể nên đang phát điên và giết rất nhiều người của Thiên Sát, gây tổn hại nghiêm trọng. Họ vào một ngôi nhà trúc trong khe núi, Đường Vô Mệnh đang tu luyện ở tầng trên. Dù bây giờ, ông ấy không còn là lệnh chủ của Thiên Sát nữa, nhưng vẫn trấn thủ ở đây, để hỗ trợ Đường Băng Vân củng cố chức vụ. Ngô Bình, chúng ta gặp lại rồi, Đường Vô Mệnh đi xuống rồi cười nói. Ngô Bình chào hỏi, lâu rồi không gặp ông Đường. Đường Vô Mệnh cười phá lên, lần trước tôi bị tà ma chiếm cơ thể, cảm ơn cậu đã cứu mạng. Ngô Bình, ông cứ quá lời, việc tôi nên làm thôi. Mời cậu lên trên ngồi, Đường Vô Mệnh mời Ngô Bình lên tầng rồi đích thân rót trà cho anh. Ngô Bình nhìn quanh một lượt thì phát hiện ở đây mới được treo thêm khá nhiều tranh chữ, xem ra đúng là ông Đường rất thích đan thanh. Đường Vô Mệnh xua tay, tôi chỉ học đòi làm sang thôi. Đường Băng Vân cười nói, bác Bảy có nhiều tranh chữ đẹp lắm, bác ấy có vẻ lại thử mấy bức mà chuyên gia cũng không phát hiện ra luôn. Đường Vô Mệnh cười lớn, Băng Vân, đừng khoác lác thêm cho bác nữa. Đường Băng Vân, bác, Ngô Bình sẽ ở lại đây vài hôm nhé. Đường Vô Mệnh sáng mắt lên, thật không? Thế thì tốt quá, bác đang có việc cần thỉnh giáo cậu ấy. Ngô Bình, ông Đường đừng khách sáo. Đường Vô Mệnh nghiêm túc nói, tôi có chuyện cần thỉnh giáo cậu thật mà. Nói rồi, ông ấy lấy một chiếc hộp ngọc dài rồi mở nắp, bên trong có một cái rễ cây dài chín đốt, tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Ông ấy để chiếc hộp lên bàn rồi nói, cậu Ngô, cậu có biết đây là gì không? Ngô Bình nhìn rồi ngửi. Sau đó kinh ngạc nói, linh chi cửu tiết. Đường Vô Mệnh sáng mắt lên, là linh chi cửu tiết thật ư. Xem ra người đó không lừa tôi. Ngô Bình, ông Đường, sao ông có cây linh chi này? Đường Vô Mệnh cười nói, 3 năm trước, tôi đã cứu một người hái thuốc suýt chết. Dù tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng người đó vẫn không qua khỏi. Trước khi chết, người đó đã đưa thứ này cho tôi và bảo là linh chi cửu tiết, là bảo bối vô giá. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, loại linh chi này quý lắm. Đường Vô Mệnh vội hỏi, cậu Ngô, nó có tác dụng gì? Ngô Bình, nó là một trong các chủ dược của Đại Thánh Đan, ngoài ra còn hỗ trợ luyện chế thánh dược trị thương. Đường Vô Mệnh hớn hở nói, thật không? Vậy nhờ cậu luyện Đại Thánh Đan cho tôi, nói rồi, ông ấy đẩy cây linh chi cho Ngô Bình. Ngô Bình ngồi im bất động rồi nói, ông Đường, tôi chưa thể luyện chế đan dược ấy được, vì cây linh chi mới là chủ dược thôi. Đường Vô Mệnh nói, không sao, cậu cứ nhận lấy đã. Sau này, tôi sẽ cố gom đủ dược liệu khác. Ngô Bình không từ chối được nên đành cất cây linh chi đi. Trong lúc họ uống trà và trò chuyện, Đường Vô Mệnh bảo người dọn phòng cho Ngô Bình. Anh ở tại một căn nhà trúc gần đây, phong cảnh cũng rất đẹp. Buổi chiều, Ngô Bình chuyển vào đó. Đường Băng Vân còn bận nhiều việc nên phải đi luôn, Ngô Bình, Đông Hoàng và ông Hoa ở tại đây. Ngô Bình rảnh rỗi nên gọi cho Ngô Mi hỏi thăm qua loa rồi bắt đầu ngồi tu luyện. Khoảng 2 giờ sáng, ông Hoa chợt tỉnh giấc, trong đầu Ngô Bình vang lên giọng nói của ông ấy, tiểu tử, dậy đi. Ngô Bình mở mắt, định lên tiếng thì ông Hoa nói, im lặng, có tà ma tới gần. Ngô Bình kinh ngạc, tà ma ư. Anh đang ngờ vực thì có một bóng đen tiến vào từ cửa sổ, sau đó bay tới mi tâm anh. Ngay sau đó, anh cảm thấy có một luồng lực tinh thần tiến vào, bắt đầu lục lọi trong đầu anh. Ngô Bình rất bình tĩnh, chờ đạo chủng phản công. Quả nhiên,
Ngay sau đó đạo chủng đã rung lên rồi có một sức hút lớn xuất hiện, tinh thần đang lục lọi trong đầu anh đã bị đạo chủng tóm cổ. Tinh thần ấy kêu lên thảm thiết, không. Xong, đạo chủng đã sơi tái nó rồi xóa sạch ý thức. Tiếp theo, một lúc thần hồn tinh thuần tỏa ra và dung hợp với thần niệm của Ngô Bình. Anh cảm thấy thần niệm của mình lại mạnh hơn rồi. Một con quạ đen ngồi trên cái cây sâu tít trong khe núi, nó chợt kêu lên thảm thiết rồi chảy máu khắp các lỗ rồi rơi xuống chết tại chỗ. Đường Vô Mệnh ở trong ngôi nhà gỗ khác chợt mở mắt, nhưng đôi mắt vô hồn, đờ đẫn. Chương 513, Đường Vô Mệnh chết. Lúc này, Ngô Bình vừa dung hợp xong tinh thần ấy, thần niệm của anh đã mạnh hơn. Anh mở mắt rồi hỏi, ông Hoa, ai đó? Tà ma này có tu vi rất cao, lẽ ra cậu phải chết rồi đó, sao vẫn bình an thế này? Ông Hoa tỏ vẻ kinh ngạc, ông ấy không trả lời câu hỏi của Ngô Bình, mà chỉ nhìn anh đăm đăm. Ngô Bình tức điên lên, ông Hoa, ông biết chắc tôi sẽ chết mà không cứu tôi à? Ông Hoa chẳng hề áy náy chút nào, nếu tôi giúp cậu được thì đã chẳng bị nhốt trong cơ thể của con vẹt này lâu đến thế. Ngô Bình lừ mắt rồi lẩm bẩm, sao tà ma lại tìm đến đây? Ông Hoa, cậu không thấy Đường Vô Mệnh rất lạ à? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, đúng là hơi lạ thật. Lần trước tôi đến, trong phòng ông ấy cũng treo nhiều tranh chữ, nhưng đường nét vẽ với phong cách cứng rắn. Còn lần này thì vẫn nhiều tranh, nhưng phong cách đã khác hẳn. Ông Hoa, ý cậu là tính cách của ông ấy đã hoàn toàn thay đổi. Ngô Bình, ông ấy từng bị tà ma cướp thân thể, ông cũng biết rồi còn gì, nếu bị như vậy thì dễ thay tâm đổi tính lắm, cho nên lúc ấy tôi mới không nghĩ nhiều. Ông Hoa thở dài, người bị tà ma chiếm cơ thể thì thể chất sẽ nghiêng sang âm nhu, sau này càng dễ dụ tà ma tới hơn. Ngô Bình hoảng hốt rồi vội lao ra ngoài, sau đó chạy tới nhà của Đường Vô Mệnh rồi đẩy cửa đi vào. Đường Vô Mệnh đờ đẫn ngồi trên chiếc giường ở trong nhà, có hai dòng máu đen chảy từ mắt xuống. Ngô Bình sầm mặt, quả nhiên ông ấy đã chết. Đúng lúc này, có mấy người đi vào, một người đàn ông đầu chọc hô to, bác bảy, có chuyện gì thế? Xong, khi hắn nhìn rõ dáng vẻ của Đường Vô Mệnh thì lập tức biến sắc mặt rồi hỏi, bác bảy, bác sao thế? Nói rồi, hắn tiến lên thử sờ vào mũi của Đường Vô Mệnh. Ngay sau đó, hắn đã hoảng hốt rồi tránh sang một bên rồi phẫn nộ nhìn Ngô Bình, là cậu đã hại chết bác bảy. Ngô Bình cười lạnh, anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, ít nhất ông ấy đã chết 4, 5 tiếng rồi. Người đó ngẩn ra, cái gì? Anh bảo bác bảy đã chết 4, 5 tiếng rồi ư? Một ông lão bước vào, ông ấy giơ tay ấn vào người Đường Vô Mệnh rồi quan sát gáy, sau đó cau mày nói, cơ thể đã bắt đầu cứng, còn có vết đốm, đúng là đã chết ít nhất 4, 5 tiếng rồi. Người đàn ông đầu chọc kinh ngạc, không thể nào. 2 tiếng trước, bác bảy vẫn còn nói chuyện với tôi mà. Ngô Bình lạnh giọng nói, đó không phải là Đường Vô Mệnh. Tên đầu chọc nhìn anh, không phải bác ấy ư? Ngô Bình, ông bảy đã chết trước lúc đó rồi, ông ấy bị tà ma mượn xác, sau đó thao túng cơ thể. Tên đầu chọc biến sắc mặt, tà ma. Ngô Bình hỏi ông lão kia, ở đây ai có tiếng nói nhất? Ông lão chắp tay, Ti Mệnh Ngô, tôi là Tả Công Quyền, tả tướng của Thiên Sát. Ngô Bình, tả tướng Tạ, tôi muốn khám nghiệm tử thi của Đường Vô Mệnh, được không? Ông lão gật đầu, được ạ, tôi sẽ thông báo cho lệnh chủ, mời cô ấy tới. Ngô Bình đi đến cạnh thi thể, sau đó châm kim vào vài bộ phận rồi nhẹ ấn vài cái, ông Đường đã chết được khoảng 4 tiếng 50 phút. Tên đầu chọc kinh ngạc, sao cậu đoán chính xác thời gian thế? Tạ Công Quyền nói, giờ là 2 giờ 35 phút sáng. Nếu Ti Mệnh đoán đúng thì chắc ông bảy chết lúc 9 giờ 25 phút. Ngô Bình, sai lệch khoảng 5 phút gì đấy. Tên đầu chọc khâm phục nói, Ti Mệnh Ngô, tại sao ông bảy lại chết? Ngô Bình, chắc tà ma đã xâm nhập vào người ông ấy lâu rồi, sau đó liên tục cắn nuốt sinh lực. Cho đến tối qua, tà ma đã chiếm hết sức sống nên Đường Vô Mệnh mới chết. Thật ra, anh chưa nói hết ý, kẻ tấn công anh ban nãy có lẽ là tà ma trong người Đường Vô Mệnh. Nó phân thân để tấn công anh, kết quả đã bị đạo chủng xử lý. Tà ma bị hụt sức nên mới cắn nuốt thần hồn của Đường Vô Mệnh để hồi sức. Tên đầu chọc khiếp sợ, sau đó quan sát xung quanh, như sợ tà ma lại xuất hiện. Ngô Bình, không cần phải nhìn, nó đi rồi. Tạ Công Quyền thở dài, lần trước, ông bảy đã bị tà ma tấn công, lần này lại bị tiếp, ông trời thật bất công với ông ấy. Đúng lúc này, có người hấp tấp chạy vào nói, tạ tưởng. Có mấy người anh em của mình chảy máu khắp các lỗ rồi chết, người mau đi xem đi ạ.
Tả tướng giật mình rồi nói với Ngô Bình, Ti Mệnh, phiền cậu đi cùng tôi. Ngô Bình gật đầu, được. Bọn họ đi tới khe núi, có bốn đệ tử của Thiên Sát bỏ mạng ở đó, các lỗ của họ chảy máu đen, mặt thì méo mó. Ngô Bình liếc nhìn là biết họ bị tà ma cướp sinh lực, anh thở dài nói, đúng là tác phong của tà ma, không ngờ trước khi đi, nó vẫn hại người tiếp. Tên đầu chọc dậm chân, Ti Mệnh, lẽ nào mình không có cách gì đối phó nó ư? Ngô Bình, nó không có thân thể, hành tung thì bí ẩn, muốn phòng còn khó, nói gì đến đối phó. Một lát sau, lại có đệ tử đến báo cũng phát hiện thi thể ở một khe núi khác. Nhóm Ngô Bình qua xem thì cũng là những thi thể bị tà ma hại. Tạ Công Quyền bảo người xử lý thi thể, sau đó mời Ngô Bình vào nhà trúc, Ti Mệnh, cậu học rộng biết nhiều, đã từng cứu mạng ông Bảy. Cậu có thể dạy chúng tôi cách phòng tà ma không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, thế này đi, tôi sẽ cho các người mấy lá bùa giết tà ma. Tạ Công Quyền cảm kích, cảm ơn Ti Mệnh. Đường Băng Vân nhanh chóng tới đây, trông thấy thi thể của Đường Vô Mệnh, cô ấy quỳ xuống đất rồi ôm thi thể bật khóc. Cô ấy được Đường Vô Mệnh nuôi lớn nên coi ông ấy như bố mình, giờ Đường Vô Mệnh bị tà ma giết hại, cô ấy khóc đau thương như một đứa trẻ. Ngô Bình đỡ Đường Băng Vân dậy rồi ôm cô ấy vào lòng, an ủi, Băng Vân, hãy cố nén bi thương. Đường Băng Vân là một người cứng rắn, cô ấy khóc một trận xong thì bình tĩnh lại nói, Tạ tưởng, ông hãy kể lại việc ở đây với trưởng lão của môn phái. Tạ Công Quyền nhận lệnh rồi đi ngay. Đường Băng Vân lại nói với tên đầu trọc, Hộ Pháp Chu, anh hãy thông báo cho người nhà của bác Bảy. Hộ Pháp Chu cũng đi làm việc luôn, chỉ còn Ngô Bình và Đường Băng Vân ở lại. Đường Băng Vân ôm chặt lấy anh rồi lại bật khóc. Ngô Bình xoa lưng cô ấy rồi an ủi, Băng Vân, người chết không thể sống lại, giờ mình phải nghĩ cách đối phó với cục diện này đã. Hình như tà ma chỉ nhằm vào Thiên Sát, nó đã tới hai lần thì sẽ có lần thứ ba. Ngô Bình ngạc nhiên rồi ngẩng lên nhìn Ngô Bình, có cách đối phó với nó không anh? Ngô Bình gật đầu, anh sẽ vẽ cho em mấy tờ bùa trấn quỷ, để các thành viên chủ chốt của Thiên Sát giữ bên người. Chỉ cần bảo vệ các thành viên cấp cao thôi, tà ma sẽ không đạt được mục đích. Đường Băng Vân thở phào, vậy là tốt rồi. Ngô Bình, Băng Vân, em còn nhớ cây linh chi Đường Vô Mệnh cho anh không? Đường Băng Vân nói, có, sao thế? Ngô Bình, lúc đó, ông ấy đã bị tà ma cướp thân thể rồi. Đường Băng Vân kinh ngạc, ý anh là tà ma cố ý đưa cây linh chi cho anh ư? Tại sao nó lại làm thế? Ngô Bình, ban nãy, tà ma đã xâm nhập vào cơ thể anh để đọc ký ức, nhưng đã bị anh tiêu diệt. Anh nghi nó định thăm dò khả năng nhận biết các dược liệu của anh. Đường Băng Vân biến sắc mặt, ngoài ông nội ra, em cũng kể cho bác Bảy biết anh biết luyện đan, lẽ nào tà ma định khống chế anh? Chương 514, tang lễ lớn. Ngô Bình gật đầu, giờ chỉ có suy nghĩ ấy là hợp lý nhất. Đường Băng Vân nghi hoặc hỏi, tà ma cũng cần đan dược ư? Ngô Bình, đương nhiên, trên đời có đan dược thì cũng có quỷ đan. Tà ma đi theo hướng cực đoan nên tích tụ trong người nhiều tai họa ngầm, mà đan dược lại có thể hỗ trợ chúng. Đường Băng Vân thở dài, tất cả là tại em không nên nói chuyện anh biết luyện đan cho bác Bảy biết. Ngô Bình sợ Đường Băng Vân tự trách nên an ủi, không liên quan đến em, dù anh không nói thì Đường Vô Mệnh cũng không chạy thoát được số mệnh, sớm muộn cũng bị tà ma hại tiếp thôi. Đường Băng Vân căm hận nói, tu vi của bác Bảy cao như vậy, tại sao lại không thể phản kháng lại chúng? Ngô Bình khẽ thở dài, đó là vì thực lực của tà ma hại bác Bảy còn mạnh hơn bác ấy. Đường Băng Vân nắm chặt tay thành quyền, lũ tà ma khốn kiếp. Tại sao cứ nhằm vào Đường môn cơ chứ? Ngô Bình trầm mặc một lát, sau đó khởi động khả năng xuyên thấu để nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói, Băng Vân, anh đang nghi có lãnh đạo cấp cao của Đường môn bị tà ma khống chế rồi. Đường Băng Vân ngạc nhiên, tà ma đã khống chế lãnh đạo cấp cao của Đường môn ư? Ngô Bình gật đầu nói, chuyện về tà ma rất ít khi xảy ra trong nước, nhưng đến giờ đã xảy ra với Đường môn hai lần rồi, như vậy là bất bình thường. Anh nghi tà ma đã điều khiển được vài lãnh đạo cấp cao của Đường môn rồi, hơn nữa còn đang từng bước xâm chiếm môn phái. Đường Băng Vân nổi lên nghi hoặc, nhưng lần trước tại sao bác Bảy lại phát điên? Tà ma làm vậy không sợ bị lộ thân phận à? Ngô Bình, tà ma mà chiếm được cơ thể ai thì sẽ khống chế được người ấy, nhưng dẫu sao bác Bảy cũng có tu vi cao nên chắc chắn sẽ tranh đấu với nó. Cứ thế lâu dần sẽ chọc giận tà ma, bọn này mà điên lên thì sẽ mất khống chế rồi giết người. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh thôi.
Đường Băng Vân như có điều suy nghĩ, nói vậy là nếu có lãnh đạo cấp cao của Đường Môn bị tà ma khống chế thì tính cách của người đó sẽ thay đổi đúng không? Ngô Bình gật đầu, chắc chắn. Đường Băng Vân hít sâu một hơi, em hiểu rồi, em sẽ cho người điều tra. Ngô Bình vỗ vai cô ấy rồi dịu dàng nói, em đi chuẩn bị ít đồ đi, để mai anh vẽ bùa chú cho em. Đường Băng Vân gật đầu nói, em biết rồi. Ngô Bình sợ tà mà lại đến nên không dám rời Đường Băng Vân nửa bước, sau đó cùng cô ấy lo việc hậu sự cho Đường Vô Mệnh. Một lát sau, lãnh đạo cấp cao của Đường Môn đã truyền tin đến, họ sẽ thành lập một tổ chuyên lo việc ma chay để lo việc tang sự cho bác Bảy. Thời gian phát tang là sau 10 ngày nữa, hơn nữa sẽ tổ chức long trọng, tất cả đường sĩ 8 sao và thành viên của Đường Môn phải tham dự. Nhận được tin này xong, Đường Băng Vân thấy rất ngạc nhiên. Tại sao bên trên lại làm đám ma cho bác Bảy to thế nhỉ, cô ấy thấy rất khó hiểu. Ngô Bình cũng thấy lạ, anh đã hiểu phần nào về Đường Môn. Nếu coi họ là một công ty lớn thì sẽ là một công ty với một lượng cổ đông hùng hậu. Các thành viên của Đường Môn được chia thành sĩ và soái. Sĩ là thành viên cấp thấp và trung, hay được gọi là đường sĩ. Đường sĩ được phân thành 10 cấp từ 1 đến 10 sao. Đường sĩ ở các cấp bậc khác nhau sẽ nhận được hoa hồng hàng năm khác nhau. Ví dụ như Đường Băng Vân từng nói đường sĩ 1 sao mỗi năm được chia hoa hồng từ 500.000 đến 800.000. Đường sĩ 2 sao có thể được chia đến 1, 2 triệu. Những người hay làm nhiệm vụ của Đường Môn thường là đường sĩ 5 sao, mỗi năm được chia 10 triệu. Trên đường sĩ là đường soái, cấp cao nhất của đường soái là 5 sao, hoa hồng được chia cao hơn đường sĩ nhiều. Ví dụ như đường soái 1 sao được chia 1 tỷ. Ngày trước, Đường Băng Vân là đường soái 1 sao, gần đây được tiếp quản thiên sát và bổ nhiệm lên thành 3 sao, mỗi năm cô ấy được chia trên chục tỷ. Đường Vô Mệnh trước kia cũng là đường soái 3 sao, sau đó tuy đã từ chức lệnh chủ của thiên sát thì vẫn là đường soái 2 sao. Nhưng số lượng đường soái có hạn, có người lên thì phải có người xuống. Cả Đường Môn chỉ có 60 đường soái thôi, trong đó đường soái 1 sao là nhiều nhất. Lần này, Đường Môn bá đường sĩ 8 sao trở lên tham dự tang lễ của Đường Vô Mệnh, như vậy có nghĩa là các thành viên cấp cao đều sẽ có mặt. Băng Vân, với thân phận của bác Bảy ở Đường Môn thì tổ chức tang lễ long trọng cũng là bình thường, nhưng bắt tất cả các thành viên cấp cao phải tham dự thì hình như hơi khoa trương nhỉ. Đường Băng Vân cũng thấy lạ, vâng, nếu đúng như vậy thì tất cả những người có tầm ảnh hưởng ở Đường Môn đều phải có mặt đấy. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, trước kia, đám tang của người có chức vụ ngang bác Bảy được tổ chức thế nào? Đường Băng Vân nhớ lại rồi nói, Đường Môn nhiều thành viên lắm, em từng tham dự tang lễ 3 lần. Người mất cũng có địa vị ngang với bác Bảy, nhưng tang lễ rất đơn giản, em nhớ ngoài 10 đường soát ra thì những người khác đều không tới. Ngô Bình híp mắt lại, thế là có vấn đề rồi, có người muốn tụ tập hết nhân vật chủ chốt của Đường Môn lại, người đó muốn gì đây? Đường Băng Vân rơi vào trầm tư, không biết tại sao cấp trên lại làm như vậy nữa. Ngô Bình hỏi, xảy ra chuyện lớn thế này, ông nội có xuất quan không? Đường Băng Vân cười khổ, em có liên lạc được với ông đâu? Ngô Bình an ủi, chắc ông có tính toán của mình, em đừng lo. Đám tang của Đường Vô Mệnh sẽ được tổ chức vào 10 ngày nữa, trong khi ngày kia là tới bữa tiệc thường niên của Đường Môn. Ngô Bình sợ tà ma sẽ lại xuất hiện nên không dám để Đường Băng Vân ra ngoài, mà bắt cô ấy tu luyện chung với mình. Một ngày trước buổi tiệc, Ngô Bình ngồi xếp bằng trên đỉnh núi để tu luyện cách hít thở. Khi tu vi tăng cao, hiệu quả từ cách hít thở cũng rõ ràng hơn. Anh cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ chảy vào trong người mình, khiến cả thể xác và linh hồn đều sảng khoái. Mấy ngày qua, ngày nào anh cũng tu luyện cách hít thở. Bây giờ là 3 giờ sáng, trăng lên cao, không gian tĩnh lặng. Ngô Bình chợt cảm thấy có rất nhiều vòng xoáy cực lớn xuất hiện trên cao, chúng chậm chậm xoay tròn, nguồn năng lượng thần bí rơi từ trung tâm của chúng xuống. Một tia năng lượng rơi xuống, hình như bị thu hút bởi cách hít thở nên tập trung về phía Ngô Bình. Chúng như các tia sáng quấn lấy anh, sau đó thâm nhập vào da thịt rồi tới kinh mạch và máu huyết cùng linh hồn. Cảm nhận được vòng xoáy ấy, Ngô Bình mừng rỡ rồi mở mắt lẩm bẩm, cuối cùng thì mình cũng tiến vào cảnh giới linh cảm rồi. Tất cả những gì mà anh cảm nhận được chứng tỏ anh đã ở tầng cuối của trúc cơ linh cảm. Tầng cảnh giới này sẽ có tác động qua lại với năng lượng cao cấp của tự nhiên. Trong phiến ngọc có giải thích về năng lượng này, chúng đến từ thế giới cao hơn, là linh khí cao cấp trong thế giới ấy. Nếu con người hấp thu được nó rồi biến nó thành của mình thì đó chính là tiên lực. Tầng cảnh giới này rất khó với tới,
dù vào thời Tiên Quốc cũng hiếm người làm được điều này, có thể nói là 10.000 mới có một. Ngô Bình có khả năng nhìn xuyên thấu, thêm tu luyện bài hít thở cao cấp nên mới thành công tiến vào tầng cảnh giới này. Từ giờ, anh có thể lựa chọn hấp thu một nguồn năng lượng cao cấp nào đó rồi. Điều này khiến anh sẽ có ưu thế lớn hơn tưởng tượng của mọi người khi tiến vào cảnh giới nhân tiên và địa tiên. Chương 515, Thuần Dương Tiên Lực. Bước vào cảnh giới linh cảm, Ngô Bình tâm trạng vô cùng tốt. Sự lo lắng và áp lực mấy hôm nay đã tan biến hết. Thế nhưng anh vẫn không lười nhác mà tiếp tục tập hít thở, hấp thụ nguồn năng lượng cao cấp này. Anh phát hiện có nhiều loại năng lượng, nhưng anh chỉ dung nạp được 12 loại. Tu vi của anh còn thấp, khi tu vi càng cao lên thì sẽ càng hấp thụ được nhiều loại năng lượng cao cấp khác. Trong Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết có ghi, các phương pháp hít thở được chia thành các cấp độ, hạ thừa, trung thừa, thượng thừa và cao cấp. Phương pháp hít thở hạ thừa không thể nào cảm nhận được năng lượng cao cấp, chỉ hấp thu được linh khí của trời đất, hiệu quả duy nhất là cải thiện sức mạnh thể chất và nuôi dưỡng hồn thể. Phương pháp hít thở trung thừa có thể cảm nhận được duy nhất hai loại năng lượng cao cấp khá yếu. Phương pháp hít thở thượng thừa thì vô cùng hiếm có, người luyện có thể cảm nhận được hơn 3 loại năng lượng cao cấp khá mạnh. Hơn nữa khi tu vi càng cao thì nhiều nhất sẽ cảm nhận được 5 đến 6 loại năng lượng cao cấp. Phương pháp hít thở cao cấp thì ngay từ đầu đã cảm nhận được hơn 5 loại năng lượng cao cấp mạnh nhất. Tu vi càng cao thì càng cảm nhận được nhiều năng lượng, không có giới hạn nhất định. Ví dụ như phương pháp hít thở của Ngô Bình hiện tại ngay từ đầu đã có thể cảm nhận được 12 loại năng lượng cao cấp rất lợi hại. Trong tương lai, anh sẽ còn hấp thụ được nhiều loại năng lượng hơn nữa. Những loại năng lượng này có tác dụng rất lớn với anh. Những việc xa xôi thì chưa nói nhưng trong cảnh giới tiếp theo của địa tiên là luyện khiếu thì cực kỳ cần những năng lượng này. Trong thiên hạ hiện giờ, dù chỉ là phương pháp hít thở thượng thừa cũng là bí mật mà các môn phái giữ khư khư không truyền ra ngoài. Chỉ cần có được phương pháp hít thở trung thừa thôi là đã có thể thành lập một bang hội rồi. Vậy thì có được phương pháp thượng thừa thì càng không phải nói nữa. Ngô Bình nghi ngờ dịch cân kinh của chùa Đại Thiền thực ra chính là một phương pháp hít thở thượng thừa. Nếu không thì chùa Đại Thiền sẽ không thể có được sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Tu vi tiên đạo chia ra thành 4 cảnh giới là thiên, địa, huyền, hoàng. Giờ tu vi của anh đã ở trúc cơ cảnh giới nhỏ thứ 3 trong cảnh giới hoàng. Tiếp đến sẽ là cảnh giới huyền. Cảnh giới hoàng được chia nhỏ hơn thành các cảnh giới lớn là khí, thần và trúc cơ hay còn gọi là tiên thiên. Cảnh giới khí gồm 5 giai đoạn tu luyện là tiểu chu thiên, đại chu tiên, luật động, phóng chân khí và luyện khí thành sức mạnh. Cảnh giới thần thì gồm 3 giai đoạn là thần giác, thần ý, thần thức. Trong đó cao thủ cảnh giới thần luyện được thần ý thì được gọi là tông sư. Cảnh giới trúc cơ còn được gọi là tiên thiên, chia thành bão đan, luyện hình, sinh niệm, đan thành và linh cảm. Ngô Bình vừa đạt tới giai đoạn cuối cùng là linh cảm. Giờ cảnh giới hoàng Ngô Bình đã sắp hoàn thành, tiếp theo sẽ vào cảnh giới huyền. Cảnh giới huyền cũng được chia thành 3 cảnh giới lớn là luyện khiếu, luyện tâm, thông huyền. Trong cảnh giới này, người tu luyện được gọi là nhân tiên. Cảnh giới luyện khiếu còn được gọi là cảnh giới vương, giang hồ gọi là võ vương. Bước 1 của cảnh giới này là luyện thành hạ cửu khiếu, bước 2 là luyện thành thượng bát khiếu. Người trong giang hồ gọi những người luyện được tới thượng bát khiếu là võ thần. Cảnh giới luyện tâm còn được gọi là cảnh giới thánh, giang hồ gọi là võ thánh. Bước 1 là luyện thánh tâm, bước 2 là thượng cảm thiên tâm. Đạt được tới bước 2 này thì sẽ được thiên hạ gọi là thiên sư. Cách gọi thiên sư của núi Long Hổ chính là từ đó mà ra. Cuối cùng là cảnh giới thông huyền, hay còn gọi là cảnh giới cực, tục gọi là võ quân. Bước đầu tiên là pháp bàn, bước 2 là ngưỡng tụ pháp môn. Người tu luyện xong bước thứ 2 được thiên hạ tôn là thần quân. Cảnh giới quan trọng nhất trong cảnh giới huyền là thông huyền, ở cảnh giới này sẽ tập trung vào tu luyện các loại pháp thuật và thần thông. Nhưng trên thực tế, môi trường của trái đất hiện tại so với thời kỳ tiên quốc khác xa nhau. Cho dù là những người có tư chất tốt nhất, đa phần cũng chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới vương. Có thể tu luyện bước luyện thánh tâm thì cực kỳ ít. Ngô Bình thường gặp được võ vương, võ thần nhưng chưa từng được gặp võ thánh, thiên sư, chứ đừng nói là võ quân, thần quân. Trước mắt, Ngô Bình đã có thể trở thành cao thủ nhân tiên của cảnh giới huyền. Nhân tiên, nghĩa cũng như tên, chính là nửa tiên nửa người, có võ lực vô cùng lợi hại. Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới thông huyền thì sẽ trở thành võ quân, thần quân. Khi đó có thể thi triển pháp thuật, xoay chuyển càn khôn, hô mưa gọi gió, xuất quỷ hoàn hồn.
Cảnh giới luyện khiếu này lại chia thành hai bước nhỏ. Bước một là luyện hạ cửu khiếu, sau đó luyện tới thượng bát khiếu. Hạ cửu khiếu nằm ở thân trên và tứ chi, còn được gọi là linh khiếu. Muốn đả thông linh khiếu thì cần nguồn năng lượng vô cùng mạnh. Ngô Bình luyện một bộ phương pháp hít thở cao cấp nên hấp thụ được 12 loại năng lượng cao cấp. Việc đó rất có lợi đối với việc đả thông linh khiếu. Trong số các võ vương, số người đả thông được tới 3 linh khiếu đã là rất hiếm, đả thông được tới 5 cái thì càng hiếm có khó tìm. Sau khi đả thông một số linh khiếu, tiếp theo đó là đả thông thượng bát khiếu. Toàn bộ thượng bát khiếu đều nằm ở phần đầu, còn gọi là thần khiếu. Sau khi khai mở thần khiếu xong thì thần hồn sẽ trở nên mạnh mẽ, trí tuệ được nâng cao. Muốn khai mở được bát đại thần khiếu thì cũng cần năng lượng cao cấp trợ giúp. Hơn nữa chỉ có một số loại năng lượng cao cấp đặc biệt mới có khả năng đả thông thần khiếu. Cho nên khai mở thần khiếu so với khai mở linh khiếu còn khó hơn chục lần. Đó cũng chính là lý do trong giang hồ có nhiều võ vương mà lại ít võ thần như vậy. Thần khiếu rất khó đả thông, đa số võ vương có tư chất cũng phải khổ luyện có khi cả chục năm mới khai mở được một thần khiếu. Đại sư huynh của Ngô Bình là Diệp Thiên Tông có thể gọi là kỳ tài võ học nhưng cũng chỉ có thể khai mở được 4 linh khiếu và một thần khiếu. Lúc này, Ngô Bình căn cứ vào Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết và những gì ghi trong khối ngọc thì biết được tất cả những nguồn năng lượng anh hấp thu được đều phù hợp với việc khai mở linh khiếu. Các tiên nhân thời tiền sử nghiên cứu rất kỹ vấn đề này. Một vị tiên nhân tên là Quảng Thành đã tổng kết ra kinh nghiệm của người đi trước, viết thành một bộ sách quý tên là Bát Cửu Huyền Kinh. Trong cuốn sách này đã giới thiệu rất nhiều loại năng lượng cao cấp để khai mở linh khiếu, ngoài ra còn đặt tên cho những loại năng lượng này. Quảng Thành đã chia những loại năng lượng khai mở được linh khiếu thành 3 loại, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Thượng phẩm là loại tốt nhất và hạ phẩm là loại kém nhất. Trong đó, có tất cả 12 loại năng lượng thượng phẩm. Ngô Bình đem 12 loại năng lượng thượng phẩm được ghi chép trong Bát Cửu Huyền Kinh ra so sánh với những loại năng lượng mà hiện tại mình có thể hấp thu thì phát hiện ra mình hấp thụ được 4 loại năng lượng thượng phẩm được ghi chép trong sách này. 4 loại năng lượng này là thuần dương tiên lực, kim cương nhẫn lực, ất mộc linh lực, u minh quỷ lực. Ngô Bình có ấn tượng sâu sắc về thuần dương tiên lực bởi anh từng dùng nó để giúp Triệu Vương Tôn đột phá lên cảnh giới 2 của địa tiên. Cho nên anh bắt đầu dùng thần niệm để kiểm soát loại năng lượng này, để nó hội tụ trong cơ thể anh. Sau 2 tiếng đồng hồ, thuần dương tiên lực sau cùng cũng được tích đủ. Ngô Bình liền thử khai mở một linh khiếu. Linh khiếu này nằm ở phía trên huyệt đàn chung một chút. Khi thuần dương tiên lực đi tới bên cạnh linh khiếu, chuẩn bị toàn lực khai mở nó thì Ngô Bình phát hiện bên ngoài linh khiếu này có một lớp màng khá dày. Muốn mở được linh khiếu này cực kỳ khó. Thuần dương tiên lực được thần niệm của anh ngưng tụ thành hình dạng một mũi khoan, sau đó đâm mạnh vào phía trước. Lần đầu, lớp màng chỉ lõm vào một chút, nó vô cùng dai nên vẫn chưa bị rách. Ngô Bình không nản lòng, anh tiếp tục ngưng tụ nhiều năng lượng hơn. Khi đó đã là 8 giờ sáng, mặt trời đã mọc nên thuần dương tiên lực càng dồi dào. Một tiếng sau, thuần dương tiên lực đã tăng lên một lần rưỡi, Ngô Bình bắt đầu thử khai mở linh khiếu lần thứ 2. Từ trong cơ thể anh phát ra tiếng động kỳ lạ, lớp màng đó cuối cùng cũng bị chọc thủng. Thần dương tiên lực tràn vào trong linh khiếu. Đoàng! Trong khoảnh khắc đó Ngô Bình cảm thấy có thứ gì đó nổ ra từ bên trong cơ thể mình. Không sai, đó là một tiếng nổ lớn đến nỗi lũ chim trong thung lũng giật mình bay đi. Đường Băng Vân và những người khác cũng thi nhau nhìn về phía anh, họ tưởng đó là một trận động đất. Một luồng năng lượng cực kỳ mạnh từ linh khiếu của anh được giải phóng ra ngoài, nhập vào chân khí. Nguồn năng lượng này bị thần dương tiên lực đồng hóa nên mang tính chất thuần dương. Quá trình linh khiếu bị đồng hóa được gọi là chân khí cực hóa, giống như những món đồ sắt bị nhiễm từ thì sẽ có lực từ vậy. Cho nên từ giờ trở đi, chân khí trong người Ngô Bình có thể gọi là chân khí thuần dương. Tiểu thần vốn đang ngủ say nhưng cảm nhận được sự thay đổi của chân khí, nó lập tức tỉnh dậy tham lam hấp thụ nguồn chân khí thuần dương này. Nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó đó năng lượng thuần dương của trời đất cũng bắt đầu xâm nhập vào cơ thể qua da của anh rồi nhập vào chân khí thuần dương. Nguồn chân khí thuần dương mạnh mẽ đang không ngừng tôi luyện cơ thể anh, khiến thể chất của anh được cải thiện một cách rõ rệt. Đường Băng Vân lúc này đã leo lên đỉnh núi. Cô ấy nhìn anh, sau đó vài giây đột nhiên kinh ngạc thốt lên, anh đột phá cảnh giới rồi sao? Chương 516, bữa tiệc của Đường Môn. Ngô Bình cười đáp, hôm nay vận may không tệ. Anh vừa đột phá lên thành nhân tiên rồi. Vậy thì tốt quá rồi, Đường Băng Vân thậm chí còn vui hơn cả anh.
Cô nhảy cẫng lên, sau đó lao vào lòng Ngô Bình. Ngô Bình vỗ vỗ vai cô nói, Băng Vân, cảm giác trở thành nhân tiên thực sự rất thoải mái. Sau này anh sẽ giúp em đột phá cảnh giới này. Đường Băng Vân gật đầu đáp, vâng. Đường Băng Vân nói tiếp, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 10 giờ, chúng ta chuẩn bị một lát rồi qua đó thôi. Hôm nay chính là ngày tổ chức bữa tiệc của Đường Môn, hai người họ sẽ cùng tham gia. Đường Môn là một tổ chức vô cùng hùng mạnh, thậm chí, có rất nhiều người trong tổ chức cũng không biết rốt cuộc Đường Môn đang kiểm soát bao nhiêu tài nguyên và có bao nhiêu của cải. Cứ mỗi năm một lần, Đường Môn sẽ tổ chức một bữa tiệc. Bữa tiệc này là để các lãnh đạo của Đường Môn tổng kết công việc trong năm qua, thưởng cho người có công và phạt những người có lỗi. Đồng thời, bữa tiệc này cũng là cơ hội để những thành viên của Đường Môn giao lưu trao đổi với nhau. Bốn vị đường chủ, năm vị gia chủ và các đường sư cùng với con cháu nhà họ Đường đều súng xính tới dự tiệc. Chỉ có những người nhận được thiệp mời mới có tư cách tham gia bữa tiệc này. Lúc này, Đường Băng Vân đang cầm hai tấm thiệp, một là thiệp mời của cô và một là thiệp mời của Ngô Bình. Bên ngoài tấm thiệp trông vô cùng tinh xảo và bắt mắt, phong bì bên ngoài được dát vàng. Ít nhất làm ra một tấm thiệp như thế này cũng phải mất hơn 10.000 tệ. Ngô Bình nhìn kỹ tấm thiệp, sau đó hỏi cô, Băng Vân, lần này có bao nhiêu thành viên của Đường Môn đến dự tiệc? Không tính những người đi kèm thì có khoảng 100-200 người, Đường Băng Vân đáp, đa số là những người trẻ tuổi. Ngoài ra, có một bộ phận là những nhân tài bên ngoài Đường Môn, đến từ các thế lực muốn hợp tác với Đường Môn. Ngô Bình cười nói, vậy thì áp lực của anh sẽ vô cùng lớn đây. Em là đại mỹ nhân của Đường Môn, lại còn là lệnh chủ của thiên sát, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn theo đuổi em. Đường Băng Vân như cười như không đáp, em nhận được tin tối nay sẽ có một nhân vật rất lợi hại xuất hiện. Hơn nữa, đám người muốn tới đăng ký làm rể Đường Môn cũng rất phiền phức, đều là những người có thế lực nên anh phải cẩn thận đấy. Ngô Bình không hề để tâm đến chuyện này mà bình thản đáp, anh không có hứng với mấy người đó. Lần này anh tới là muốn nhận Đường Thiên Hạc làm đệ tử. Đường Băng Vân trợn tròn mắt nhìn anh thực sự muốn làm việc này sao? Ông ba là cao thủ địa tiên, một cao thủ địa tiên sẽ bái anh làm sư phụ chắc. Ngô Bình cười đáp, chính bởi ông ấy là cao thủ địa tiên nên mới biết được sự lợi hại của anh, mới tôn kính anh như một vị thần. Sau đó Ngô Bình nhìn đồng hồ, nói 8 rưỡi rồi, chúng ta xuất phát thôi. Tối nay khách sạn Thục Vương xa hoa tráng lệ bậc nhất Cẩm Thành không nhận tiếp khách bên ngoài. Bởi đây chính là khách sạn của Đường Môn, cũng là nơi tổ chức buổi tiệc hôm nay. Khách sạn Thục Vương nằm trong tòa cao ốc Thục Vương, từ tầng 1 đến tầng 16. Diện tích mặt bằng hơn 10.000 m², còn tổng diện tích xây dựng là hơn 600.000 m², cao 66 tầng. Trên tầng 9 của tòa cao ốc Thục Vương là một đại sảnh lớn. Trong sảnh không hề có vật cản. Diện tích khoảng hơn 8.000 m². Đây là nơi mà Đường Môn thường dùng để tổ chức các hoạt động có quy mô lớn. Ví dụ như bữa tiệc thường niên, đám tang của những nhân vật quan trọng, đám cưới, đa số đều được tổ chức ở đây. Lúc này trong đại sảnh đang được chia thành nhiều khu khác nhau, khu uống trà, khu ăn uống, khu biểu diễn, khu hội họp. Khi Đường Băng Vân và Ngô Bình đến đây thì đã là gần 10 giờ. Trong sảnh lúc này có khoảng hơn 200 người. Bọn họ tụm năm tụm ba, có người đang ngồi nói chuyện, có người đang đứng cười cười nói nói. Khi Đường Băng Vân và Ngô Bình xuất hiện, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ, trong đó có vài ánh mắt hiện rõ vẻ thù địch. Ở khu vực uống trà, có một đám người đang chỉ trỏ về phía hai người họ, sau đó cười với nhau rất gian xảo. Đường Băng Vân nhìn họ một cái, đám người này không cười nữa mà thi nhau quay đầu đi chỗ khác, sau đó xì xầm gì đó với nhau. Ngô Bình khẽ cau mày. Hỏi, đám người này là ai vậy? Cũng giống như anh vậy, những người này sắp tới sẽ trở thành rể của Đường Môn, Đường Băng Vân đáp, những gia tộc đứng đằng sau những người này đều là gia tộc có ảnh hưởng lớn tại các tỉnh, thành phố lớn. Ngô Bình nhướng mày đáp, hình như bọn họ đang muốn bài xích anh. Đường Băng Vân cười đáp, anh lấy được cô vợ xinh đẹp nhất, lại có quyền lực nhất Đường Môn thì bọn họ đố kỵ với anh là đương nhiên. Ngô Bình cười nói, cũng có lý, cho bọn họ ghen tức phát điên lên đi. Không bị người khác đố kỵ thì không phải là hảo hán. Đường Băng Vân nói tiếp, đúng rồi, tối nay sẽ có thêm vài hoạt động nhỏ nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ coi anh là đối thủ để nhắm vào anh. Ngô Bình bắt đầu cảm thấy hứng thú, hoạt động gì vậy? Đường Băng Vân không vội vã giới thiệu Ngô Bình với mọi người mà kéo anh tới khu uống rượu, sau đó tìm một chiếc ghế sofa để ngồi xuống. Nhân viên phục vụ mang rượu tới,
Ngô Bình cầm lên một ly rượu trắng, uống một hơi hết sạch. Không thể không công nhận Đường Môn thực sự rất lắm tiền nhiều của, những loại rượu này trên thị trường có tiền cũng không mua nổi. Đường Băng Vân thì gọi một cốc nước ép hoa quả. Cô bĩu môi nói, muốn làm con rể Đường Môn cũng không dễ đâu. Nói là trò chơi nhỏ nhưng thực ra mục đích là để thử thách năng lực của các cháu rể tương lai. Ngô Bình, em nói chi tiết hơn một chút đi. Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu thì những chàng rể tương lai chính là nhân vật chính. Trước tiên, Đường Môn sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Đây là lúc kiểm tra xem người đó có năng lực tài chính hay không. Bởi vì những món đồ trong hội đấu giá đều cực kỳ đắt, không phải ai cũng mua được. Sau đó, sẽ có một số đệ tử của Đường Môn chạy ra nhờ giúp đỡ. Đa phần là những việc rất rắc rối. Điều này để kiểm tra về các mối quan hệ của người đó. Sau cùng còn có một trò chơi tên là cướp kho báu. Đường Môn sẽ cử ra một vài cao thủ đỉnh cao nhất, sau đó các cháu rể tương lai sẽ ra mặt khiêu chiến. Nếu khiêu chiến và đánh thắng cao thủ thì sẽ lấy được dương kho báu. Ngô Bình cười đáp, làm phức tạp đến vậy, Đường Môn của bọn em đúng là vô vị thật đấy. Đường Băng Vân, tài lực, thế lực, năng lực, ba thứ này đều cần phải khảo sát. Trong đó cháu rể ưu tú nhất sẽ được mời tham gia tiệc rượu cao cấp của Đường Môn. Đây là một vinh dự vô cùng lớn. Ngô Bình hỏi, tham gia tiệc rượu cao cấp của Đường Môn thì sẽ có lợi ích gì? Chàng rể nào tham gia buổi tiệc này sẽ có khả năng trở thành thành viên 7 sao của Đường Môn. Đồng thời, sẽ được Đường Môn hỗ trợ rất nhiều tài nguyên, mức độ hỗ trợ vô cùng lớn. Năm vị gia chủ hiện tại năm xưa đều được chọn bằng cách này. Ngô Bình cười hi hi, đã vậy anh phải thể hiện thật tốt mới được. Đường Băng Vân, sau khi trở thành thành viên của Đường Môn, anh có thể trực tiếp tham gia những việc liên quan đến Đường Môn. Đến lúc đó, em sẽ chính thức trao cho anh vị trí tổng hộ pháp của Thiên Sát. Thiên Sát có 12 hộ pháp và một tổng hộ pháp. Vài năm trước, tổng hộ pháp nhiệm kỳ trước chết trên chiến trường nên vị trí này hiện đang trống. Sau khi trở thành tổng hộ pháp của Đường Môn thì sẽ tự động được tăng thêm một sao, trở thành Đường Sư. Ngô Bình cười đáp, vậy thì quá tốt rồi, mong lệnh chủ sau này chiếu cố tiểu nhân. Đường Băng Vân lườm anh một cái, đáp, giờ anh đã là cao thủ nhân tiên. Nếu ở trong Đường Môn cũng sẽ được coi là cao thủ, con đường phía trước vô cùng rộng mở. Em nghĩ đây có lẽ cũng là mục đích chính khi ông nội bảo anh kết hôn với em. Ông hy vọng sẽ có một làn gió mới xuất hiện ở Đường Môn, giúp cho tổ chức không bị sa sút. Ngô Bình đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Đường Băng Vân rồi dịu dàng nói, Đường Môn ra sao, thực ra anh không quan tâm. Có điều, chỉ cần một ngày anh còn ở đây thì trong Đường Môn chắc chắn không ai dám bắt nạt em. Đường Băng Vân trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, người đàn ông trước mặt này cô từng vô cùng ghét bỏ, cho rằng ông nội mình gán ghép hồ đồ. Nhưng thời gian dài ở bên nhau, cô phát hiện mình đã thích anh từ lúc nào không hay. Trong đại sảnh nhiều người như vậy nhưng Đường Băng Vân không hề ngại ngùng mà rúc vào lòng anh, trên gương mặt cô nở nụ cười mãn nguyện. Đột nhiên, từ đám đông phía trước có một người thanh niên đang nhanh chóng rảo bước về phía họ. Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra người này chính là Bạch Diên Hy, con trai của Bạch Triển Kỳ. Từ phía xa, Bạch Diên Hy đã khom lưng chào hỏi, anh Ngô, thật không ngờ lại gặp được anh ở đây. Ngô Bình một tiếng đáp, hóa ra là Tiểu Bạch. Cậu đang có hứng thú với cô gái nào của Đường Môn vậy? Bạch Diên Hy cười hi hi đáp, thực không dám giấu gì anh, tôi và Đường Duyệt của Đường Môn tâm đầu ý hợp. Nay nhận được thiệp mời của Đường Môn nên tôi mới tới tìm cô ấy. Nói rồi anh ta lại nhìn sang Đường Băng Vân rồi chắp tay nói nhỏ, cô chủ Đường, lát nữa cô nhất định phải cẩn thận. Âu Dương Kim Tôn đã tới rồi. Chương 517, sự kính trọng của Đường Thiên Hạc. Nghe tới cái tên Âu Dương Kim Tôn, Đường Băng Vân không khỏi cau mày hỏi, anh ta cũng tới sao? Không sợ sẽ lại xung đột với Hoàng Phủ Thiên Quân hay sao? Bạch Diên Hy, thì đúng vậy. Hai người đó vừa gặp nhau là đã thấy ngứa mắt, thiếu chút nữa là đã đụng tay đụng chân rồi. Đường Băng Vân gật đầu, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bạch Diên Hy đáp, là việc nên làm thôi. Ngô Bình tò mò hỏi, Hoàng Phủ Thiên Quân và Âu Dương Kim Tôn này xuất thân từ hai thế gia có truyền thống võ học phải không? Từ rất lâu trước đây, Diệp Thiên Tông từng nói với anh, trên giang hồ có hai thế gia võ học vô cùng mạnh. Người đời gọi là Bắc Âu Dương, Nam Hoàng Phủ. Hai gia tộc này tuy không có nhiều người, nhưng ai nấy đều có tu vi cực kỳ cao, vang danh khắp giang hồ. Nếu luận về địa vị trong giới võ lâm thì Đường Môn cũng không thể so sánh với hai thế gia võ học này. Đường Băng Vân gật đầu, không sai,
hai người này đến từ hai gia tộc Âu Dương và Hoàng Phủ. Hơn nữa, họ đều là thế tử của dòng tộc đó. Thế tử bình thường là để chỉ những người có quyền thừa kế của một gia tộc, thường là con của vợ cả. Ngô Bình cau mày nói, có thể khiến hai thế tử của hai thế gia võ học cùng lúc xuất hiện thế này thì có lẽ chỉ Đường Băng Vân em mới làm được. Bạch Diên Hy đáp, không sai, hai vị thiếu gia này đều đến đây vì cô chủ Đường. Đường Băng Vân hừ lạnh, tôi đã có bạn trai rồi, lẽ nào bọn họ không biết hay sao? Bạch Diên Hy, là thế tử của hai thế gia võ học lâu đời, bọn họ vô cùng kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không coi anh Ngô ra gì. Nói rồi, Bạch Diên Hy như thể nhìn thấy người quen nên vội vã nói, Đường Duyệt tới rồi, tôi đi tìm cô ấy nói chuyện đây. Anh Ngô, không làm phiền anh nữa. Nói rồi Bạch Diên Hy từ biệt hai người họ, Ngô Bình lúc này mới đùa, Băng Vân, làm bạn trai em áp lực lớn thật đấy. Đường Băng Vân lườm anh một cái, đáp hứ, đây mới là bắt đầu thôi. Áp lực của anh vẫn còn đang chờ đằng sau cơ. Ngô Bình hiểu rõ Đường Băng Vân tu vi cao, quyền lực lớn, lại còn xinh đẹp đến say lòng người nên đương nhiên người theo đuổi cô ấy đông như kiến, hơn nữa cạnh tranh còn rất khốc liệt. Không lâu sau, Đường An đi về phía họ. Anh ta cười ha ha chào hỏi Ngô Bình, chào cậu Ngô. Ngô Bình đáp lễ, chào anh Đường. Đường An nhìn trái nhìn phải, sau đó nhỏ tiếng nói, tôi vừa hay tin mấy vị trưởng lão quyết định sẽ ghép đôi Băng Vân với Hoàng Phủ Thiên Quân hoặc Âu Dương Kim Tôn. Đường Băng Vân nổi giận, bọn họ thật quá đáng. Ai cho họ quyền làm vậy? Phải biết rằng, hôn sự của cô và Ngô Bình là do ông nội Đường Thiên Tuyệt quyết định. Bọn họ làm như vậy chẳng khác nào coi thường ông nội cô. Đường An cười khổ, Băng Vân, tạm thời em cứ án binh bất động. Việc này cũng chỉ là tin đồn phong thanh chứ chưa thể khẳng định. Hiện giờ nói ra chỉ để chuẩn bị trước phương án ứng biến. Đường Băng Vân cảm thấy rất phiền. Đường An đã đến nhắc nhở cô như vậy thì việc này 80-90% là sự thật. Im lặng một lát, Đường Băng Vân hỏi tiếp, Đường An, anh còn biết việc gì nữa không? Đường An, nghe nói Đường Thiên Du còn đang muốn làm môn chủ. Đường Băng Vân trợn tròn mắt, Đường Thiên Du làm môn chủ. Ông nội còn chưa xuất quan, ai cho ông ta cái gan đó? Đường An thở hắt ra một hơi, đáp anh nhận được một tin, sau khi nghe xong em đừng quá kích động. Nguồn tin này vẫn chưa được xác thực. Đường Băng Vân có dự cảm không lành, nghiêm mặt lại đáp, anh nói đi. Đường An, bên ngoài mọi người đang đồn ầm lên rằng môn chủ đã bị người ta hại chết rồi. Nói láo, Đường Băng Vân lông mày dựng đứng lên. Đường An cười khổ, anh nói rồi, nguồn tin vẫn chưa được xác định em đừng quá kích động. Đường Băng Vân cười lạnh đáp, đám người đó cho rằng ông nội em chết rồi nên mới đem em gán ghép với người khác. Đường An gật đầu, Đường Thiên Du và Đường Thiên Hạc có quan hệ không tồi. Nghe nói ông ta đã có được sự ủng hộ của Đường Thiên Hạc. Nếu giờ có thêm một đồng minh mạnh ở bên ngoài thì ông ta rất có khả năng sẽ giành được cái ghế môn chủ. Đường Băng Vân lúc này trong lòng chỉ lo lắng đến sự sống chết của ông nội. Cô đột nhiên túm lấy tay Ngô Bình, năn nỉ, Ngô Bình, xem giúp em một quẻ có được không? Em muốn biết ông nội có đang an toàn hay không? Ngô Bình khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra 5 đồng tiền phép. Anh tập trung tinh thần, ném tiền phép xuống bàn. Sau khi trở thành cao thủ nhân tiên, trình độ xem quẻ của anh đã lên một bậc. Đồng tiền phép rơi xuống bàn, Ngô Bình có thể nhìn thấy 3 sơ đồ. Sơ đồ thứ nhất thể hiện Đường Thiên Tuyệt vẫn còn sống nhưng tình hình không khả quan. Sơ đồ thứ hai nói cho anh biết vị trí hiện tại của Đường Thiên Tuyệt đại khái là ở đâu. Sơ đồ thứ ba thì chi tiết hơn một chút. Tình hình thế nào, Đường Băng Vân vội vã hỏi. Ngô Bình im lặng vài giây, sau đó đáp, Băng Vân, em yên tâm, ông nội vẫn còn sống, có điều tình cảnh của ông lúc này khá nguy hiểm. Còn tình hình cụ thể thế nào đợi khi buổi tiệc kết thúc anh sẽ nói với em. Đường Băng Vân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ông nội vẫn còn sống, những việc khác có thể từ từ giải quyết. Đường An lúc này cũng đã đặt được tảng đá trong lòng xuống. Anh ta mặt vô cùng sùng bái, nói cậu Ngô, thật không ngờ khả năng gieo quẻ của cậu lại lợi hại như vậy, tôi phục sát đất. Ngô Bình hỏi Đường An, Đường Thiên Hạc đã tới chưa? Đường An cười đáp, cậu đến rồi thì ông ta chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thôi. Cậu không biết đó thôi, ban đầu khi ông ta nhìn thấy viên đan do cậu luyện ra thì vô cùng phấn khích, khiến tôi cũng phát sợ. Ngô Bình không hề ngạc nhiên, đáp, ông ta là người tu hành nên phấn khích là đúng rồi. Đường An cười đáp, vậy để tôi đi gọi ông ta tới đây nhé. Ngô Bình gật đầu đáp, được. Đường An rời khỏi đó. Một phút sau quay lại với một người đàn ông chừng 50 tuổi.
Người này mặc quần áo đạo sĩ màu xám xanh, đi giày vải, để râu dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người đàn ông này đi tới trước mặt Ngô Bình, Đường An lúc này đứng bên cạnh ông ấy, cẩn trọng cười nói, ông ba, đây chính là thầy luyện đan Ngô Bình, đồng thời cũng là vị hôn phu của Băng Vân. Đường Thiên Hạc nhìn Ngô Bình một cái, sau đó đột nhiên bước về phía trước, chắp tay nói, vinh hạnh được gặp tiên sinh. Động tác này của ông ấy khiến Đường An giật nảy mình, ngạc nhiên há hốc miệng. Ngô Bình đứng dậy đáp lễ, Đường tiên sinh khách sáo rồi. Đường Thiên Hạc đáp, người giỏi hơn phải được coi là thầy. Tài luyện đan của tiên sinh khiến tôi vô cùng khâm phục. Đường Băng Vân cũng vô cùng kinh ngạc, cô nói, ông ba, mời ông ngồi xuống rồi nói chuyện. Lúc này những người xung quanh cũng đã chú ý tới việc Đường Thiên Hạc hành lễ với Ngô Bình. Biểu cảm của họ đều vô cùng sững sờ, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Đường Thiên Hạc ngồi xuống trước mặt Đường An rồi nói, tiên sinh, hôm nay mạo muội đến làm phiền tiên sinh thực sự là vì quá ngưỡng mộ tài luyện đan của tiên sinh. Ngô Bình đáp, tôi cũng nghe danh Đường tiên sinh đã lâu. Nghe nói ông tinh thông đan đạo, tu vi cao thâm. Đường Thiên Hạc vội vã xua tay, đứng trước mặt tiên sinh, tôi không dám nói mình tinh thông đan đạo, chỉ là hiểu biết sơ sơ mà thôi. Ngô Bình, Đường tiên sinh khách sáo rồi, tôi vẫn còn trẻ tuổi, tri thức có hạn. Sau này còn phải nhờ Đường tiên sinh chỉ dạy nhiều. Đường Thiên Hạc cười khổ, câu này nói ngược rồi. Hôm nay tôi tới là muốn thỉnh giáo tiên sinh về đan đạo. Hai người họ nói chuyện một lát, Đường Thiên Hạc trong lòng không khỏi kinh ngạc vì những quan điểm của Ngô Bình khiến ông ấy được mở mang tầm mắt. Những nghi hoặc của ông ấy về đan đạo phút chốc đã được giải đáp. Đường Băng Vân nhìn thấy một cao thủ địa tiên như Đường Thiên Hạc lại vểnh tai lên nghe Ngô Bình giảng giải giống như một học sinh tiểu học. Ông ấy nghe rất nhập tâm, còn không giấu nổi vẻ phấn khích, thi thoảng lại xoa hai tay vào nhau. Nói chuyện chừng 10 phút, Ngô Bình nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó không nói tiếp nữa. Đường Thiên Hạc đợi vài giây thấy Ngô Bình không có ý định tiếp tục nói thì hoảng hốt, vội vã nói, tiên sinh, hay là chúng ta tìm một nơi thanh tĩnh tiếp tục nói chuyện. Ngô Bình trong lòng rủa thầm lão già chết tiệt, tôi và ông thì có chuyện quái gì mà nói. Nhưng ngoài mặt, Ngô Bình bình thản đáp, Đường tiên sinh, hay để hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp. Hôm nay ở đây không phù hợp lắm. Đường Thiên Hạc lúc này mới sực nhớ ra hôm nay là tiệc của Đường Môn. Đám người ở đây vô cùng phức tạp, tai vách mạch rừng, không phù hợp để bàn luận đan đạo. Ông ấy vội vã gật đầu đáp, đúng đúng, tiên sinh nói chí phải. Chúng ta hẹn hôm khác lại đàm đạo. Chương 518, đấu giá. Ngô Bình tiếp tục nói chuyện với Đường Băng Vân, không quan tâm đến Đường Thiên Hạc ngồi bên cạnh nữa. Đường Thiên Hạc cũng không phật lòng mà ngồi bên cạnh cười hùa theo. Ngô Bình cười thì ông ấy cũng cười. Đường An nhìn thấy cảnh này thì há hốc miệng, vẻ mặt hiện lên mấy chữ không thể tin nổi. Đường Băng Vân cũng không thể tiếp tục nhìn cảnh này, đành nói, ông ba, ông là một trong những người phụ trách chính của buổi tiệc hôm nay, ông không nên lãng phí thời gian ở đây nữa. Hay là thế này, để mai cháu bảo Ngô Bình đến nói chuyện với ông tiếp nhé. Đường Thiên Hạc vui sướng vỗ đùi đánh đét một cái, được. Băng Vân là ngoan nhất, lúc nào cũng hiểu lòng ông. Sau đó ông ấy chắp tay, nói với Ngô Bình, Ngô tiên sinh, tôi xin phép không làm phiền nữa, dứt lời rồi mới đi khỏi đó. Sau khi Đường Thiên Hạc đi khỏi, Đường Băng Vân cười khổ nói, trước đây anh nói muốn nhận ông ba làm đồ đệ. Lúc đó em không tin nhưng giờ thì tin rồi. Đường An vỗ vỗ ngực, nói, dọa chết tôi rồi. Lần đầu tôi thấy ông ba lại hạ mình như vậy, kể cả là ở trước mặt đường chủ cũng chưa từng như vậy. Ngô Bình thì chẳng lấy làm lạ, anh đáp, ông ấy hiểu đan đạo, cho nên mới tôn kính tôi. Hai người thì không hiểu được. Đường Băng Vân đảo mắt, vâng, chúng tôi không hiểu nổi. Thầy luyện đan Ngô, để tiểu nữ kính người một ly. Đường An cũng nâng ly lên, cười nói, còn tôi nữa. Cậu Ngô, tôi kính cậu một ly. Cụng ly xong, Đường An cũng rời khỏi đó. Hôm nay anh ta phụ trách một số hoạt động nhỏ của bữa tiệc nên phải đi chuẩn bị một chút. Ở phía không xa, đám con rể tương lai của Đường Môn kia thấy Ngô Bình nói chuyện với Đường An, Đường Thiên Hạc thì vô cùng khó chịu. Bọn họ không hiểu tại sao tên nhãi này lại dám đứng ngang hàng với những nhân vật tầm cỡ như vậy. Hứ, chắc là giỏi nịnh hót nên mới ôm được chân Đường An và Đường Thiên Hạc. Thảo nào mà theo đuổi được Đường Băng Vân, một gã cao to hung tợn, vẻ mặt khinh bỉ nói, đây là loại đàn ông mà tôi khinh thường nhất. Một người khác nói, anh Tề, xem ra anh không biết người này rồi. Anh ấy tên là Ngô Bình, là một tông sư cảnh giới tiên thiên, không phải hạng nịnh hót ăn bám như anh nói đâu.
Người vừa nói là một người đàn ông mặt vuông mày đậm. Anh ta tay cầm ly rượu, ánh mắt không rời khỏi Ngô Bình. Người được gọi là anh Tề kia ngạc nhiên, cái gì? Đại tông sư Tiên Thiên, La Tử Minh, anh không đùa đấy chứ? Anh Tề kia thực sự kinh ngạc, tu vi của anh ta mới đang ở giai đoạn tiểu chu thiên của cảnh giới khí. Còn Đại tông sư Tiên Thiên có thể trở thành cao thủ trong phạm vi cả một tỉnh. Người tên La Tử Minh kia bình thản đáp, nếu các người thạo tin thì đã biết anh ấy từ lâu rồi. Ngô Bình này là một nhân vật có máu mặt, sư huynh anh ấy là Diệp Thiên Tông của Thần Võ Ti, còn có Dương Mộ Bạch của Tiên Cơ. Ngoài ra, anh ấy còn là thành viên của Thiên Long, thậm chí còn có khả năng trở thành cao thủ võ lâm hàng đầu tỉnh ca. Anh Tề kia nghe đến đây thì mặt biến sắc, vội vã ngậm miệng lại không dám nói nửa lời về Ngô Bình nữa. Đường đường là một đại tông sư, không phải là đối tượng mà anh ta dám nói này nói nọ sau lưng. Thế nhưng, vẫn có nhiều kẻ khác không phục, một kẻ lên tiếng, chỉ là cảnh giới Tiên Thiên thôi mà, cũng có gì ghê gớm đâu. Tôi nghe nói Âu Dương Kim Tôn và Hoàng Phủ Thiên Quân tới rồi, họ đã trở thành nhân tiên rồi cơ. Trước mặt nhân tiên thì Tiên Thiên là cái thá gì cơ chứ? Tôi cũng nghe nói, hình như hai vị thiếu gia này đều đến đây vì cô Đường Băng Vân. Chậc chậc, hôm nay có kịch hay xem rồi. Chỉ e là hôm nay tên Ngô Bình này số đen rồi. Bọn họ đang bàn tán thì có hai người đàn ông bước vào. Dáng đi của họ hùng dũng như hai vị vua. Hai người này vừa xuất hiện là đám đông kia lập tức ngậm miệng lại, sau đó tự động nhường đường. Hai người đó cách nhau 4-5 bước, đều bước tới ngồi ở vị trí trung tâm. Các người ai là Ngô Bình, một trong hai người lên tiếng. Đó là người thanh niên mặc bộ vest màu đen, khoảng chừng hơn 20 tuổi, mặt hơi gầy, đôi mắt dài, lông mày mỏng, cao lớn vạm vỡ. Anh Tề ban nãy đằng hắng một cái, sau đó chỉ về phía Ngô Bình, nói cậu chủ Âu Dương, người đó chính là Ngô Bình. Người này chính là Âu Dương Kim Tôn, gã nhìn theo hướng tay anh Tề chỉ, quả nhiên thấy Ngô Bình và Đường Băng Vân đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên mặt gã xa sầm lại, rảo bước về phía đó định gây sự với Ngô Bình. Đột nhiên, người thanh niên vừa tới cùng ngăn lại rồi bình thản nói, sao phải vội thế? Người này mặc bộ vest màu trắng, cao lớn vạm vỡ, còn cao hơn cả anh Tề một cái đầu, cỡ chừng 1m95. Anh ta có làn da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc như sát, mắt to mày đậm, tóc cắt bằng. Trông anh ta không mập nhưng cân nặng lên tới hơn 200 cân, trông vô cùng mạnh mẽ. Âu Dương Kim Tôn giận dữ đáp, Hoàng Phủ Thiên Quân, anh dám cản tôi. Hoàng Phủ Thiên Quân lạnh lùng đáp, Âu Dương Kim Tôn, Đường Môn đã cho phép, tôi và anh hiện giờ đều là người muốn tới cầu thân. Lát nữa không phải còn có rất nhiều hoạt động sao, như vậy chúng ta có thể thấy được thực lực của nhau. Đợi đuổi tên nhãi kia đi xong rồi chúng ta so tài cao thấp một phen cũng chưa muộn. Âu Dương Kim Tôn nghe cũng có lý liền hừ một tiếng rồi nói, cũng phải, cứ để hắn sống thêm một lát cũng chẳng sao. Ngô Bình cũng đã chú ý tới tình hình bên đó nhưng cũng chẳng để tâm. Cái gì mà thế tử của gia tộc võ học đối với anh cũng chẳng là cái đinh gì. Đường Băng Vân nói, hai người họ chính là Âu Dương Kim Tôn và Hoàng Phủ Thiên Quân, cả hai người họ đều là kỳ tài võ học, còn trẻ như vậy mà đã trở thành nhân tiên rồi. Ngô Bình khẽ nhếch môi, nói, lát nữa có kịch hay để xem rồi. Lúc này, Đường An đã thay lễ phục, bước tới chỗ đám con rể tương lai rồi ha ha cười nói, các vị thiếu gia, buổi đấu giá của Đường Môn chúng tôi hôm nay sẽ bắt đầu ngay lập tức. Mọi người có hứng thú thì có thể tham gia. Nói rồi anh ta phất tay một cái, một cô gái chân dài mặc sườn xám xinh đẹp đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Trên chiếc xe có một chiếc đĩa bằng vàng, bên trên phủ lớp vải nhung đỏ. Bên dưới lớp vải nhung có thứ gì đó. Đường An cười nói, các vị, món đồ đầu giá đầu tiên sẽ được giữ bí mật, giá khởi điểm của nó là 1 triệu tệ. Mỗi lần tăng giá không được dưới 500.000 tệ. Đám đông thi nhau bàn luận, giữ bí mật món đồ đấu giá sao? Không biết là thứ gì thì sao mà đấu giá được? Đọc nhanh tại vietwaritea.vn. Giá khởi điểm có 1 triệu, chắc cũng không phải thứ gì giá trị. Bỏ đi, đây là lúc chúng ta thể hiện sự giàu có. Chỉ cần không quá 10 triệu tệ thì tôi sẽ lấy bằng được nó. Thấy hội đấu giá đã bắt đầu, Đường Băng Vân khoác tay Ngô Bình đi tới gần xem. Những cô gái khác của Đường Môn cũng đã xuất hiện để quan sát Đức Lang Quân tương lai của mình. Đường An cười nói, các vị, mọi người đã đến đông đủ. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Anh Tề kia giơ tay đầu tiên, 1 triệu tệ. 2 triệu tệ, La Tử Minh lên tiếng. 3 triệu tệ. 4 triệu tệ.
chẳng mấy chốc giá đã lên tới 10 triệu tệ. Đám người tham gia đấu giá lúc này chỉ còn vài người. 11 triệu tệ, 12 triệu tệ, 20 triệu, Âu Dương Kim Tôn mở miệng, tăng giá lên luôn 20 triệu tệ. 30 triệu tệ, Hoàng Phủ Thiên Quân lập tức theo ngay. Ra giá xong, hai người họ đều liếc mắt nhìn Ngô Bình với vẻ đắc ý. Ngô Bình có thể nhìn rõ vật dưới lớp vải nhung kia. Đó là một hòn đá to cỡ nắm đấm. Hòn đá đã bị cắt ra một phần, để lộ ra một vật gì đó bằng vàng bên trong, bên trên còn có hoa văn. Thứ màu vàng kim đó chính là một cái vòng nhưng trông bé hơn vòng tay thông thường một chút, trên mặt còn khắc tiên văn. Anh đọc tiên văn thì biết được chiếc vòng này tên là Phong Yêu Hoàn, tác dụng là để phong ấn ma quỷ. Trong bụng đã có tính toán, Ngô Bình mỉm cười ra giá, 40 triệu tệ. Cuối cùng anh ta cũng ra tay rồi, nghe Ngô Bình ra giá, những người xung quanh đều nghĩ vậy. Âu Dương Kim Tôn, 50 triệu tệ. 60 triệu tệ, Ngô Bình theo ngay. Chiếc vòng này anh phải giành bằng được. Chương 519, Linh Khí Thượng Phẩm. 70 triệu tệ, Hoàng Phủ Thiên Quân không muốn tỏ ra yếu thế nên vội vã nghiến răng nghiến lợi tăng giá. Là thế tử của một gia tộc võ học, anh ta đương nhiên vô cùng giàu có, vài chục triệu tệ vốn không phải là vấn đề gì to tát. Ngô Bình cau mày nghĩ hai tên này thật là phiền toái, cứ cắn mãi không buông. Vậy nên anh ra giá, 100 triệu tệ. Đoàng! Đám đông lập tức bàn luận xôn xao. Quá đỉnh, nâng giá lên luôn 100 triệu tệ. Tiếp theo để xem hai vị thế gia kia sẽ tiếp chiêu thế nào đây, một người nói. Đưa giá khởi điểm 1 triệu ban đầu lên tới hàng trăm triệu. Chậc chậc, người này là ai vậy? Giàu có đến vậy sao? 100 triệu tệ, đây không phải số tiền mà ai cũng có thể lấy ra ngay lập tức. Cho dù có là một tỷ phú giàu có thì cũng phải suy nghĩ đắn đo. Dù gì tiền cũng đâu phải là lá chuối. Hoàng Phủ Thiên Quân nhìn Ngô Bình chòng chọc rồi giận dữ nói, 200 triệu. Lúc này ngoài ba người họ ra thì tất cả những người khác đều đã rút lui từ lâu rồi. Thần tiên đánh nhau, người phàm không nên tham gia vào. Ngô Bình âm thầm tính toán, chỉ cần giá không vượt quá 10 tỷ tệ thì chiếc vòng Phong Yêu Hoàn này vẫn xứng đáng để mua. Hơn nữa, anh cho rằng Hoàng Phủ Thiên Quân và Âu Dương Kim Tôn sẽ không thể nào bỏ ra 10 tỷ tệ để mua một thứ mình còn không biết đó là thứ gì. 300 triệu tệ, anh nói. 400 triệu tệ, Âu Dương Kim Tôn theo ngay. Đối với gã thì mấy trăm triệu cũng chẳng là gì, hơn nữa gã cũng không thể chịu được việc bị Ngô Bình lấn át. 500 triệu tệ, Ngô Bình giọng vô cùng bình thản. Lúc này đến Đường An cũng phải ngạc nhiên. Anh ta cười nói, ba vị thiếu gia quả là đều có tài lực khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mong các vị nghĩ cho kỹ, thứ này có thể chỉ đáng giá vài triệu tệ thôi. Hoàng Phủ Thiên Quân lạnh lùng đáp, cho dù chỉ là cục đá thì Hoàng Phủ Thiên Quân này cũng phải giành bằng được. Ngô Bình trong bụng thầm nghĩ anh nói đúng rồi đấy, nó chính là một cục đá. Anh nói, một tỷ. Ngô Bình ra cái giá này khiến Âu Dương Kim Tôn và Hoàng Phủ Thiên Quân mặt đều biến sắc, trong lòng thầm nghĩ tên này bị điên rồi hay sao? Bỏ ra một tỷ để mua một thứ mình không biết là gì. Ngô Bình nhìn họ như thể muốn hỏi, các người có theo hay không? Âu Dương Kim Tôn liếc nhìn Hoàng Phủ Thiên Quân. Hoàng Phủ Thiên Quân hừ lạnh, nói, một tỷ mốt. Vẻ mặt Ngô Bình thoáng hiện sự khinh bỉ, tiếp tục ra giá, 2 tỷ. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Mẹ nó, trả luôn 2 tỷ cho món đồ không biết là thứ gì. Cứ thế này thì sẽ lên tới hơn chục tỷ mất. Âu Dương Kim Tôn vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Hàng tỷ tệ cho một món đồ chưa biết là gì như thế này, gã thực sự khó để theo. Nhà họ Âu Dương mặc dù có tiền nhưng cũng không thể phung phí bằng cách này. Gã nhìn Ngô Bình chằm chằm, lạnh lùng hỏi, hàng chục tỷ tệ, anh thực sự có nhiều tiền như vậy sao? Ngô Bình bình thản đáp, có tiền hay không là việc của tôi, không liên quan gì đến anh. Âu Dương Kim Tôn hừ lạnh, được, tôi muốn xem rốt cuộc anh có thể theo đến bao giờ. 3 tỷ tệ, 4 tỷ tệ. Ngô Bình lập tức tăng thêm 1 tỷ nữa. Âu Dương Kim Tôn nghiến răng, 5 tỷ tệ. Đường Băng Vân bây giờ cũng bắt đầu lo lắng theo. Cô nắm chặt lấy tay Ngô Bình, mặc dù cô không nói gì nhưng Ngô Bình hiểu ý của cô. Đường Băng Vân như thể đang nói nếu như vụ làm ăn này lỗ thì anh cần hành động theo lý trí. Ngô Bình nắm lấy bàn tay nhỏ của cô như thể đang nói rằng đây không phải một vụ làm ăn lỗ vốn. Sau đó anh nói tiếp, 6 tỷ tệ. Hoàng Phủ Thiên Quân hiện giờ đã không theo nữa. Đùa kiểu gì vậy? Gia tộc Hoàng Phủ mặc dù lắm tiền nhiều của nhưng cũng không thể tiêu hàng tỷ tệ cho một món đồ mình còn chưa biết là gì.
Âu Dương Kim Tôn leo lên lưng hổ nên giờ khó xuống. Gã nhìn sang Hoàng Phủ Thiên Quân, Hoàng Phủ Thiên Quân thấy vậy liền ngoảnh mặt đi, không thèm quan tâm đến gã. Âu Dương Kim Tôn trong lòng thầm chửi, sau đó bắt đầu do dự. Nếu tiếp tục theo thì giá sẽ lên đến 7 tỷ, nhớ đâu Ngô Bình không tiếp tục tăng giá nữa thì gã sẽ phải gánh 7 tỷ này. Trả 7 tỷ để mua một món đồ mình chưa biết là thứ gì hoàn toàn là chuyện không thể chấp nhận được. Đường An hỏi lại một lần, còn ai ra giá nữa không? 6 tỷ lần thứ nhất, 6 tỷ lần thứ hai. Dừng lại 2 giây, Đường An mới nói tiếp, 6 tỷ lần thứ ba, bán. Cậu Ngô, món đồ này đã thuộc về cậu. Nói rồi, Đường An cầm chiếc đĩa đưa tới trước mặt Ngô Bình. Âu Dương Kim Tôn không cam tâm, muốn xem dưới lớp vải nhung kia rốt cuộc là thứ gì nên thò tay định vạch lớp vải đó lên. Nhưng gã vừa thò tay ra thì có một bàn tay khác từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay gã, khiến Âu Dương Kim Tôn không thể nào động đậy được. Gã vô cùng kinh ngạc, quay lưng lại thì đã nhìn thấy Ngô Bình. Ngô Bình lạnh lùng nói, đồ của tôi anh tốt nhất đừng nên động vào. Nói rồi, anh hất tay Âu Dương Kim Tôn ra khiến gã lùi lại vài mét. Âu Dương Kim Tôn mặt vô cùng kinh ngạc và hiếu chiến, lớn tiếng hỏi, anh là nhân tiên sao? Nghe Âu Dương Kim Tôn nói vậy, vô số người đều kinh ngạc. Bọn họ mặc dù một số người biết Ngô Bình nhưng chỉ biết anh là Đại Tông Ư Tiên Thiên. Chẳng ai ngờ hiện giờ anh đã trở thành cao thủ nhân tiên. Ngô Bình cầm lấy chiếc đĩa vàng, không thèm đếm xỉa đến Âu Dương Kim Tôn mà đi tới trước mặt Đường Băng Vân, sau đó mở tấm vải nhung ra. Mọi người nín thở nhìn về phía đó, trên chiếc đĩa vàng là một cục đá đen xì. Nhìn thấy cục đá này, Âu Dương Kim Tôn và Hoàng Phủ Thiên Quân đều cười lớn, cười đến nỗi quặn cả ruột. Cũng may là họ không tiếp tục theo đến cùng. Đúng là ngu xuẩn, bỏ ra 6 tỷ để mua về cục đá. Ngô Bình cầm cục đá lên, đưa phần kim loại bên trong ra ngoài, bình thản nói, mắt kém thì nên nhìn kỹ một chút. Tất cả mọi người đều sững sờ, bên trong còn có thứ gì khác nữa sao? Ngô Bình khẽ ấn một cái, viên đá liền vỡ vụn, để lộ ra chiếc vòng phong yêu hoàn bên trong. Sau đó, anh dùng chân khí thuần dương để đi vào bên trong chiếc vòng. Phong yêu hoàn lập tức phát sáng, sau đó bắt đầu nuốt lấy một lượng lớn chân khí của anh. Bên trong chân khí thuần dương của anh có thuần dương tiên lực. Phong yêu hoàn hút một phần chân khí của anh xong thì thần niệm của Ngô Bình có thể đi vào chiếc vòng, biến nó thành đồ của anh. Ngô Bình dùng thần niệm kêu gọi, khiến phong yêu hoàn bay lên không trung, kích thước to ra cỡ trái bóng rổ, phát ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Là pháp khí sao, đám đông mặt ai nấy đều không thể ngờ tới. Cho dù bọn họ không có hiểu biết gì về lĩnh vực này thì cũng biết đây không phải là một món đồ tầm thường. Đường An mắt sáng lên, cười nói, cậu Ngô vận may tốt thật. Viên đá này Đường môn chúng tôi đã thu thập nhiều năm, nhưng chưa từng mở hết ra. Thật không ngờ bên trong còn có một món pháp khí. Ngô Bình vẫy tay một cái, phong yêu hoàn lại rơi vào lòng bàn tay anh. Ngô Bình bình thản nói, hời rồi. Nghe Ngô Bình nói vậy, Hoàng Phủ Thiên Quân và Âu Dương Kim Tôn vẻ mặt càng khó coi hơn trước. Ban nãy bọn họ mắng Ngô Bình là đồ ngốc, bỏ ra 6 tỷ tệ để mua một cục đá nát. Bây giờ chẳng khác nào bị tát thẳng vào mặt. Đường Băng Vân cười tươi như hoa, hỏi, chồng à, thứ này rốt cuộc là gì vậy? Ngô Bình đáp, đây là một món pháp khí từ thời Tiên Quốc, được gọi là phong yêu hoàn. Nó có thể phong ấn yêu ma quỷ quái, là một món linh khí thượng phẩm. Cái gì? Linh khí thượng phẩm, đột nhiên có một người hiểu đạo thốt lên, sau đó lập tức lao tới muốn nhìn kỹ hơn chiếc vòng. Một người khác nhỏ tiếng hỏi, linh khí thượng phẩm là gì vậy? Rất đắt tiền hay sao? Người hiểu đạo kia cảm thán, linh khí thượng phẩm thường chỉ có ở tiên giới. Bên ngoài đã hơn 100 năm chưa từng xuất hiện linh khí thượng phẩm. Thứ này là vô giá, nhưng nếu nhất định phải định cho nó một cái giá thì có thể dùng giá của một pháp khí khác để tham khảo. 15 năm trước ở Đa Bảo Các đã đấu giá một linh khí hạ phẩm. Giá khởi điểm là 1.000 đồng tiền bùa. Tiền bùa đó là thứ gì vậy, mấy người xung quanh ù ù cạc cạc. Người kia đáp tiền bùa là loại tiền thông dụng ở thời Thiên Quốc. Trên thị trường, một đồng tiền bùa có thể được mua với giá 100 triệu tệ. Nhưng thực tế, không có ai muốn đem loại tiền bùa quý giá này đổi thành tiền trên thị trường bây giờ. Lúc này, người ân hận nhất là Âu Dương Kim Tôn và Hoàng Phủ Thiên Quân. Xuất thân từ hai thế gia võ học, họ thừa hiểu giá trị của linh khí thượng phẩm. Đừng nói là 6 tỷ tệ, dù có là 600 tỷ tệ cũng không mua được món linh khí như vậy. Chương 520, y thuật vô song. Đặc biệt là Âu Dương Kim Tôn thì tiếc đến xanh cả ruột.
Tại sao gã lại không kiên trì theo đến cùng kia chứ? Nếu như vậy thì không chỉ vượt mặt Ngô Bình mà còn lời được một món linh khí thượng phẩm. Ngô Bình đặt chiếc vòng vào tay Đường Băng Vân, nói, Băng Vân, chiếc vòng này anh tặng lại cho em. Có nó rồi, em sẽ không còn phải sợ lũ tà ma nữa. Đám đông chấn động, thứ có giá trị khủng như vậy mà có thể dễ dàng đem tặng. Vậy có thoáng quá không? Đường Băng Vân vô cùng vui vẻ, nhìn chiếc vòng trên tay đáp, cảm ơn chồng yêu. Đường An cười ha ha nói, chúc mừng cậu chủ Ngô. Báu vật đã tìm được chủ nhân, xem ra cậu chủ Ngô là người rất may mắn. Đám con rể tương lai của Đường Môn giờ đã ỉu xìu, không cả dám ngước mắt lên nhìn anh. Nhân tiên, hơn nữa còn vừa mua được một món linh khí. Người như vậy bọn họ không thể so kè. Đường An tiếp tục nói, các vị, tiếp theo đây, một số đệ tử của Đường Môn chúng tôi muốn tới làm quen với các vị. Nếu họ có nhờ giúp đỡ thì mong các vị đừng từ chối, chúng tôi vô cùng cảm tạ. Dù gì sau này cũng là người một nhà rồi. Mọi người đều biết màn này là để kiểm tra gia thế và mạng lưới quan hệ của họ. Rất nhanh sau đó, vài chục đệ tử Đường Môn đi tới, đều là những người trẻ tuổi. Nhỏ nhất thì 17-18, lớn thì ngoài 20, có cả nam cả nữ. Một cô gái chừng 17-18 tuổi đang khóc lóc rất đáng thương. Các anh ơi, có ai quen biết thần y Mạt Hưu không? Mẹ em bị bệnh, đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng không chỗ nào chữa được. Em nghe nói thần y Mạt Hưu tinh thông y thuật, nhất định sẽ có cách chữa cho mẹ em. Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, đều là người hành tẩu giang hồ nên ai chẳng muốn quen biết một vị thần y, đặc biệt là Mạt Hưu này thì càng muốn kết giao. Nếu mà kết làm anh em được thì là tốt nhất. Nhưng thần y không phải cứ mời là đến, họ vô cùng bận. Chưa nói đến việc chi phí nhờ họ chữa bệnh thì cao ngất ngưởng. Âu Dương Kim Tôn cuối cùng cũng thoát ra khỏi nỗi dày vò ân hận ban nãy. Gã ho một tiếng rồi nói, em gái, việc này anh có thể giúp. Gia tộc Âu Dương có kết giao với thần y Mạt Hưu. Cô gái kia rất vui, thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn cậu chủ Âu Dương. Âu Dương Kim Tôn cười rồi móc điện thoại ra định gọi cho Mạt Hưu. Thế nhưng, gã gọi mãi mà không ai nghe máy. Âu Dương Kim Tôn cau mày, lẽ nào là do đổi số điện thoại? Ngô Bình nhìn cô bé đó, hỏi, mẹ em có ở đây không? Bảo bà ấy qua đây, anh sẽ xem bệnh cho bà ấy. Cô bé sững người, cậu chủ Ngô, anh cũng hiểu về y thuật sao? Ngô Bình cười đáp, anh biết một chút, nhưng có thể chữa bệnh cho mẹ em đấy. Cô bé kia hơi khó xử vì vốn chỉ là diễn kịch chứ mẹ cô bé đâu có bị bệnh gì. Âu Dương Kim Tôn cười lạnh, họ Ngô kia, đang giả ngu hay sao? Ngô Bình mặc kệ gã, nhưng trong đám người của Đường Môn có một cụ già bước ra, ho một tràng rồi nói, đây là cháu gái tôi. Cậu chủ Ngô, trong người tôi có bệnh, phiền cậu xem giúp. Vừa thấy màn kịch sắp đổ bể, ông cụ kia lập tức đứng ra. Trong người ông ấy thực sự có bệnh, giờ vẫn chưa biết phải chữa ra sao. Ngô Bình liếc nhìn ông cụ, tu vi của ông ấy không thấp, là một cao thủ tiên thiên. Ngô Bình gật đầu, được. Anh đưa tay bắt mạch cho ông cụ. Nửa phút sau, anh nói, năm 15 tuổi có phải ông từng hôn mê một thời gian dài không? Cụ già giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu đáp, cậu chủ Ngô quả là cao thủ y đạo. Không sai, năm đó tôi theo bố mẹ ra ngoài, bị kẻ thù của Đường Môn ám hại. Năm đó bố mẹ vì cứu tôi mà chết, mặc dù tôi bị trúng độc nhưng chỉ hôn mê, mà hôn mê liền mạch 3 tháng trời. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện tu vi của mình đã mất. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian là bị đau đầu. Hơn nữa tu vi của tôi chỉ có thể dừng ở tiên thiên, không thể lên tiếp được nữa. Cậu chủ Ngô, cậu có chữa được bệnh của tôi không? Lúc này cụ già mặc kệ vai diễn của mình là gì, chỉ muốn nhờ Ngô Bình chữa bệnh. Ngô Bình quan sát cơ thể ông ấy, phát hiện bên trong có một loại độc tố đang di chuyển và làm tổn thương các bộ phận khác nhau. Loại độc tố này mạnh khác thường, đã tích tụ nhiều năm khiến cơ thể ông cụ ngày một suy kiệt. Sau khi chẩn đoán xong, Ngô Bình gật đầu, có thể. Căn bệnh của ông bắt nguồn từ lần trúng độc đó. Độc tố vô cùng mạnh, nó không ngừng ăn mòn hệ thần kinh của ông, còn làm hỏng linh khiếu, tổn thương nguyên khí. Có điều trị bệnh không thể ngày một ngày hai, trước mắt tôi chỉ có thể giúp ông giảm đau. Nói rồi, anh lấy ra bộ kim châm bằng vàng, châm lên 24 huyệt trên người ông cụ. Đồng thời anh dùng chân khí thuần dương để trừ khử độc tố trong người ông cụ. Chân khí thuần dương thuần khiết và có tính dương cực mạnh, có thể đốt cháy độc tố. Quả nhiên, khi chân khí tiếp xúc với loại độc tố này thì độc tố biến thành một loại tạp chất màu đen khói.
chất này sẽ bị thải ra ngoài thông qua hệ thống mao mạch. Đồng thời, chân khí cũng chữa lành những bộ phận bị tổn thương nặng, bao gồm hai linh khiếu, một thần khiếu và một số kinh mạch. Trong quá trình anh chữa bệnh, những người xung quanh đều nín thở quan sát. Bọn họ muốn biết Ngô Bình này có y thuật cao thâm đến đâu. 20 phút sau, Ngô Bình thu tay lại, hỏi ông cảm thấy thế nào rồi. Ông cụ choàng mở mắt, đã lâu lắm cơ thể mới thoải mái như vậy, trước đó ngày nào cũng vô cùng đau đớn, chân khí cũng không tuần hoàn được. Thậm chí, đến cả thần niệm lúc này cũng minh mẫn và như thể mạnh hơn trước. Ông cụ mừng rỡ, cúi đầu bái lạy, đa tạ ơn cứu mạng của cậu chủ. Ngô Bình dìu ông cụ đứng dậy, nói, bệnh của ông còn phải điều trị thêm vài lần, cứ bình tĩnh nhé. Ông cụ vội vã vâng dạ rồi nói, tôi tên là Đường Hiến, phụ trách một số việc vặt ở đường môn. Sau này cậu chủ có việc gì cần cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ dốc sức vì cậu chủ. Ngô Bình cười đáp, khách sáo rồi. Nói rồi ông cụ lui xuống, ánh mắt đám người kia nhìn Ngô Bình giờ vô cùng kính nể. Chàng trai trẻ này còn là một thần y, chẳng trách môn chủ Đường Môn lại gả cháu gái cưng cho anh. Hoạt động tiếp tục diễn ra, một thanh niên nói, các vị thiếu gia, tôi phụ trách một công ty con dưới trướng Đường Môn. Gần đây dự án của chúng tôi ở Thiên Kinh gặp vô vàn khó khăn. Rõ ràng có người đang ám hại chúng tôi, các vị thiếu gia có thể giúp tôi được không? Trong số những người có mặt ở đó, không ít người là cậu chủ ở Thiên Kinh nên họ thi nhau giơ tay, ý nói mình có thể giúp được. Chỉ một lát sau, họ bắt đầu gọi điện cho những nhân vật lớn mà mình quen biết để nhờ giúp đỡ. 10 phút rồi 20 phút, chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Người thanh niên ban nãy cười khổ, các vị thiếu gia, hình như vẫn không có tác dụng. Công ty đã đầu tư vào Thiên Kinh hơn 20 tỷ tệ. Nếu muộn thêm một ngày nữa thì tổn thất sẽ tăng thêm hàng chục triệu tệ. Ngô Bình đã nghe ngóng được, lãnh đạo công ty này đã đắc tội với một vị quan chức ở Thiên Kinh. Mà vị quan chức đó hình như là do Trình Ngọc Liên quản lý. Ngô Bình cười nói, có thể tôi giúp được. Người thanh niên kia mắt sáng lên, đáp thật sao? Vậy thì phải nhờ cả vào cậu chủ Ngô rồi. Chương 521, Đại sư Long Ấn. Anh gọi cho Trình Ngọc Liên, kể lại tóm tắt tình hình. Trình Ngọc Liên vẫn luôn cảm kích Ngô Bình, tất nhiên sẽ không chối từ khi anh cần giúp đỡ. Chẳng bao lâu sau, Trình Ngọc Liên đã hỏi được người phụ trách duyệt văn bản, là trợ thủ của cấp dưới chị ta. Thế là Trình Ngọc Liên gọi một cú điện thoại, người trợ thủ lập tức kiểm điểm sâu sắc, không lâu sau thì gọi đến xin lỗi thanh niên kia. Alo, thật ngại quá, anh Đường. Việc phê duyệt đã xong từ lâu rồi. Do sơ suất của nhân viên chúng tôi nên vẫn chưa gửi cho anh. Xin hỏi anh có thời gian, tôi sẽ đích thân mang tài liệu đến quý công ty. Đôi mắt người thanh niên sáng lên, cười nói, giám đốc Trương khách sáo quá. Tôi nào dám phiền anh chứ, tôi sẽ sai nhân viên đến lấy. Vâng, hôm nào tôi mời giám đốc Trương một bữa nhé. Mong anh nể mặt nhận lời. Cúp máy rồi, thanh niên cười bảo, cậu Ngô, chuyện của công ty tôi đã được giải quyết rồi. Cảm ơn cậu. Lời vừa dứt, bỗng có một giọng nói vang lên giữa đám đông, ai có thể cứu tôi? Mọi người nhìn thấy một cậu trai chừng 17, 18 tuổi ngồi xe lăn, được một cô gái đẩy ra. Nhìn thấy cậu ta, ngay cả người của Đường Môn cũng đồng loạt tránh ra như thể gặp phải ôn thần. Cô gái đẩy xe lăn trông khoảng đôi mươi, xinh đẹp duyên dáng không kém cạnh Đường Băng Vân. Cô ấy đi thẳng đến trước mặt Ngô Bình rồi quỳ xuống, mong cậu Ngô hãy cứu em trai tôi. Ngô Bình vội vàng nói, cô hãy đứng dậy đi, không biết tôi có thể giúp cô chuyện gì. Đường Băng Vân bỗng nhiên đứng ra, vừa nhìn cô gái nọ vừa lãnh đạm nói, Đường Thanh Trần, em trai Đường Nham của cô vì một người phụ nữ mà quyết đấu với Thạch Tiếu Lâm đệ tử của Đại sư Long Ấn. Kết quả là cả hai đều bị thương, nay Thạch Tiếu Lâm đã cận kề cái chết, cậu ta thì bại liệt. Một khi Thạch Tiếu Lâm trọng thương mà chết, Đường Nham cũng sẽ phải trả giá. Đường Băng Vân nói chuyện này vì muốn Ngô Bình biết hai chị em ấy đã gây ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào, để anh cân nhắc thật kỹ rồi mới giúp họ cũng không muộn. Đường An cũng cau mày, Đường Thanh Trần, chuyện của chị em cô không nằm trong kế hoạch sự kiện, vui lòng lui xuống. Đường Thanh Trần vẫn không đứng dậy, run rẩy nói, mong cậu Ngô hãy cứu mạng em trai tôi. Thanh Trần bằng lòng làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của cậu. Âu Dương Kim Tôn cao giọng, cô Đường, về chuyện của cô. Âu Dương Kim Tôn này sẽ giúp. Đại sư Long Ấn tuy là cao thủ mật tông, nhưng nhà Âu Dương không sợ. Bởi luận về thực lực, hai vị lão tổ của nhà Âu Dương đều cao hơn Long Ấn. Âu Dương Kim Tôn vô cùng khí phách, song gương mặt của Đường Thanh Trần chẳng hề có vẻ vui mừng.
Cô ấy hỏi, thế tử Âu Dương, anh có thể chữa khỏi cho Thạch Tiếu Lâm không? Âu Dương Kim Tôn sững ra, chuyện này, tôi có thể mời Mạc Hưu ra mặt. Đường Thanh Trần lắc đầu, Mạc Hưu đang ở chỗ Đại Sư Long Ấn, và cũng bất lực trước thương tích của Thạch Tiếu Lâm. Âu Dương Kim Tôn rất ngại ngùng, nếu ngay cả Mạc Hưu cũng hết cách, vậy thì gã đành bó tay. Đường Thanh Trần lại cất tiếng hỏi, anh có thể chữa khỏi bại liệt cho em trai tôi không? Âu Dương Kim Tôn im lặng, bại liệt là bệnh nan y, cùng lắm chỉ có thể phục hồi một số chức năng chứ không thể trị khỏi hoàn toàn. Đường Thanh Trần chẳng nhìn gã nữa, tiếp tục khẩn cầu Ngô Bình, mong cậu Ngô giúp tôi, Thanh Trần tạ ơn cậu. Ngô Bình đỡ cô ấy dậy, dù tôi muốn giúp cô, Thạch Tiếu Lâm cũng không ở đây. A-di-đà Phật, có tiếng niệm Phật vang lên, một sư thầy trung niên mặc áo cà sa đỏ sải bước tiến lại, đi chân trần, tai dài chạm vai, phong thái uy nghiêm, giọng nói như tiếng chuông. Ai cũng kinh ngạc khi trông thấy nhà sư ấy, Đường Hiến vội vã bước ra. Chắp tay nói, kính chào Đại sư Long Ấn. Người này chính là Long Ấn. Xung quanh rất im lặng, mọi người đều đang nhìn Long Ấn không chớp mắt. Long Ấn nhẹ nhàng nói, lần này tôi đến đây để hoàn thành di nguyện của đệ tử. Nghe đến từ di nguyện, Đường Thanh Trần tái mặt, vội hỏi, Đại sư, Thạch Tiếu Lâm chết rồi ư? Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi, thời gian của nó không còn nhiều nữa. Dứt lời, ông giơ tay lên. Một người đàn ông cao to khoác da thú lập tức sải bước tiến đến, trên tay đang bế một cậu trai. Cậu trai thoi thóp, tựa như chỉ còn lại một hơi thở. Ngoại hình của cậu trai rất giống con gái, da rẻ trắng muốt, đẹp vô cùng. Thấy cậu trai này, Đường Nham ngồi trên xe lăn bỗng ho dữ dội, tựa như rất kích động. Long Ấn lại niệm Phật, đoạn cất lời, đệ tử bị thương nặng, lão tăng cũng không còn cách cứu chữa. Nó bảo rằng, hy vọng kẻ thù của nó có thể chết trước mặt nó. Dứt lời, ông nhìn về phía Đường Nham. Đường Nham cười khẩy, đến đây mà lấy mạng tôi mà sợ thì không phải hảo hán. Đường Thanh Trần vội vã khẩn cầu Ngô Bình, xin cậu Ngô hãy cứu em trai tôi. Ngô Bình bèn nhìn sang Đường Băng Vân, cô ấy khẽ thở dài, nếu có thể thì giúp đi vậy. Ngô Bình đi đến trước mặt Đại sư Long Ấn, ôm quyền kính chào Đại sư. Đại sư Long Ấn có vẻ đã sớm biết Ngô Bình là người sở hữu y thuật cao siêu. Bèn vái chào, thần y Ngô, nghe danh đã lâu. Tôi và Đông Phật tiên sinh là bạn lâu năm. Ngô Bình vội đáp, sư phụ cũng từng nhắc đến đại sư, nói rằng đại sư là người bên cạnh thánh tăng. Có thể được thánh tăng chỉ dạy 10 năm, đại sư quả rất có duyên với nhà Phật. Long Ấn mỉm cười, Đông Phật tiên sinh quá khen rồi. Tôi chỉ là phận tôi tớ của thánh tăng thôi. Ngô Bình từng nghe nói về một vị thánh tăng ở Tạng Nguyên. Không ai biết thánh tăng bao nhiêu tuổi. Chỉ biết người này đã được người địa phương tôn làm thánh tăng từ thời Tượng Hùng cổ đại, trước cả vương triều Thổ Phồn. Vị thánh tăng này rất ít tiếp xúc với thế tục, sống ở chùa Lan Kha bấy lâu, cách 60 năm mới xuống núi một lần, nhận một người đệ tử. Vị đệ tử trước của thánh tăng là Kim Cương Minh Vương của Tạng Nguyên hiện nay. Kim Cương Minh Vương tu vi cao thâm, đệ tử nhiều vô kể. Đại sư Long Ấn từng là một tiểu sa di hầu hạ bên cạnh thánh tăng, xuống núi năm 20 tuổi. Được người ta gọi là Đại sư Long Ấn. Tuy ông chưa được thánh tăng truyền dạy, nhưng qua nhiều lời đồn đãi, cũng trở thành cao thủ mật tông. Ngô Bình nói thẳng, có thể cho tôi xem thương tích của đệ tử Đại sư được không? Long Ấn cầu còn không được, phiền thần y Ngô rồi, mời. Ngô Bình đi đến trước mặt người đàn ông cao to kia, vươn tay ấn lên mạch của Thạch Tiếu Lâm, cảm thấy yếu ớt vô cùng. Cậu ta bị thương rất nặng, bụng có vết chém của kiếm, miệng vết thương nhiễm kịch độc. Ngoài ra, lục phủ ngũ tạng của cậu ta đều đã nát, như bị nổ vậy. Anh hỏi Đường Nham, sao cậu ta lại bị thương? Đường Nham cười khẩy, tôi chôn thuốc nổ từ trước, tiếc là không thể làm nổ chết cậu ta. Đường Thanh Trần giận dữ quát, Đường Nham, câm miệng. Ngô Bình lắc đầu, anh quét mắt nhìn, thấy một chiếc bàn dài, bèn bảo Đường Hiến, vui lòng mang chiếc bàn ấy đến đây. Đường Hiến vội đem bàn đến, Ngô Bình bảo người đàn ông kia đặt Thạch Tiếu Lâm lên bàn. Thạch Tiếu Lâm không còn sức nói chuyện nữa. Cậu ta nằm trên bàn, mắt ngấn lệ, cảm kích ngước nhìn Ngô Bình, khát vọng sinh tồn ngập tràn ánh mắt. Ngô Bình động viên, đừng sợ, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu. Dứt lời, anh nhấn hai tay vào giữa bụng và ngực cậu ta. Lòng bàn tay anh phát ra sức mạnh rất kỳ diệu. Trong y thuật, sức mạnh này gọi là y đạo cửu kình, chỉ có người hành y sở hữu tu vi cao thâm mới sử dụng được. Nhờ thủ pháp này, anh đã nối lại xương và nội tạng bị vỡ nát của Thạch Tiếu Lâm,
đồng thời dùng chân khí tím để trị thương cho cậu ta. Giữa chừng, anh còn dùng niệm lực để chữa xuất huyết nội bộ, ép máu chảy về huyết quản, và bịt kín nơi chảy máu. Chừng 10 phút, anh thả lỏng tay, bỏ 3 hạt đậu hòe vào trong miệng Thạch Tiếu Lâm và bảo cậu ta uống. Hạt đậu hòe vừa vào bụng, Thạch Tiếu Lâm đã cảm thấy có một luồng sinh khí chảy vào cơ thể. Tinh thần của cậu ta lập tức hồi phục được vài phần. Sau đó, Ngô Bình nhanh chóng thi triển cửu chuyển hoàn hồn châm. Anh từng dùng châm này để cứu mạng Chu Viễn Sơn. Sau khi dùng châm, tiềm năng sinh mệnh của Thạch Tiếu Lâm được kích phát. Không ngờ cậu ta có thể mở miệng trò chuyện, nói với Ngô Bình bằng giọng cảm kích, cảm ơn anh đã cứu mạng. Tiếu Lâm chắc chắn sẽ đền đáp. Chương 522, giao giấy lấy mạng. Ngô Bình nói, quay về tĩnh dưỡng nhé. Khoảng một tháng nữa, có lẽ sẽ khỏi. Đại sư Long Ấn cúi người thật sâu, A-di-đà Phật. Thần y Ngô Tử Bi, Lão Tăng rất cảm kích. Ngô Bình đáp lễ, đại sư khách sáo rồi. Đường An cười nói, nếu như đã đến, vậy xin mời đại sư Long Ấn tham gia buổi đường yến hôm nay. Tôi sẽ lập tức sai người sắp xếp phòng ốc để cậu Thạch yên tâm nghỉ ngơi. Đường môn chúng tôi có nhiều thuốc quý trị thương, có lẽ sẽ có ích cho vết thương của cậu. Anh ta đang vui lắm, vì cái tên gây họa Đường Nham này mà lãnh đạo đường môn rất đau đầu. Đường môn không sợ Long Ấn, nhưng họ không dám đắc tội với chỗ dựa của Long Ấn Kim Cương Minh Vương và Thánh Tăng. Bây giờ Ngô Bình đã trị khỏi cho Thạch Tiếu Lâm, ân oán tất nhiên cũng không còn. Cuối cùng họ cũng thở phào được rồi. Long Ấn mỉm cười, nếu đã vậy, Lão Tăng cung kính chi bằng tuân mệnh. Thật ra Long Ấn ở lại chỉ vì nể mặt Ngô Bình, mong được trò chuyện với anh nhiều hơn. Dù sao thì việc quen biết một thần y như anh đồng nghĩa với việc sinh mệnh có thêm một lớp bảo hộ. Trái tim lơ lửng của Đường Thanh Trần cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Cô ấy vội vàng cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình nói, cô Đường không cần khách sáo. Đoạn, anh nhìn sang Đường Nham, em cô không bại liệt, thực chất không cần chữa trị. Lời vừa dứt, tất cả đều sửng sốt, cậu ta không liệt. Bí mật bị vạch trần, Đường Nham có phần tức giận. Cậu ta đứng bật dậy, cáu kỉnh quát, tôi liệt hay không thì liên quan quái gì đến anh. Mọi người đều lắc đầu, nghĩ bụng Đường Thanh Trần có một cậu em thế này đúng là xui xẻo. Đường Thanh Trần vừa ngỡ ngàng vừa giận dữ. Bèn tát thẳng vào mặt em trai, phẫn nộ ra lệnh, mau xin lỗi cậu Ngô. Mơ đi, Đường Nham đẩy mọi người ra rồi chạy biến. Đường Thanh Trần giận tái mặt, chỉ đành khom người trước Ngô Bình, xin lỗi cậu. Tôi thay mặt Đường Nham chân thành xin lỗi cậu. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, không sao, anh cũng chẳng còn lời nào để nói với cậu trai xấu tính ấy. Sau khi xin lỗi, Đường Thanh Trần cũng vội vàng chạy đi tìm em trai. Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Quân và Âu Dương Kim Tôn đều cảm thấy rất bực bội. Bị Ngô Bình lấn át 2 lần liên tục, tâm trạng họ khó chịu vô cùng. Đường An cười nói, các vị, buổi giao lưu đến đây là kết thúc. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò giành báu vật. Sau đó anh ta nói qua về quy tắc trò chơi. Đường môn sẽ cử ra 4 cao thủ, mỗi cao thủ giữ một chiếc dương bảo vật. Chỉ cần những người ở đây đánh thắng được cao thủ ấy thì sẽ sở hữu chiếc dương ấy. Tất nhiên. 4 cao thủ này đều có lĩnh vực sở trường riêng, muốn đánh bại họ là chuyện rất khó. Thông báo quy tắc xong, Đường An vỗ tay, 4 cao thủ lần lượt xuất hiện. Trong tay họ đều cầm một chiếc dương nhỏ. Một người trong số họ có mái tóc đã bạc phơ, trông khoảng 70 tuổi. Ông lão đó chỉ đứng yên đã toát ra khí khái mạnh mẽ, không ai dám xem thường. Đường An cười nói, các vị có biết điểm mạnh nhất của đường môn chúng tôi là gì không? Có người trả lời, tất nhiên là ám khí và thuốc độc. Đường An gật đầu, đúng vậy. Đường môn nổi tiếng nhất là ám khí. Dù đã là thời đại của súng đạn thì ám khí của đường môn chúng tôi vẫn có thể uy chấn thiên hạ. Vị này là Đường Hy, cao thủ ám khí của đường môn chúng tôi. Ngay cả địa tiên cũng e ngại ám khí của ông ấy. 50 năm trước, đại ma đầu Tiêu Quyển Vân hoành hành khắp Tây Nam, sát hại võ lâm, ngay cả người thưởng phạt của địa tiên giới cũng phải bó tay trước hắn. Tiêu Quyển Vân không xem đường môn ra gì, dẫn theo 8 cao thủ xâm nhập đường môn. Trưởng lão Đường Hy đã ra nghênh chiến, dùng ám khí tối thượng của đường môn Long Lân Phi Tiên Châm, để đánh hắn trọng thương. 8 cao thủ mà hắn dẫn theo đều bị giết chết. Sau trận chiến ấy, đường môn chúng tôi đã tạo được tiếng vang, 50 năm sau vẫn không ai dám xâm phạm. Tất cả đều thất kinh, đồng loạt nhìn Đường Hy bằng ánh mắt kính nể. Nên biết rằng Tiêu Quyển Vân là đại cao thủ cảnh giới thứ 3 của địa tiên. Vậy mà lại bị Long Lân Phi Tiên Châm đả thương. Đường An giới thiệu xong, Đường Hy bèn cười ha ha, các vị,
trên người tôi có 7 con dao giấy. Nếu các vị có thể tiếp 7 con dao giấy của tôi mà không bị thương thì dương báu vật trong tay tôi sẽ thuộc về người đó. Trong dương là bảo vật của đường môn chúng tôi bút điểm long. Ngô Bình khẽ hỏi đường băng vân, bút điểm long này có nguồn gốc thế nào? Đường băng vân đáp, đây là món đồ mà Gia Cát Lượng tình cờ có được vào khoảng thời gian nước Thục thành lập. Ông ta thích vẽ bùa viết chữ bằng cây bút này. Ánh mắt của Ngô Bình nhìn xuyên qua dương, quả nhiên nhìn thấy một cây bút màu vàng có khắc hình rồng, bên trên có tiên vận lưu chuyển. Đồ tốt, anh lẩm bẩm. Đường băng vân vội níu tay anh lại, đừng đi. Đường Hy là cao thủ đỉnh cấp của đường môn, ông ấy sẽ không để ai lấy được bút điểm long. Ngô Bình cười đáp, món đồ trong dương có ích với anh. Có nó rồi, anh vẽ bùa sẽ dễ dàng hơn. Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Quân đã đứng ra trước, vừa ôm quyền nhìn Đường Hy vừa cười nói, ông Đường, tôi muốn giành lấy dương bảo vật trong tay ông. Đường Hy mỉm cười, được, hãy tiếp 7 con dao giấy của tôi trước. Dứt lời, ông ấy liền búng ngón trỏ tay phải, một luồng sáng trắng bay ra. Ánh sáng trắng ấy bay quá nhanh, Hoàng Phủ Thiên Quân chưa kịp phản ứng thì sợi tóc bên tai trái đã bị chém đứt. Hoàng Phủ Thiên Quân lạnh run người, vẻ hoảng sợ ngập tràn đôi mắt. Lùi lại vài bước, Hoàng Phủ Thiên Quân chắp tay, kỹ thuật giao của ông Đường quả là vô song. Tôi thua rồi. Tất cả đều nhìn ra, chỉ cần luồng sáng trắng ấy chếch vào trong một chút thôi thì đầu của Hoàng Phủ Thiên Quân sẽ đứt làm hai. Ngay cả Hoàng Phủ Thiên Quân cấp nhân tiên còn chẳng đỡ nổi một dao, ai cũng nhụt chí, không dám thử nữa. Thấy không ai dám khiêu chiến, Ngô Bình lập tức bước ra, chắp tay trước Đường Hy, mời ông Đường xuất chiêu. Đường Hy quan sát anh, cười nói, cậu Ngô, môn chủ rất xem trọng cậu, từng nhắc đến cậu nhiều lần. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân tài kiệt xuất, lão già này ngưỡng mộ vô cùng. Ngô Bình đáp, không dám nhận. Đường Hy cười bảo, cháu trai Đường Nham của tôi khá là ngoan cố xấu tính. Nếu khi nãy không nhờ cậu ra tay cứu giúp, có lẽ tôi và Đại sư Long Ấn đã phải giao đấu, cuối cùng dẫn đến xung đột giữa Đường Môn và Tạng Nguyên. Lão già này xin cảm ơn cậu. Nói xong, ông ấy bèn cúi người thật sâu. Ngô Bình vội vã đáp lễ. Anh thật sự không ngờ Đường Hy là ông nội của Đường Nham. Đường Hy nói, tuy cậu Ngô có ơn với tôi, nhưng lão già này sẽ không nương tay. Mong cậu cẩn thận. Ngô Bình cũng tĩnh tâm trở lại, vận chuyển quyền ý, thần niệm mạnh mẽ khóa chặt đối phương. Đường Hy cười nói, quyền ý rất cao thâm. Khâm phục. Lời vừa dứt, một luồng sáng trắng đã bay thẳng về phía vai trái của Ngô Bình. Quá nhanh, Ngô Bình muốn dùng thần niệm kìm ánh sáng trắng ấy lại, nhưng lực của nó quá mạnh, anh không giữ được. Hết cách, anh bèn búng tay, sử dụng niêm hoa chỉ. Một luồng khí đánh vào ánh sáng trắng, vang lên một tiếng pop, mảnh giấy bay ra và nổ thành nhiều mảnh vụn. Mắt Đường Hy sáng lên, niêm hoa chỉ à. Nghe nói niêm hoa chỉ được truyền lại không hoàn thiện, nhưng hình như niêm hoa chỉ của cậu rất hoàn chỉnh. Ngô Bình đáp, đúng vậy. Đường Hy mỉm cười, búng tay phải một cái, lại có hai luồng sáng trắng bay ra. Một luồng bay lên trời rồi xà xuống, một luồng bay là sát đất rồi đâm xiên lên, nhắm thẳng đến cổ họng. Hai luồng sáng trắng, một lên một xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, đánh về phía NN. Ánh sáng trắng vừa xuất hiện, anh lập tức thực hiện quỷ thần bộ để tránh đòn. Sau khi trở thành nhân tiên, anh đã có thể tu luyện quỷ bộ trong quỷ thần bộ, bước nhanh như thần. Bóng người biến hóa khôn lường, khắp nơi đều là bóng của Ngô Bình, cùng lúc ấy, một đám mây kiếm màu đen bất ngờ xuất hiện. Một tiếng bốp vang lên, vụn giấy bay tung tóe, hai con dao giấy bị ánh sáng kiếm của anh chém đứt. Cái bóng biến mất, Ngô Bình đứng đó với thanh kiếm trong tay. Đường Hy cười nói, hay lắm, có điều, thức tiếp theo của tôi có tên là, tứ tượng tuyệt sát, 4 con dao cùng xuất trận. Cậu phải cẩn thận. Dứt lời, 4 luồng sáng trắng đã bay ra. Chúng bay vòng quanh, rồi đánh thẳng vào Ngô Bình từ 4 hướng khác nhau. Chương 523, nhát kiếm kinh người. 4 luồng sáng trắng không phân trước sau, chém về phía Ngô Bình từ nhiều góc khó, còn không ngừng thay đổi hướng. Ngô Bình không đổi sắc mặt, thanh kiếm hắc long trong tay rung lên, lập tức có 4 đám mây kiếm xuất hiện và bảo vệ anh. Sau khi thành nhân tiên, kiếm pháp 3 thức rưỡi của anh đã có đột phá. Mây kiếm cuộn trào, nghênh đón ánh sáng trắng. Mấy tiếng pop vang lên, 4 con dao giấy đồng loạt nổ tung. Ánh sáng kiếm thu về, Ngô Bình vẫn ôm kiếm đứng đó, kiếm ý mạnh mẽ lờ mờ tỏa ra khiến mọi người đều kinh hãi. Đường Hy vỗ tay khen ngợi, kiếm pháp hay. Đã nhường rồi, Ngô Bình hạ mũi kiếm xuống, hành lễ theo phong cách kiếm sĩ.
Đường Hy đưa dương báu vật cho Ngô Bình bằng hai tay, đoạn nói cậu Ngô, bút điểm long này thuộc về cậu. Ngô Bình nhận dương rồi giao cho Đường Băng Vân bảo quản. Sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Quân đang rất tệ, vì bản thân chẳng tiếp nổi một cao còn Ngô Bình lại tiếp được ba chiêu. Trình độ của hai người đã phân rõ cao thấp. Lúc này, lại có một người bước ra. Đây là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, mặc đồ bó sát màu đen và đi giày đế mềm. Tay trái ôm dương gỗ, tay phải cầm trường kiếm. Trên mũi kiếm có kiếm khí dài nửa mét đang không ngừng nuốt nhả, kinh khủng vô cùng. Đường An giới thiệu, thưa các vị, đây là trưởng lão Đường Hồng Y, cao thủ kiếm đạo số 1 Đường Môn. 13 năm trước, vua kiếm Chishima Akiru của Đông Doanh đã dẫn theo ba đại đệ tử đến khiêu chiến tu sĩ kiếm đạo của Viêm Long, thắng 7 trận liên tiếp, kiêu ngạo vô cùng. Khi ấy trưởng lão đang xử lý công việc ở nước ngoài, vừa hay tin liền trở về ngay trong đêm, tìm được Chishima Akiru lúc sáng sớm. Cả hai đã đại chiến 300 hiệu, cuối cùng, trưởng lão đã chém đứt nửa ngón tay của Chishima Akiru. Đối phương hoảng sợ bỏ chạy, sau này không dám đặt chân đến nước ta nữa. Đường Hồng Y ôm quyền chào mọi người, một tay, một kiếm, hai chân đứng im, tôi chỉ dùng một chiêu thức để bảo vệ dương. Mọi người tùy ý tấn công, ai có thể làm tôi di chuyển một bước hoặc hai chân rời mặt đất, dương sẽ thuộc về người đó. Bị Ngô Bình liên tục lấn át, Âu Dương Kim Tôn không ngồi yên được nữa, bèn đứng ra đầu tiên, trưởng lão Đường, Âu Dương Kim Tôn xin đánh bạo ứng chiến. Đường Hồng Y lại lắc đầu, cậu không được. Dứt lời, ánh mắt của bà ấy hướng đến Ngô Bình với vẻ khích lệ. Âu Dương Kim Tôn cảm thấy bị sỉ nhục, bèn cao giọng, trưởng lão Đường tuy sở hữu năng lực cao cường, nhưng tuyệt học của nhà Âu Dương chúng tôi cũng không phải hạng xoàng. Rồi gã rút bảo kiếm ra, đâm thẳng về phía Đường Hồng Y. Trong cú đâm này, kiếm thế biến hóa khôn lường, nhắm vào lưng của Đường Hồng Y. Gã nghĩ, Đường Hồng Y không thể di chuyển chân thì sẽ không xoay người đỡ kiếm được. Nếu gã đâm vào lưng, bà ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phản đòn. Nhưng Đường Hồng Y như có mắt sau lưng, trở tay vung kiếm. Kiếm uyển chuyển như rồng, bay nhanh như nhạn. Một luồng ánh sáng kiếm trắng lóa đâm chuẩn xác vào giữa đôi lông mày Âu Dương Kim Tôn. Âu Dương Kim Tôn chấn động trước ánh sáng kiếm ấy, song lại không thể tránh đòn, kiếm đã sắp đâm xuyên qua đầu gã. Chính vào lúc này, thanh kiếm sượt qua tai gã, chém đứt vài sợi tóc. Âu Dương Kim Tôn thấy đầu mình lạnh run, vội rụt cổ lại rồi hét lên, tha mạng. Nhưng Đường Hồng Y đã thu kiếm về, nhẹ nhàng nói, tôi đã nói rồi, cậu không được. Dứt lời, bà ấy lại mỉm cười nhìn Ngô Bình. Ngô Bình sờ mũi, khẽ thở dài, đành cầm kiếm Hắc Long tiến về phía Đường Hồng Y. Thấy anh bước ra, Đường Hồng Y cười hỏi, cậu tên là Ngô Bình. Ngô Bình ôm quyền, tiền bối, tôi chính là Ngô Bình. Đường Hồng Y cười nói, tốt lắm, tiểu Ngô, dương của tôi chứa bảo vật trấn môn của Đường Môn, tên là cơn thịnh nộ của thần sấm, ám khí chuyên dùng đối phó địa tiên. Nếu cậu thắng được tôi, nó sẽ thuộc về cậu. Ngô Bình không hề cáu giận khi bị gọi là tiểu Ngô. Anh nói, tiền bối, tôi chỉ biết kiếm pháp ba thức rưỡi, mong tiền bối nương tay. Đường Hồng Y cười nói, tiểu Ngô à, kiếm pháp ban nãy của cậu rất tốt, vẫn còn cơ hội. Ngô Bình cầm kiếm bằng hai tay, đứng mở chân, một bàn chân hướng về phía trước, bàn chân còn lại xoay ngang. Anh vận quyền ý, thần niệm khóa chặt Đường Hồng Y. Ngay lập tức, Đường Hồng Y cảm nhận được một luồng sát ý kinh người. Đôi mắt bà ấy sáng lên, tốt. Ngô Bình không phải là kẻ chỉ dám tấn công sau lưng như Âu Dương Kim Tôn. Anh đánh trực diện với Đường Hồng Y hùng mạnh, quang minh chính đại, chậm chậm chữ thế. Anh muốn thực hiện thức thứ ba của kiếm pháp ba thức rưỡi nên cần phải chữ thế khá lâu. Thức này vốn chẳng có giá trị thực tiễn, bởi kẻ địch trên chiến trường sẽ không cho anh thời gian chữ thế. Nhưng bây giờ Đường Hồng Y đang đứng im, tất nhiên anh có thể từ tốn chữ thế để phát ra cú đánh sấm sét. Kiếm thế của Ngô Bình khá giống chiêu thức của Đoàn Thể Thuật. Trong bóng tối, có một luồng sức mạnh sắc bén và lạnh lẽo truyền vào trong cơ thể, tạo thành một loại khí thế. Thế này tập trung ở mũi kiếm, càng lúc càng mạnh. Ngô Bình cứ đứng bất động như thế, khí tức trên người ngày một mạnh hơn. Những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Cậu ta đang làm gì vậy, có người thắc mắc. Cậu ấy đang chữ thế, đứng bên cạnh, Đường Hy nhẹ nhàng đáp. Chữ thế ư, người hỏi vẫn không hiểu. Có vẻ Đường Hy đang có tâm trạng khá tốt, vui vẻ giải thích kỹ hơn, đôi khi, các cao thủ tuyệt đỉnh có thể tích trữ sức mạnh để tung ra đòn mạnh nhất. Ngô Bình bây giờ giống như cung tên đang được kéo ra, một khi cung được kéo căng, sức mạnh của dây cung sẽ bột phát.
Hoàng Phủ Thiên Quân và Âu Dương Kim Tôn đều là người trong nghề. Nhìn thấy khả năng của Ngô Bình, cảm giác đố kỵ dâng trào trong lòng họ. Tại sao một kẻ không có nền tảng như anh lại có thể chữ thế tốt đến thế? Bất thình lình, Ngô Bình đâm thẳng về phía Đường Hồng Y như mũi tên rời dây cung. Kiếm thế của anh vững như bàn thạch, sắc bén như đao kiếm. Đòn này sở hữu uy lực kinh khiếp như thạch phá thiên vậy. Keng! Đường Hồng Y vung kiếm đâm tới. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, cơ thể bà ấy hơi nghiêng ra sau, chân dịch chuyển nửa mét. Ngô Bình mượn lực va chạm này để đứng vững giữa không trung rồi từ từ bay xuống. Kiếm trong tay anh không ngừng rung lên, nếu không nhờ kiếm Hắc Long có phẩm chất cực cao thì nó đã nát vụn từ lâu. Lúc này, nửa người anh đã tê dại. Sức mạnh vừa hút vào lập tức chút ra đã gây ảnh hưởng rất lớn cho cơ thể anh. Đường Hồng Y lại càng ngỡ ngàng hơn. Đòn vừa rồi đã phá vỡ lớp phòng ngự vô cùng kiên cố của Đường Hồng Y, buộc bà ấy phải lùi lại một khoảng mới có thể giải phóng một phần sức mạnh. Bà ấy rất vui, bèn cười bảo, Tiểu Ngô, kiếm pháp của cậu vượt quá dự tính của tôi, tốt lắm. Càng lúc, bà ấy càng thích Ngô Bình. Ngô Bình vội đáp, tiền bối đã nhường rồi. Đường Hồng Y nói, tôi không nhường, là cậu đủ mạnh. Nói đoạn, bà ấy ném gương cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận gương rồi cảm ơn, sau đó giao cho Đường Băng Vân bảo quản. Gương mặt Đường Băng Vân ngập tràn vẻ tự hào. Ở đây có nhiều con rể tương lai của Đường môn như thế mà chẳng một ai sánh bằng Ngô Bình, ngay cả thiên tài như Âu Dương Kim Tôn và Hoàng Phủ Thiên Quân cũng không bì được. Đường Hồng Y cười bảo, Tiểu Ngô, nếu cậu muốn học kiếm, tôi có thể dạy cậu. Ngô Bình rất kinh ngạc, vội vàng nói, cảm ơn tiền bối. Khi có thời gian tôi nhất định sẽ đến tận nơi xin chỉ dạy. Con cháu Đường môn đều đưa mắt nhìn nhau. Đường Hồng Y quái gở lầm lì, ngay cả Đường Thiên Tuyệt còn chẳng nhìn đến, sao bà ấy lại niềm nở với Ngô Bình thế? Ha ha, cậu Ngô, xin dừng bước. Kẻ bước ra là một người đàn ông đầu trọc, cao hơn 2 mét. Đứng trước mặt người này, Hoàng Phủ Thiên Quân còn trông gầy yếu hẳn đi. Chương 524, sát thủ số 1 Đường môn. Người đàn ông cởi trần, đi chân trần, cơ bắp trên lưng rất săn chắc. Mỗi một thớ thịt đều tiềm tàng sức mạnh kinh người. Tay anh ta to gấp 3 lần tay người bình thường, nổi đầy gân xanh. Chân dẫm trên mặt đất nhẹ nhàng như lông vũ, không hề phát ra tiếng động. Người này vừa xuất hiện, đệ tử của Đường môn đều đồng loạt lùi đi vài bước. Ngay cả Đường An cũng thôi cười. Anh ta trầm giọng, cậu Ngô, vị này là đại sư chiến đấu tay không mạnh nhất của Đường môn. Một trong những sát thủ đỉnh cấp trên toàn thế giới, cũng là sát thủ số 1 Đường môn Long Cương. Long Cương như một quả núi, cao to, vững mạnh, ổn định. Anh ta đặt dương xuống đất, tuét miệng cười với Ngô Bình, cậu Ngô, tôi cảm nhận được khí tức của kẻ mạnh trên người cậu. Tôi rất muốn đấu với cậu một trận, thắng tôi, báu vật trong dương này sẽ thuộc về cậu. Ngô Bình quan sát Long Cương, khí tức của anh ta rất mạnh. Nhưng năng lượng trong cơ thể anh ta không phải là chân khí mà là thần lực bẩm sinh. Giống như Lý Huyền Bá vậy, thể chất của tên Long Cương này không thể xem thường, anh ta là chiến binh thiên bẩm. Người của Đường môn đều cảm thấy rất khó tin khi nghe Long Cương đề nghị đấu một trận với Ngô Bình. Thực lực của Long Cương đủ để khiêu chiến với cả địa tiên. Anh ta sở hữu sức mạnh khủng khiếp, kỹ năng giết người sắc bén, ngay cả Đường Thiên Tuyệt còn không ngớt lời ngợi khen. Trước kia, Mễ từng cử một tên nửa người nửa máy siêu cấp được mệnh danh là kẻ mạnh nhất nhân loại đến đây. Kết quả bị Long Cương giết trong 10 chiêu, đầu bị đánh nát, chết thảm cực kỳ. Vì thế, Mễ đã treo thưởng 10 tỷ đô để mua một giọt máu của Long Cương nhằm nghiên cứu xem vì sao gen của anh ta mạnh đến thế. Không phải chứ, ngay cả trưởng lão Đường Hồng Y còn chưa chắc làm gì được Long Cương mà. Ngô Bình đấu với Long Cương thì chỉ có thua thôi. Đúng đấy, sức mạnh, phòng ngự. Kỹ thuật chiến đấu của Long Cương đều quá khủng khiếp, được Mễ gọi là vua giết người cơ mà. Làm sao mà đánh bại được người như thế? Đường Băng Vân đang thấp thỏm vô cùng, cô ấy vội vàng khuyên, Ngô Bình à, khiêu chiến hai người là đủ rồi. Cô ấy lo rằng Ngô Bình sẽ bị Long Cương đả thương. Là người đứng đầu thiên sát, không ai hiểu sự đáng sợ của Long Cương bằng Đường Băng Vân. Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân, Băng Vân, em là chủ của thiên sát, Long Cương do em quản lý phải không? Đường Băng Vân cười khổ, anh ta chẳng phục ai cả, thời Bác Bảy còn quản lý thiên sát cũng không thể ra lệnh cho anh ta. Chỉ có ông nội em mới có thể ra lệnh cho Long Cương thôi. Ngô Bình gật đầu, đoạn cười nói, Long Cương, tôi có thể đánh với anh. Nhưng nếu thua, sau này anh phải phục tùng mệnh lệnh của Đường Băng Vân.
Long Cương nở một nụ cười quái dị, được thôi, chỉ cần cậu đấu với tôi. Ngô Bình đưa kiếm Hắc Long cho Đường Băng Vân, sau đó cởi giày và áo khoác ra, đi chân trần về phía anh ta. Đứng trước mặt Long Cương, đối diện với kẻ hùng mạnh như Long Cương, anh vẫn mỉm cười. Lúc đối đầu với Đường Hy và Đường Hồng Y, anh chỉ nắm được vài phần thắng. Nhưng khi đối đầu với Long Cương, anh lại tự tin mình chắc chắn sẽ đánh bại đối phương. Bởi vì Long Cương không sử dụng vũ khí mà chỉ dùng quyền cước và cơ thể của anh ta. Ngô Bình cất lời, Long Cương, để tôi thư giãn gân cốt một lúc. Long Cương cười tâu toét, tôi cũng thế. Sau đó, cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Cả hai đều đang khởi động. Ngô Bình thì thực hiện đoàn thể thuật, từ nhóm thứ nhất đến nhóm thứ tư, toàn bộ động tác của 32 thức đều được anh làm một lần. Sau khi hoàn thành động tác của thức này, xương của anh bỗng nhiên kêu lên răng rắc, cơ bắp xuất hiện, vóc dáng cao hơn, xương cũng to ra. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc kêu lên, chuyện gì vậy? Cậu ta cao lên à? Đường Hy nói, có gì lạ đâu, cậu ấy là nhân tiên, nửa người nửa tiên, xương có thể tự điều chỉnh thay đổi. Bây giờ cậu ấy phải điều chỉnh vóc dáng để chiến đấu với người cao to như Long Cương. Long Cương thì ngược lại. Anh ta cũng làm vài động tác quái lạ, cơ thể dần dần thu nhỏ, từ hơn 2 mét thu còn 1m95. Còn Ngô Bình thì cao đến khoảng 1m93. Luyện xong đoàn thể thuật, Ngô Bình ngồi xếp bằng, tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Anh đã luyện được xương sắt ra đồng tầng đầu tiên của thần công này, và luyện được quyển kinh. Tiếp theo, anh muốn tu luyện trọn vẹn tầng thứ hai. Lúc ở thung lũng, anh đã tu luyện tầng 2 của Kim Cương Bất Hoại Thần Công nhưng chưa hoàn hảo. Tầng thứ hai có tên là thân thể quỷ thần. Luyện tầng này sẽ giúp cơ thể có thể giống như thần như quỷ, và trong cơ thể sẽ hình thành một loại lực quỷ thần. Lực quỷ thần vừa gian xảo như quỷ, vừa huyền diệu như thần, biến hóa khó lường, giúp đòn chiến đấu của anh được cải thiện đáng kể. Anh ngồi trên sàn, chốc chốc lại vẫy cánh tay, chốc chốc lại hô chân. Nhưng phần lớn thời gian đều ngồi bất động, đôi mắt khép hờ. Long Cương thì ngồi rất im lặng, nhìn Ngô Bình với vẻ nửa cười nửa không. Lúc này, ngay cả Đường Hy cũng thấy lạ, bèn đi đến trước mặt Đường Hồng Y rồi hỏi chuyện, trưởng lão Đường, cậu Ngô đang tu luyện à? Đường Hồng Y nhìn chăm chú vào Ngô Bình, nghĩ một hồi rồi trả lời, hình như là võ công của chùa Đại Thiền. Mười mấy phút sau, Ngô Bình cảm thấy lực quỷ thần trong người đã khá hoàn hảo, bèn mở mắt nói, Long Cương, có thể bắt đầu rồi. Long Cương tuét miệng cười, được thôi. Cả hai đều đang ngồi thì bất thình lình cử động. Cơ thể của cả hai bật nhảy từ dưới đất, sau đó va vào nhau giữa không trung. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cả hai đã tung ra mấy chục cú đấm và mấy chục cú đá, nhanh đến mức mắt người nhìn không rõ. Cả hai vừa chạm đã tách ra, Ngô Bình trúng 6 cú đấm và 7 cú đá nhưng không hề hấn gì. Anh sở hữu xương sắt ra đồng, lực quỷ thần đã hóa giải đòn tấn công. Loại tấn công này không thể làm anh bị thương. Nhưng mũi của Long Cương lại bị anh đấm lệch. Anh ta ấn nhẹ lên mũi để nó thẳng lại, sau đó bật cười ha ha, khá đấy, quyền pháp của cậu thật sự rất cừ. Ngũ Long Thánh Quyền của Ngô Bình phát huy đến mức cao nhất. Long Cương trúng 9 cú đấm và 7 cú đá, một trong các cú đấm ấy trúng vào mũi anh ta. Ngô Bình không nói gì, anh lại di chuyển bằng quỷ thần bộ. Nhờ có sự hỗ trợ của lực quỷ thần bộ của anh đã được thi triển đến mức cực điểm. Bóng anh vừa xuất hiện, chớp mắt một cái đã lướt đến nơi. Long Cương đấm vào khoảng trống, vừa khéo bịt kín đường tấn công của Ngô Bình. Song cổ tay của anh ta đã bị Ngô Bình giữ chặt, dưới chân nhẹ hắng, cả người bị Ngô Bình hất lên rồi đập mạnh xuống sàn. Rầm. Nền nhà được đổ xi măng cốt thép, dày đến nửa mét, nhưng cú đập của Ngô Bình đã khiến sàn bị thủng một lỗ. Nhìn thấy cảnh này, Đường An giật nảy mình, hô lên, dừng. Ngô Bình và Long Cương bay lùi về rồi cùng lạnh lùng nhìn Đường An. Đường An rụt cổ nói, xây tòa nhà này tốn đến mấy chục tỷ, đừng đập hỏng. Thế này nhé, chúng ta đến bãi đỗ xe tầng hầm, ở đó có thể đánh thoải mái. Ngô Bình và Long Cương đều không phản đối, đi thẳng ra thang máy. Những người còn lại cũng đi theo. Trong thang máy có Long Cương, Ngô Bình, Đường Băng Vân, Đường Hồng Y, Đường Hy và vài người khác. Ngô Bình và Long Cương nhìn thẳng vào nhau, đều bật cười như những người bạn lâu năm. Ngô Bình vươn tay bóp nắn bắp thịt của anh ta, đoạn hỏi, anh mở khóa gen rồi, đúng không? Long Cương cũng nắn bắp thịt anh, sức mạnh của cậu không thua kém tôi, cậu cũng mở rồi à? Ngô Bình không phủ nhận, trả lời, có lẽ vậy. Tôi là nửa người nửa tiên,
gen đột biến có lợi cũng là chuyện bình thường. Long Cương đáp, nửa năm trước, tôi đã đánh bại một cao thủ. Hắn tự xưng mình là hậu duệ của thần sấm Bắc Âu, ha ha. Hậu duệ cái khỉ gì, thể chất của hắn còn không bằng cậu. Ngô Bình nói, tôi cảm thấy anh có thể sẽ thua. Sau này anh phải theo Băng Vân làm việc, cô ấy bảo anh làm gì thì anh làm đó. Long Cương cười gian, tôi cũng cảm thấy mình sẽ thắng. Nếu cậu thua thì sau này theo tôi đi, gái xinh, tiền bạc, muốn gì cũng có. Nghe vậy, Đường Băng Vân bèn lạnh lùng nói, Long Cương, anh có gì hay để đi theo chứ? Hơn nữa, Ngô Bình chắc chắn sẽ đánh bại anh. Long Cương chề môi nhưng cũng không phản bác gì. Dù sao Đường Băng Vân cũng là chủ, anh ta có thể phớt lờ, nhưng không thể chống đối trực tiếp. Chương 525, lực chiến của Long Cương. Ngô Bình phát hiện ngoài nhóm Đường Hy và Đường Hồng Y ra, trong thang máy còn có một người đàn ông trung niên nữa đang ôm một cái vali. Thang máy vẫn đang đi xuống, Ngô Bình chắp tay nói, vị tiền bối này là. Đường An vội nói, Ngô Bình, để tôi giới thiệu nhé. Vị này là trưởng lão Đường Không của Đường Môn, ông ấy là một người tinh thông bùa chú, trận pháp, học rộng tài cao. Đường Không nhìn Ngô Bình rồi cười nói, cậu Ngô, trong chiếc vali này của tôi có một viên đan dược, hy vọng cậu sẽ giành được nó. Ngô Bình liếc nhìn chiếc vali thì đúng là vậy, bên trong có một viên đan dược màu xanh lục. Anh cười nói, nhưng phải làm thế nào? Đường Không, vẽ bùa chú thi với tôi, bùa chú của ai có hiệu quả cao hơn thì người đó thắng. Long Cương tỏ vẻ coi thường, có tác dụng gì chứ, chỉ là tiểu thuật ngoại đạo thôi. Đường Không hừ nói, có phải tiểu thuật ngoại đạo hay không thì cứ chờ đi rồi biết. Thang máy xuống tầng phụ thứ ba, vì hôm nay nghỉ kinh doanh nên có rất ít xe đỗ ở đây, thành ra bãi đỗ xe rất rộng. Ở đây đèn đuốc sáng choang, Ngô Bình và Long Cương lại đi tới giữa trung tâm, những người khác cũng liên tục đi thang máy xuống, không ai muốn bỏ lỡ một trận chiến đặc sắc như thế này. Lần này, hai người không nhiều lời nữa mà ra tay luôn. Long Cương tung ra những đòn tấn công rất mạnh. Còn thân pháp của Ngô Bình vô cùng linh hoạt, anh thi triển quỷ thần bộ, hơn nữa còn không sợ va chạm trực tiếp với Long Cương, nhưng rõ ràng anh cũng không rơi xuống thế hạ phong. Hiện giờ, có thể nhìn thấy rõ ưu thế của quyền ý, từng chiêu thức của Ngô Bình đều rất tuyệt diệu, nhiều quá thì mạnh, ít quá thì lại yếu. Quyền ý của anh còn chưa được viên mãn nên khi giao đấu với Long Cương, anh phải dồn hết toàn lực, đồng thời thi triển hết các bản lĩnh, kỹ xảo và trí tuệ. Nhưng phải công nhận rằng thực lực của Long Cương không thể đùa được, dù anh đã dốc hết sức, nhưng vẫn khó có thể chiếm được thế thượng phong. Hai người giao thủ mấy chục chiêu, mọi người đứng ngoài xem đều tỏ vẻ kinh ngạc. Quá đã, Long Cương là sát thủ đỉnh cấp toàn thế giới, thế mà Ngô Bình vẫn trụ được đến giờ. Đúng thế, nếu là tôi thì chắc không đỡ nổi một chiêu mất. Tiên nhân đúng là lợi hại thật, người lên tiếng là một tu sĩ cảnh giới khí. Một người khác nói tiếp, nhân tiên là nửa người nửa tiên rồi, có nhân tiên còn vô cùng đáng sợ ấy. Tuy Long Cương mạnh, nhưng cũng chưa phải nhân tiên, cậu ta muốn đánh bại Ngô Bình cũng không phải chuyện dễ đâu. Hoàng Phủ Thiên Quân ở trong đám đông dán chặt mắt vào Long Cương và Ngô Bình. Lúc này, hắn không còn dám coi thường Ngô Bình nữa, anh đã ở cảnh giới nhân tiên, thực lực xuất chúng, tiền đồ rộng mở, tiềm lực lớn mạnh. Âu Dương Kim Tôn cũng đã thay đổi suy nghĩ. Sau đó âm thầm truyền âm cho Hoàng Phủ Thiên Quân, chúng ta đánh giá thấp tên nhãi này rồi, nếu để cậu ta gia nhập Đường Môn thì chắc chắn mình sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng Phủ Thiên Quân, cao thủ trên đời đầy dãy, nhưng không phải ai cũng có thể uy hiếp Hoàng Phủ Thiên Quân tôi được. Âu Dương Kim Tôn, nếu anh thấy cậu ta ngứa mắt thì có thể lên giao chiến. Âu Dương Kim Tôn hừ nói, Hoàng Phủ Thiên Quân, anh biết tôi đang nói gì mà. Sang năm là ngày mở thiên võ bí cảnh của địa tiên giới. Thực lực bên ngoài của chúng ta chỉ có 50 người thôi, vốn cạnh tranh đã rất gay gắt rồi, giờ lại có thêm Ngô Bình, chúng ta có thể bị loại mất đấy. Hoàng Phủ Thiên Quân vẫn thờ ơ nói, thế anh tính sao? Hãy tìm cơ hội để trừ khử Ngô Bình, Âu Dương Kim Tôn lạnh giọng nói, với thực lực của hai gia tộc chúng ta thì dù có giết cậu ta, võ thần ti cũng không thể làm gì mình đâu. Hoàng Phủ Thiên Quân trầm mặc một lát rồi nói, được. Lúc này... Ngô Bình và Long Cương đã giao thủ được hơn 100 chiêu. Long Cương càng đánh càng hăng, hơn nữa không chỉ đơn thuần là tấn công nữa, mà bộ pháp và kỹ xảo còn điêu luyện và nhiều hơn. Bấy giờ, Ngô Bình mới ý thức được là ban đầu Long Cương chỉ che giấu thực lực. Có thể đánh với tôi đến tận bây giờ, chứng tỏ cậu cũng giỏi đấy, Long Cương vừa ra tay vừa cười nói, động tác ngày một nhanh hơn. Ngô Bình hơi đuối,
thể chất của Long Cương quá mạnh, lại dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nên tạo áp lực rất lớn cho anh. Sau hơn 100 chiêu, tay anh bắt đầu tê dại, sức lực cũng cạn dần, tốc độ phản ứng không còn nhanh như ban đầu. Ngô Bình dần rơi vào thế yếu, muốn tiến hay lùi cũng thiếu không gian, quỷ thần bộ cũng không còn linh hoạt như trước. Long Cương thì vẫn thế, dù Ngô Bình mạnh hơn hay yếu đi, các đòn tấn công của anh ta vẫn không thay đổi, vẫn tiến hành tuần tự và mạnh mẽ hơn. Sau khi quan sát trận đấu đến lúc này, Đường Hy thở dài nói, chắc cậu Ngô sắp thua rồi. Đường Hồng Y nói, chưa chắc, ông đừng quên cậu ấy là tông sư quyền ý đấy. Đường Hy cau mày, ý của bà là cậu ấy có thể bứt phá khi chịu áp lực ư? Đường Hồng Y, quyền ý luôn thay đổi, càng rèn luyện thì uy lực tạo ra càng mạnh. Rõ ràng tiểu Ngô chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi, sau trận đấu này, cậu ấy sẽ có rất nhiều thu hoạch. Âu Dương Kim Tôn cười lạnh nói, đúng là quyền ý rất lợi hại, nhưng Long Cương là cao thủ cảnh giới địa tiên, Ngô Bình không có cửa thắng đâu. Đường Băng Vân có vẻ lo lắng, nhưng lại nghe thấy có người nói, Băng Vân, đừng lo lắng, nhất định Ngô Bình sẽ thắng. Đường Băng Vân ngoảnh lại nhìn thì thấy là Đường Thiên Hạc, cô ấy vội nói, ông ba, Ngô Bình đang ở thế hạ phong rồi. Đường Thiên Hạc mỉm cười, với cậu ấy mà nói thì ở thế hạ phong chưa chắc đã là xấu đâu. Đường Băng Vân khó hiểu hỏi, ông ba nói vậy là sao? Con người sẽ trưởng thành nhanh hơn khi ở trong nghịch cảnh mà, cô thử nghĩ xem có cuộc đời của nhân vật lớn nào thuận buồm xuôi gió không? Đường Thiên Hạc nói, hơn nữa, tài luyện đan của cậu Ngô rất giỏi, nhất định sẽ có điểm phi thường, tôi tin cậu ấy. Song, ngoài một số ít người như Đường Thiên Hạc ra thì hầu hết mọi người đều không đánh giá cao Ngô Bình. Đòn tấn công của Long Cương ngày càng mạnh, mỗi quyền đánh ra đều có thể đập vỡ đá, uy lực rất khủng khiếp. Lực thần hồn trong cơ thể Ngô Bình vận chuyển ngày càng nhanh. Lực thần hồn của anh gần viên mãn rồi, nhưng vẫn thiếu một bước nữa. Lúc này, dưới sức ép mạnh mẽ của Long Cương, lực thần hồn đã gần viên mãn. Quỳnh! Long Cương hạ một đòn thật mạnh xuống, Ngô Bình lùi lại, cơ thể anh bắt đầu nhẹ bẫng như một quả bóng hơi, sức bật rất tốt. Long Cương tung quyền nào ra là lực thần hồn của Ngô Bình đều có thể dễ dàng hóa giải. Cứ thế một lần, hai lần, cho tới hơn chục lần, lực thần hồn của Ngô Bình đã hoàn toàn viên mãn. Ngay sau đó, các chiêu thức của Ngô Bình chậm dần, Ngô Bình đánh lên vai anh rụt vai lại, sau đó dùng bên vai khác tấn công anh ta. Bụp! Long Cương như bị sức mạnh lớn hơn mình đánh trúng nên bay lùi ra xa. Trong quá trình chiến đấu, Ngô Bình cũng liên tục rèn luyện quyền ý của mình. Quyền ý của anh chưa viên mãn nên những kinh nghiệm thực chiến này rất quý báu với anh. Huống hồ, Long Cương còn là cao thủ đẳng cấp có thực lực mạnh, được đấu với anh ta là Ngô Bình được lợi rất nhiều. Ngô Bình mỉm cười. Long Cương cau mày, lấy tôi ra để luyện quyền ý ư. Chương 526, thi quỷ. Dứt lời, Long Cương lập tức thay đổi phong cách chiến đấu. Anh ta lao tới gần Ngô Bình, sau đó tung một quyền nhanh như điện ra, diện tích va chạm rất nhỏ. Nhưng nếu đánh trúng mục tiêu thì đến sắt thép cũng bị gãy. Ngô Bình phẩy tay phải, đòn tấn công của Long Cương đã lệch hướng, sau đó anh điểm vào huyệt vị của anh ta. Một nửa người của Long Cương tê dần, anh ta hoảng hốt rồi lùi lại. Nhưng Ngô Bình đã đuổi theo sát, Long Cương càng lùi thì anh càng tiến nên hai người vẫn duy trì khoảng cách như ban đầu. Quỳnh! Ngô Bình tung một chưởng ra, anh thi triển kinh lôi chưởng, hơn nữa còn có lực thần hồn hỗ trợ nên uy lực mạnh hơn nhiều lần. Long Cương bị đánh bay, còn chưa kịp phản đòn thì Ngô Bình đã tung chưởng đến tiếp. Tình thế đảo ngược, Long Cương rơi xuống thế hạ phong và bị Ngô Bình đuổi đánh. Lại thêm 100 chiêu nữa, Long Cương đã bị thương khắp người, bước chân cũng mất sức hơn, khí thế rõ ràng đã yếu hơn Ngô Bình. Ngược lại, Ngô Bình đã mạnh mẽ hơn, quyền ý thêm tinh thuần, càng đánh về sau, anh càng không hề mất sức. Xong, Long Cương chợt nhảy ra sau rồi cau mày nói, không đánh nữa. Ngô Bình cười nói, thế là anh nhận thua hả? Long Cương cười khẩy, cậu chưa đủ trình đánh thắng tôi đâu, nhưng tôi muốn thắng cậu thì phải thi triển đòn sát thủ, thôi coi như hòa đi. Ngô Bình liếc nhìn chiếc vali anh ta để dưới đất rồi nói, nó là của tôi. Long Cương thờ ơ nói, tùy cậu. Trong chiếc vali có một chiếc bình sứ to như chén trà, bên trong có thuốc mỡ màu đen. Từ xa Ngô Bình đã ngửi thấy mùi của nó, đây là thánh dược nối xương tên là Cao Đoạn Tục. Anh mở vali ra rồi cất lọ thuốc đi. Ngô Bình khiêu chiến ba cao thủ đỉnh cấp của Đường môn, kết quả là thắng 2, hòa 1, điều này khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Đường Không cười nói, cậu Ngô, cậu có muốn lấy đan dược trong vali của tôi không?
Ngô Bình, đương nhiên là có. Đường Không, thế chúng ta tỉ thí vẽ bùa chú nhé. Ông ấy lấy một tờ bùa chú ra, sau đó cầm bút bắt đầu vẽ, tốc độ rất nhanh, loáng cái đã xong rồi. Vẽ xong, ông ấy để bút sang một bên rồi dán tờ bùa chú lên lưng Long Cương. Long Cương trợn tròn mắt, cảm thấy người mình tê dại, không thể cử động nên tức giận nói, Đường Không, ông làm gì thế hả? Đường Không cười nói, nãy cậu chẳng bảo bùa chú là tiểu thuật ngoại đạo còn gì. Có giỏi thì cậu phá giải bùa chú của tôi đi. Ngô Bình liếc nhìn thì biết đó là bùa định thân, thật ra nó chỉ hấp thu một sức mạnh nào đó của tự nhiên rồi làm người khác bất động, nhưng đến cao thủ như Long Cương cũng không thể phản kháng được. Đây là sức mạnh của bùa chú, cậu thấy sao? Đường Không mỉm cười nhìn anh. Ngô Bình nổi hứng, anh đã lấy được 3 trong 4 cái vali rồi, chiếc vali thứ 4 này đựng đan dược, nhưng anh biết luyện đan nên không thấy nó hấp dẫn lắm. Vì thế, anh nhún vai nói, Đường trưởng lão, tôi chỉ biết vẽ sơ sơ thôi, không thể so với ông được nên tôi nhận thua. Đường Không thoáng qua vẻ thất vọng rồi nói, tôi nhìn nhầm rồi, dứt lời, ông ấy xách vali bỏ đi luôn. Đường An vỗ tay rồi cười nói, cậu Ngô, khâm phục. Đường Hy nói, cậu Ngô, sự thật chứng minh cậu là người có thực lực nhất trong các đối tượng được chọn làm rể của Đường Môn, môn phái sẽ mời cậu dự tiệc. Bữa tiệc này của Đường Môn chỉ có các nhân tài mới được tham dự, hơn nữa người tham gia đều là nhân vật cấp cao của họ. Đường Băng Vân nắm tay Ngô Bình rồi cười nói, mình lên trên thôi. Đã có người ấn thang máy, nhưng ấn mãi mà thang máy vẫn bất động. Sau đó có người hô lên rồi chỉ lên phía trước, gì thế kia? Có rất nhiều hình người da bọc xương xuất hiện trong góc tối, chúng là cương thi với 2 hốc mắt đen xì, động tác của chúng rất mạnh, quỷ khí thì ngút trời. Lại có người hô lên tiếp, vì ở một phía khác của bãi đậu xe cũng xuất hiện lũ quái vật này. Thứ gì vậy, có người hét lên. Đường Hy cau mày, cương thi ư. Ngô Bình ngửi thấy trong không khí có mùi thối của xác chết, anh nói, không phải cương thi, mà là thi quỷ. Thi quỷ là tà ma nhập vào xác chết, sau đó tu luyện tà pháp, cuối cùng hợp nhất làm một với xác chết đó. Vào thời Tiên Quốc, từng có đại chiến của thi quỷ với loài người, đương nhiên thi quỷ đã bị tà ma khống chế. Đường Hy lấy ám khí ra rồi ra tay. Ngô Bình cản ông ấy lại, Đường trưởng lão, ám khí không giết được chúng tôi, đi theo tôi. Dứt lời, Ngô Bình vận chuyển chân khí thuần dương, sau đó giơ kiếm Hắc Long lên chém về phía thi quỷ ở một phía. Thi quỷ hét lên rồi tấn công anh, ánh sáng của kiếm lóe lên mang theo chân khí thuần dương chém vào con thi quỷ ấy, nó lập tức cháy đen thui. Thi quỷ hét lên, mũi bốc khói đen rồi tan biến, điều này chứng tỏ tà ma bên trong nó đã bị Ngô Bình chém chết. Đây chính là tiên lực thuần dương, có tác dụng chém chết tà ma. Sau đó, Ngô Bình đã dễ dàng xử lý hết lũ thi quỷ ở phía ấy, tiếp theo anh chạy tới chỗ mọi người đang ngây ra rồi nói, đằng trước có thang bộ, đi theo tôi. Mọi người lập tức chạy theo anh về phía thang bộ, nhưng vừa đến nơi thì Ngô Bình đã cảm thấy có một luồng sức mạnh tà ác lướt qua người mình, sau đó tấn công về phía Đường Băng Vân ở gần đó. Mắt Đường Băng Vân trợn trừng, lòng trắng đen thui, cô ấy đang vô cùng đau đớn và khó chịu. Đúng lúc này, vòng phong yêu trên cổ tay cô ấy phát sáng, nó tỏa ra một luồng tiên lực để khóa sức mạnh tà ác ấy lại rồi kéo vào bên trong chiếc vòng. Trong đầu Đường Băng Vân vang lên tiếng hét. Tà ma vừa xâm nhập vào đã bị hút vào chiếc vòng. Ngô Bình kinh hãi hỏi, Băng Vân, em không sao chứ? Đường Băng Vân nhìn chiếc vòng rồi nói, có thứ gì đó bị khóa trong chiếc vòng rồi. Ngô Bình cười lạnh, tà ma tự tìm chết. Anh kéo Đường Băng Vân lên thang bộ, mọi người ở phía sau cũng lũ lượt đi theo, cuối cùng họ đã lên sảnh tầng 1. Sau đó, Ngô Bình phát hiện không thấy Đường Hy và Đường Hồng Y đây, anh hỏi Đường An, người đâu rồi? Đường An, họ ở phía sau. Ngô Bình không yên tâm nên lập tức quay lại bãi đỗ xe, xuống tới tầng 2 thì anh thấy Đường Hy và Đường Hồng Y đang đánh nhau. Mắt Đường Hy đã chuyển sang màu đen, đồng tử hình chữ thập, tay lăm lăm ám khí. Đường Hồng Y cầm kiếm rồi hỏi, mày là thứ gì hả? Đường Hy cười lạnh, không trả lời mà bắn phi đao ra tấn công Đường Hồng Y. Bà ấy nhanh chóng múa kiếm để chống trả. Thấy thế, Ngô Bình chạy tới chỗ Đường Hy. Ông ấy quay lại định đánh anh, nhưng đã bị Ngô Bình chế ngự. Chân khí thuần dương trong người chui vào người ông ấy, tiên lực thuần dưỡng có tác dụng xua đuổi tà ma. Tà ma trong người Đường Hy hét lên, tên khốn kia, mày 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Dứt lời, tà ma đó đã rời đi rồi biến mất.
Đường Hy giật mình rồi trở lại bình thường. Chương 527, đối diện với tà ma. Lúc này, đám thi quỷ đã xông tới thang bộ, Đường Hồng Y thấy thế thì vung kiếm lên cản, kiếm đi đến đâu, đầu thi quỷ rơi đến đấy, mùi hôi thối bốc lên, khiến người ta mắc ói. Đường Hy cũng đã bình thường trở lại, nghĩ tới chuyện mình vừa bị tà ma cướp thân thể thì dùng mình, ông ấy cảm kích gật đầu với Ngô Bình rồi nói cảm ơn cậu Ngô. Ngô Bình, không thể ở lại đây lâu, chúng ta mau lên trên thôi. Đường Hy gật đầu, sau đó vừa bắn ám khí vừa nói với Đường Hồng Y, rút. Hai người vừa đánh vừa lùi, Ngô Bình hậu thuẫn phía sau, chờ khi họ lên tới lối ra vào ở tầng 1 thì nhóm thi quỷ chợt lùi lại. Đường Hồng Y thở phào một hơi rồi hỏi, tiểu Ngô, tại sao chúng không đuổi theo mình nữa? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, bãi đậu xe đã bị kẻ nào đó động tay chân rồi, ác khí ở đó rất mạnh, sức mạnh của thi quỷ sẽ được củng cố thêm như cá gặp nước. Nhưng trên này thì nhiều dương khí, thi quỷ sẽ thấy khó chịu như cá mắc cạn vậy. Đường Hồng Y gật đầu, tiểu Ngô, cậu hiểu biết nhiều thật đấy. Đường Hy cau mày nói, kỳ lạ thật, tại sao thi quỷ lại tìm tới chúng ta, mục đích của lũ tà ma ấy là gì? Ngô Bình, kệ chúng ta đi lên đã. Sau khi quay lại sảnh tầng 1, mọi người vẫn đang hoảng sợ. Khi thấy nhóm Ngô Bình trở lại an toàn, ai cũng vỗ tay. Đường Băng Vân chạy tới ôm tay Ngô Bình rồi hỏi, anh không sao chứ? Ngô Bình lắc đầu, anh không sao. Băng Vân, chuyện hôm nay lạ quá. Đường Băng Vân, sao cơ? Ngô Bình kéo cô ấy ra một góc, tất cả như đã được sắp xếp từ trước vậy, trận đấu của anh và Long Cương ở bãi đậu xe ngầm, hơn nữa mục đích của tà ma kia là em, nó định đối phó anh đấy. Đường Băng Vân kinh ngạc, ý anh là có người đã tính kế mình ư? Ngô Bình định nói tiếp, nhưng Đường An đã đi tới, hai vị trưởng lão, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tới rồi, mời. Đường Hy gật đầu rồi nói với Ngô Bình, cậu Ngô, chúng ta cùng đi, theo quy định thì Ngô Bình sẽ được tham dự bữa tiệc. Ngô Bình gật đầu rồi đi cùng Đường Băng Vân, anh nhỏ giọng hỏi, Băng Vân, nhị trưởng lão chính là người bắt em trao trả quyền lực lúc ở Cảng Thành đấy à? Đường Băng Vân gật đầu, ông ta tên là Đường Thiên Vận, luôn bất hòa với ông nội em, ông ta còn là tay sai đắc lực cho Đường Thánh Khoa đấy. Nhắc đến Đường Thánh Khoa, Ngô Bình híp mắt lại, người thuê hội Kim Long đối phó anh lần trước chính là người này. Ngô Bình hỏi, Đường Thánh Khoa là đại trưởng lão à? Đường Băng Vân, địa vị của ông ta rất cao nên không có chức vụ, mọi người thường gọi là thượng trưởng lão. Đến đại trưởng lão muốn quyết định gì cũng phải xin ý kiến ông ta. Ngô Bình, ông ta có địa vị này nhờ vai vế à? Đường Băng Vân lắc đầu, là nhờ thực lực, hồi còn trẻ, Đường Thánh Khoa là nhân tài xuất chúng trong giới tu hành. Ông ta tiến vào cảnh giới địa tiên lâu rồi, hơn nữa còn là kiếm tiên. Kiếm tiên, Ngô Bình gật gù. Họ vừa đi vào đại sảnh thì đã có hai cao thủ cảnh giới nhân tiên giơ tay ra chặn Ngô Bình lại rồi nói, người ngoài không được vào. Đường Hy cau mày, cậu Ngô đã giành được ưu thế đặc biệt trong sự kiện, chúng tôi sẽ dẫn cậu ấy vào dự tiệc. Người đó nói, bữa tiệc đã bị hủy, giờ đến cuộc họp rồi. Đường Hy cũng bó tay nên đành nói với Ngô Bình, cậu Ngô, mời cậu ngồi chờ ngoài này, lát chúng ta sẽ nói chuyện sau. Người bên cạnh thì nói, Đường Băng Vân cũng không được vào. Đường Băng Vân nổi giận, tôi là lệnh chủ của thiên sát, mà cũng không có quyền tham dự cuộc họp của Đường môn ư. Người đó lạnh lùng nói, đây là ý của thượng trưởng lão và đại trưởng lão, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi, mong cô chủ thông cảm. Đường Băng Vân tức điên, tôi không thèm họp nữa, dứt lời, cô ấy kéo Ngô Bình sang một bên ngồi với vẻ bực dọc. Thấy Đường Băng Vân tức giận, Ngô Bình nói, Băng Vân, rõ ràng họ đang chĩa vào em, kệ họ đi. Đường Băng Vân hậm hực, quá đáng. Họ không hề coi ông nội em ra gì mà. Lúc này, Đường Thanh Trần chợt đi ra, trông cô ấy như chỉ tìm đại một chỗ để ngồi, mắt cũng không nhìn Ngô Bình, nhưng miệng lại nói, cậu Ngô, Băng Vân, hai người mau đi đi, thượng trưởng lão đã hạ lệnh bắt hai người rồi. Đường Băng Vân phẫn nộ, cái gì? Bắt chúng tôi, tại sao chứ? Đường Thanh Trần có vẻ sốt sắng, không kịp giải thích nữa đâu, tóm lại là hai người mau đi đi, không là không kịp đấy. Tôi chuẩn bị xe bên ngoài rồi, hai người xuống dưới rồi lên xe luôn. Ngô Bình rất bình tĩnh hỏi, cô Đường, tin của cô từ đâu ra vậy? Đường Thanh Trần thở dài, xem ra cậu Ngô không tin tôi rồi, ông tôi lén truyền tin ra đấy, ông đã mạo hiểm để tôi nhắc hai người. Đường Băng Vân đắn đo nhìn Ngô Bình rồi hỏi, có đi không anh? Ngô Bình lập tức đứng dậy, an toàn là trên hết, đi.
Hai người nhanh chóng rời đi, quả nhiên bên ngoài có một chiếc xe đang chờ họ. Tài xế là Đường Nham, cậu thiếu niên từng giả vờ bị liệt. Đường Nham lúc này rất tuấn tú, khí chất trầm ổn, không hề giống khi trước chút nào, cậu ta nói, anh Ngô, tôi đưa hai người đến nơi an toàn. Ngô Bình và Đường Băng Vân lên xe, Đường Nham nhấn ga rồi lao đi. Chiếc xe vừa đi được một lúc thì điện thoại của Đường Nham đổ chuông, cậu ta kết nối điện thoại với xe thì trong xe vang lên giọng của Đường Hy. Cậu Ngô, cậu cứ tin Đường Nham, thằng bé sẽ dẫn hai người đến nơi an toàn. Nghe thấy giọng Đường Hy, Ngô Bình nói, Đường trưởng lão, đại trưởng lão thật sự muốn đối phó bọn tôi ư. Đường Hy, đúng, đại trưởng lão đã hạ lệnh rồi. Hơn nữa, họ còn muốn khống chế Băng Vân, bắt cô ấy lấy Âu Dương Kim Tôn. Đường Băng Vân nổi giận, bắt tôi lấy Âu Dương Kim Tôn ư. Đường Hy, đó là kế hoạch của họ, không thể thay đổi được. Thậm chí họ còn lên sẵn kế sách rồi, đó là khống chế tinh thần của cô trước, rồi bắt gả vào nhà Âu Dương sau. Đường Băng Vân giận run người, đám này thật vô sỉ. Đường Hy, cậu Ngô, Băng Vân, hai người cứ trốn đi đã, tôi sẽ cho người dẫn hai người tới nơi an toàn. Ngô Bình, cảm ơn. Chiếc xe lao đi rất nhanh, sau đó đi vào trong khoang của một chiếc container lớn. Đường Băng Vân cau mày, Đường Nham, chúng ta đi đâu đây? Đường Nham, ra sân bay, hai người sẽ tới tỉnh Ca. Nửa tiếng sau, chiếc xe hàng dừng lại, khoang xe mở ra, Đường Nham lại lái xe xuống mặt đất. Bọn họ xuống xe, Ngô Bình phát hiện đây đúng là sân bay cỡ nhỏ, có một chiếc máy bay cỡ trung ở đây. Đường Nham, hai người lên đi. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Khi anh và Đường Băng Vân lên máy bay thì nhìn thấy một người đang ngồi trong khoang, mặt người đó tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười, đó chính là Đường Thiên Tuyệt. Ông! Nhìn thấy Đường Thiên Tuyệt, Đường Băng Vân mừng rỡ rồi chạy nhanh tới. Đường Thiên Tuyệt mỉm cười nói, Băng Vân, ngồi xuống đi, máy bay sắp cất cánh rồi. Đường Băng Vân đỏ mắt nói, ông ơi, ông bị làm sao thế? Ông bị thương ạ. Đường Thiên Tuyệt xua tay, đừng lo, vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại đâu. Sau đó, ông ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói, Ngô Bình, thực lực của cháu tăng nhanh hơn ông tưởng đấy. Ngô Bình liếc nhìn Đường Thiên Tuyệt rồi chợt sững người hỏi, ông ơi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Ông có thể kể lại không? Đường Thiên Tuyệt cười nói, chuyến hành trình này rất dài, không vội, ông sẽ kể cho cháu nghe sau. Ngô Bình ngồi xuống đối diện, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy máy bay đang trượt trên đường băng. Đường Thiên Tuyệt, Ngô Bình, Băng Vân, ông tạm thời phải rời đi và tung tin mình đã chết là vì muốn những con sâu bọ muốn hại Đường Môn thò mặt ra. Ngô Bình, nói vậy là ông đã biết họ là ai rồi ư? Chương 528, Đế Tân. Đường Thiên Tuyệt gật đầu, ông đã biết là ai rồi, nhưng tạm thời chưa thể ra tay được. Đường Băng Vân khó hiểu hỏi, ông ơi, thực lực của ông trên họ thì sao phải đắn đo ạ? Cứ trực tiếp xử lý luôn không được sao? Đường Thiên Tuyệt xua tay, Băng Vân, cháu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Nội bộ của Đường Môn đấu đá lẫn nhau, tuy ông là môn chủ nhưng cũng không có tiếng nói cao nhất. Ngô Bình vẫn lặng lẽ quan sát Đường Thiên Tuyệt, anh phát hiện ông ấy đã bị thương khá nặng. Anh hỏi, ai làm ông bị thương thế ạ? Đường Thiên Tuyệt thở dài đáp, Đường Thánh Khoa. Thượng trưởng lão ư, Đường Băng Vân ngạc nhiên. Lúc này, máy bay đã cất cánh, Ngô Bình hỏi, ông ơi, tại sao Đường Thánh Khoa lại ra tay với ông? Ông ta định đoạt quyền ư? Đường Thiên Tuyệt lại thở dài, đúng thế, quyền lực là thứ thu hút con người ta nhất mà. Ngô Bình chợt cười lạnh, này tà ma, mày giỏi diễn kịch thật đấy. Nếu không nhờ cách phán đoán của tao thì tao cũng bị mày lừa rồi. Nghe Ngô Bình nói vậy, Đường Băng Vân hoảng hốt rồi nói, anh nói gì thế? Ông nội là tà ma ư? Con người của Đường Thiên Tuyệt chợt biến thành hình chữ thập, lòng trắng chuyển thành màu đen, ông ta cười phá lên, thằng nhãi, mày thông minh hơn tao tưởng đấy. Tao định mượn cơ thể của Đường Thiên Tuyệt để khai phá mày, không ngờ lại bị mày thăm dò trước. Mày có thể nói cho tao biết tại sao mày lại phát hiện ra không? Ngô Bình thờ ơ nói, mày có quá nhiều sơ hở, tao chẳng buồn nói. Đường Thiên Tuyệt cười lớn, tao đánh giá mày hơi thấp rồi, mức độ uy hiếp của mày với bọn tao vượt xa tính toán của bọn tao rồi. Ngô Bình hỏi nó, Đường Hy là người của mày. Đường Thiên Tuyệt, Đường Hy là người của Đường Thiên Tuyệt, tao chỉ dùng cơ thể của Đường Thiên Tuyệt để ra lệnh cho ông ta thôi, để ông ta ngoan ngoãn nghe lời. Ngô Bình, mày lừa bọn tao lên máy bay làm gì? Đường Thiên Tuyệt, để làm một giao dịch. Giao dịch, Ngô Bình cười lạnh, mày là tà ma,
mày nghĩ tao sẽ tin mày ư? Đường Thiên Tuyệt, nếu mày từ chối, máy bay sẽ rơi tự do xuống ngay. Dù mày ở cảnh giới nhân tiên rồi thì cũng không thoát chết được đâu, đương nhiên cùng chết với mày còn có Đường Thiên Tuyệt và Đường Băng Vân này nữa. Ngô Bình trầm mặc vài giây rồi nói, trước khi giao dịch, mày phải trả lời tao vài câu hỏi đã. Đường Thiên Tuyệt cười nói, được, nếu tao đã giao dịch với mày thì đương nhiên sẽ bày tỏ thành ý, hỏi đi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, chính mày đã giết Đường Vô Mệnh đúng không? Đường Thiên Tuyệt, đúng. Tà ma từng bị tao đánh và mất một hóa thân cũng là mày đúng không? Trong mắt Đường Thiên Tuyệt lóe lên một tia hung bạo, đúng thế, cũng là tao. Hôm đó là tao sơ suất, không ngờ trong người mày lại có cấm chế lợi hại đến mức tao cũng không làm gì được. Ngô Bình hỏi tiếp, mày là tà ma của địa phủ à? Nó đáp, đúng. Ngô Bình còn định hỏi tiếp, nhưng tà ma đã nói, kết thúc hỏi đáp, giờ đến lời tao hỏi. Tốt nhất mày hãy thành thật. Vì những câu hỏi này liên quan đến đánh giá của tao về mày. Ngô Bình, hỏi đi. Tà ma, mày là người của Trương Thiên Hoành. Ngô Bình, tạm thời chưa, ông ấy có lời mời, nhưng tao chưa đồng ý. Tà ma, cấm chế trong người mày là gì? Tạo sao có thể dễ dàng hạ được tao? Ngô Bình, đó là thứ mà một cường giả rất mạnh để lại, đừng nói là mày, đến tà ma mạnh hơn mày gấp chục lần cũng thế cả thôi. Tà ma gật đầu. Sau đó hỏi tiếp, nếu tao cho mày một thứ mà mày thích, mày có chịu hợp tác với tao không? Ngô Bình, còn phải xem mục đích của bọn mày là gì đã, nếu định mượn đường môn để quấy nhiễu nhân gian thì tao không thể đồng ý được. Tà ma cười lạnh, nhiễu loạn nhân gian, chắc mày chưa biết vì sao tà ma lại được sinh ra đúng không? Ngô Bình nổi hứng, anh từng đọc về điều này trong phiến ngọc nhưng vẫn cố tình hỏi, thế nào? Ai ngờ tà ma lại không trả lời, có nói thì mày cũng không hiểu. Nhưng mày có thể yên tâm, mục đích của bọn tao không phải là đường môn, cũng không gây nhiễu loạn nhân gian của chúng mày đâu. Ngô Bình, thế tại sao mày chỉ nhằm vào mỗi đường môn? Tà ma cười lạnh, mày ăn nói cho cẩn thận, là đường môn hay bọn tao ra tay trước? Ngô Bình ngẩn ra, mày nói thế là sao? Đường môn chủ động chọc vào bọn mày ư? Tà ma cất tiếng cười quá lạ, xem ra mày không biết chuyện này, được rồi, để tao kể cho mà nghe. Nghe nó kể xong. Ngô Bình trừng mắt rồi quát, một lũ điên rồ. Thì ra 5 năm trước, đường môn tìm thấy một địa động cổ xưa, và phát hiện rất nhiều tiên văn tiền sử ở bên trong. Đường môn rất coi trọng chuyện này, đường thánh khoa đích thân tới dò xét. Bên trong địa động có một cánh cửa lớn màu đen bằng kim loại, đường thánh khoa phải dùng nhiều cách mới mở ra được. Phía sau cánh cửa ấy có rất nhiều tà ma đang ngủ say, chúng đều ẩn trên người thi thể rồi say giấc. Sau khi phát hiện ra chúng, Đường Thanh Khoa như vớ được mỏ vàng, bắt đầu dùng tà pháp định khống chế chúng làm việc cho mình. Ban đầu, mọi việc rất thuận lợi, ông ta đã chế tạo ra một loạt khối thần và thi quỷ. Rồi bỗng một ngày, một thân tín của Đường Thánh Khoa bất cẩn thả một tà ma chạy mất. Tà ma đó chính là con đang ngồi trước mặt Ngô Bình. Tà ma rất bất bình trước cách làm của nhóm Đường Thánh Khoa nên đã đại khai sát giới. Ban đầu, nó giết người của đường môn. Sau đó dẫn đồng loại của mình rời khỏi địa động và bắt đầu du đãng khắp nơi. Không lâu sau, chúng bị địa phủ phát hiện, Diêm Vương triệu tập chúng về. Sau đó, tà ma này đã có địa vị khá cao dưới địa phủ. Địa phủ đã có kế sách đối phó với đường môn nên nó chủ động xin đi giết giặc, nói là muốn khống chế môn phái này thay địa phủ. Sau đó thì đường môn đã xảy ra nhiều chuyện liên quan đến tà ma. Ngô Bình nghe xong thì không khỏi thở dài nói vậy là Đường Thánh Khoa đã chọc vào bọn mày trước, chúng mày chỉ trở lại báo thù thôi. Tà ma nói, không hoàn toàn là vậy, tao nói rồi, chuyến này tao cũng đi làm nhiệm vụ cho địa phủ thôi. Ngô Bình nhìn nó rồi hỏi, xin hỏi đại danh. Tà ma đáp, cậu có thể gọi tôi là Đế Tân. Đế Tân, Ngô Bình ngẩn ra rồi ngạc nhiên nói, thương trụ vương ư. Tà ma, thương trụ là cách chu tặc bêu xấu tôi. Nhưng thôi vì tôi thua nên phải chịu. Ngô Bình thấy rất khó tin, nói vậy thì ông chính là vua ở triều Thương, nhưng theo tôi được biết thì thời Thương cách đây không lâu lắm thì phải. Đế Tân cười lạnh, nếu tôi nói triều Thương tồn tại cả 100.000 năm thì cậu có tin không? Ngô Bình đờ ra, cả 100.000 năm ư. Ngô Bình nói, không thể nào, lúc ấy vẫn là thời đồ đá mà. Đế Tân cười lớn, đó là vì cậu chưa tiến vào lãnh thổ thật sự của bọn tôi. Triều Thương mà cậu biết cũng chỉ là học trong lịch sử, thời cách cách sự thật nhiều năm lắm. Ngô Bình hiểu ra, Triều Thương thật sự đã tồn tại từ rất lâu rồi ư. Đế Tân, tôi biết cậu rất ngạc nhiên, nhưng đấy là sự thật,
Tôi trở về nhân gian cũng thấy rất ngạc nhiên với cuộc sống hiện đại. Ngô Bình trầm mặc rồi hỏi, ông định làm giao dịch gì với tôi? Đế Tân nói, tôi muốn cậu đến địa tiên giới để tìm mấy thứ cho tôi, mỗi khi tìm được món nào, tôi sẽ tặng cậu một bảo bối. Chương 529, giao dịch. Ngô Bình, ông có tìm nhầm người không? Chỉ có tu sĩ cảnh giới địa tiên mới được vào địa tiên giới thôi, tôi mới là nhân tiên thôi. Đế Tân nói, cậu đột phá lên địa tiên chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngô Bình cười lạnh, ông tin tôi thế ư? Đế Tân, đại thương lập quốc cả trăm nghìn năm, tôi đã quản lý cả trăm triệu binh lính nên mắt nhìn người chuẩn lắm. Cậu là một kỳ tài, tiền đồ chắc chắn rộng mở. Ngô Bình trầm mặc hỏi, ông muốn tìm thứ gì? Đế Tân nói, cửu đỉnh. Ngô Bình trợn tròn mắt, cửu đỉnh của Hà Vũ đấy ư? Đế Tân, đúng, chính là nó. Ngô Bình chấn động rồi hỏi, ông tìm nó làm gì? Đế Tân, có nó rồi, tôi có thể mở không gian bị gãy, để tìm kho báu của đại thương. Ngô Bình, không gian gãy ư? Đế Tân nói, có nhiều chuyện giờ cậu biết cũng vô ích nên đừng hỏi nữa. Ngô Bình nhún vai, được thôi, sao ông biết chắc chắn tôi tìm được? Đế Tân hừ một tiếng, người như cậu sớm muộn cũng trỗi dậy, trở thành ngẫn nhân vạn cổ. Tôi định lấy ký ức của cậu xem cậu có bó mật gì. Nhưng tiếc là trong người cậu có lạc ấn tinh mạnh của cường giả siêu cấp, nó đã chén luôn hóa thân của tôi, làm thực lực của tôi bị tổn hại nặng. Ngô Bình, hôm đó, ông giết Đường Vô Mệnh để bổ sung nguyên khí hả? Đế Tân thờ ơ nói, không chỉ để bổ sung nguyên khí, mà còn vì sự tồn tại của Đường Vô Mệnh ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng tôi, hơn nữa ông ta là người của Đường Thánh Khoa. Nghe đến đây, Đường Băng Vân ngạc nhiên nói, không thể nào. Bác Bảy không phải là người của Đường Thánh Khoa. Đế Tân liếc nhìn cô ấy rồi nói, tôi nói cho cô biết thêm một bí mật nữa nhé, bố của cô là Đường Vô Kỵ đã bị Đường Vô Mệnh sát hại đấy. Đường Băng Vân run lên rồi tức giận nói, ông nói bừa. Bác Bảy là người đối xử với tôi tốt nhất, sao bác ấy lại hại chết bố tôi chứ? Đế Tân cười lạnh, tôi còn biết mẹ ruột của cô là ai đấy, có muốn nghe không? Đường Băng Vân nghệt mặt ra, mẹ ruột của cô ư? Ngô Bình vỗ vai Đường Băng Vân để trấn an cô ấy, ông nói đi. Sau đó, Đế Tân đã kể lại một bí mật bị Đường Vô Mệnh giấu kín. Vào một năm nọ, Đường Vô Kỵ và Đường Vô Mệnh cùng hành tẩu giang hồ, họ đã gặp một cô gái tên là Hàn Thúc Nguyệt ở gần núi tuyết. Hàn Thúc Nguyệt xinh đẹp như tiên giáng trần, khiến cả hai người đàn ông mê đắm. Ba người nhanh chóng trở thành bạn của nhau, sau đó cùng đi thám hiểm, uống rượu và chu du thiên hạ. Thời gian dần trôi, Hàn Thúc Nguyệt đã có tình cảm với Đường Vô Kỵ anh tuấn kiệt xuất. Đường Vô Mệnh rất thất vọng. Tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ bình thường, nhưng nội tâm thì cào xé. Ông ấy thấy nếu không có Đường Vô Kỵ thì Hàn Thúc Nguyệt chắc chắn sẽ yêu mình. Hơn một năm sau, Đường Vô Kỵ và Đường Vô Mệnh cùng đi thăm dò một cổ mộ, trong đó có rất nhiều cơ quan nguy hiểm. Đường Vô Kỵ đi trước thăm dò, sơ ý động vào một cơ quan, mặt đất lập tức bắn ra nhiều sợi tơ quấn chân ông ấy lại, khiến ông ấy không thể di chuyển được. Đường Vô Mệnh hoàn toàn có thể cứu ông ấy, nhưng đã không làm vậy. Đường Vô Kỵ gọi Đường Vô Mệnh cắt sợi tơ, nhưng Đường Vô Mệnh coi như không nghe thấy rồi chạy mất. Một lát sau, có con trùng độc chui từ dưới đất lên, con nào cũng có thể cắn chết người. Vô vàn con trùng độc bò lên người Đường Vô Kỵ, ông ấy kêu gào thảm thiết rồi nhanh chóng bất động. Đường Vô Mệnh lập tức rời khỏi cổ mộ, chuyến thăm dò này là họ tự hành động nên không có ai biết, Đường Vô Mệnh đã chôn sâu bí mật này trong lòng. Sau khi Đường Vô Kỵ mất tích một tháng, Đường Vô Mệnh từng đi tìm Hàn Thúc Nguyệt, hy vọng có thể giành được tình yêu của cô ấy, song ông ta đã phải thất vọng, vì ngày nào cô ấy cũng phát điên lên đi tìm Đường Vô Kỵ. Không lâu sau, Hàn Thúc Nguyệt phát hiện mình đã mang thai, đó là con của cô ấy và Đường Vô Kỵ. Đúng lúc này, cô ấy chợt biết tin Đường Vô Kỵ đã được Đường Thiên Tuyệt sắp xếp cho thành hôn với một cô gái khác. Trong nỗi đau đớn, Hàn Thúc Nguyệt gần như sụp đổ, sinh con xong, cô ấy đưa cho Đường Vô Mệnh rồi bỏ đi. Từ đây bặt vô âm tín. Đường Vô Mệnh bế bé gái do Hàn Thúc Nguyệt sinh ra tới gặp Đường Thiên Tuyệt, đó chính là Đường Băng Vân. Nghe đến đây, Đường Băng Vân không thể cầm được nước mắt, thì ra mẹ ruột của tôi là người khác, tại sao không có ai kể cho tôi biết. Cuối cùng cô ấy đã hiểu tại sao mẹ mình xa cách với mình như vậy, vì bà ấy không phải mẹ ruột của cô. Song, người đã hại chết bố cô là Đường Vô Mệnh lại rất yêu thương cô, là vì ông ta thấy áy náy ư. Sau khi biết được sự thật, Đường Băng Vân cảm thấy rất rối bời, cô ấy nhào vào lòng Ngô Bình khóc.
Ngô Bình khẽ thở dài nói, ai mà ngờ Đường Vô Mệnh mà em luôn coi như bố lại hại chết bố ruột của em chứ. Đế Tân nói, Đường Vô Mệnh luôn đi theo Đường Thánh Khoa, ông ta có được tu vi như bây giờ cũng nhờ đan dược mà Đường Thánh Khoa cho đấy. Ngô Bình, nếu tôi đoán không nhầm thì ông đã khống chế được một phần lãnh đạo cấp cao của Đường môn rồi đúng không? Đế Tân, đúng, đại trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão đều đã bị khống chế. Tôi định khống chế cả môn phái, nhưng đã đổi ý rồi. Tôi sẽ đẩy cậu lên nắm quyền ở Đường môn. Ngô Bình nhìn Đế Tân rồi hỏi, tại sao? Đế Tân, khống chế Đường môn không phải mục đích của tôi. Thứ tôi cần là cửu đỉnh, tôi đặt hy vọng lên cậu đấy. Chỉ cần cậu giúp được tôi sẽ giúp cậu thành công. Ngô Bình rơi vào trầm tư, hợp tác với tà ma không khác gì leo lên lưng cọp, nhưng giờ anh đang ngồi trên máy bay, nếu không đồng ý thì chỉ có nước chết thôi. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói, ông làm thế, địa phủ có đồng ý không? Đế Tân, lũ ngu dốt địa phủ đó tôi thừa sức đối phó. Nếu cậu đồng ý thì chờ hạ cánh rồi, cậu sẽ trở thành nhân vật nòng cốt của Đường môn. Ngô Bình cười lạnh, hình như ông vẫn chưa nắm hết quyền hành nhỉ. Ít nhất thì chưa khống chế được Đường Thánh Khoa. Đế Tân, trên người ông ta có pháp bảo hộ thể nên tôi chưa làm gì được. Hơn nữa, ông ta cũng có nền móng vững chắc, muốn trừ khử ông ta gần như là không thể. Ông bảo sẽ cho tôi trở thành nhân vật nòng cốt của Đường môn ư, Ngô Bình hỏi. Vài hôm nữa là đến lễ tang của Đường Vô Mệnh, tôi sẽ phát động tà ma vào hôm đó để giết các tâm phúc của Đường Thánh Khoa. Đến lúc đó, cậu có thể đứng ra xoay chuyển tình thế và lập đại công. Đường Thiên Tuyệt cũng sẽ xuất hiện, có ông ta cùng các trưởng lão mà tôi khống chế nữa thì cậu lên ngôi là cái chắc. Đường Băng Vân kìm nén tâm trạng phức tạp rồi hỏi, ông muốn Ngô Bình làm chức vụ gì? Chương 530, Thiếu Tôn. Đế Tân, đương nhiên là Thiếu Tôn của Đường môn rồi. Nghe thấy thế, Đường Băng Vân ngẩn ra. Thiếu Tôn là chức vụ đặc biệt của Đường môn vào thời nguyên đại, địa vị chỉ xếp sau môn chủ. Nếu môn chủ đi vắng thì có thể thay thế. Thời nguyên đại có chức vụ này vì thời ấy rất loạn, Đường môn cần một người vừa quyết đoán vừa có thực lực để dẫn dắt môn phái chống địch. Thiếu Tôn ngày xưa tên là Đường Thái Canh, thực lực ngang với môn chủ thời đó. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, Đường môn đã phát triển nhanh chóng trong thời chiến loạn và trở thành thế lực mạnh nhất trong giang hồ. Sau này, khi Minh giáo lật đổ triều Nguyên, Đường môn cũng góp công rất lớn. Số thành viên làm quan trong triều rất lớn, vang danh một thời. Đường Băng Vân, chỉ e Đường Thánh Khoa không đồng ý thôi. Đế Tân, ông ta không đồng ý cũng không sao, chỉ cần có 5 trong 9 vị trưởng lão gật đầu là được rồi. Đường Băng Vân, ông chỉ khống chế 3 vị trưởng lão thôi mà, đào đâu ra thêm 2 người nữa. Đế Tân, 2 người cần thuyết phục Đường Thiên Hạc, ngoài ra Đường Hy và Đường Hồng Y cũng có ấn tượng tốt với Ngô Bình, họ lại là người của Đường Thiên Tuyệt, nếu tính thế là có 6 người đồng ý rồi đấy. Ngô Bình thầm ngạc nhiên, Đế Tân này đúng là một bậc đế vương có khác, tính toán hơn người. Nhất định sau này anh phải đề phòng ông ta. Đế Tân nói tiếp, đương nhiên, cho cậu làm thiếu tôn chỉ là bước đầu tiên thôi, sau đó cậu còn phải tham gia kiểm tra của Đường môn nữa. Ngô Bình, kiểm tra gì? Đường Băng Vân, em từng đọc ít tài liệu cổ thì ai được chọn làm thiếu tôn cũng sẽ phải hoàn thành 3 nhiệm vụ của môn phái, ngoài ra ít nhất phải tu luyện thành công một tuyệt kỹ của môn phái nữa. Đế Tân, cô chỉ nói một phần thôi, ngoài ra còn cảnh giới của thiếu tôn phải từ nhân tiên trở lên, tiếp nữa là phải có tên trong top 10 của bảng nhân tiên. Đường Băng Vân cười khổ, bảng nhân tiên, các thiên tài địa tiên chiếm hết chỗ rồi còn đâu, làm gì còn ai có cơ hội đề tên lên bảng ấy nữa. Đế Tân, thiếu tôn trước đứng thứ 5 đấy, chắc chắn Ngô Bình cũng làm được. Ngô Bình trầm mặc rồi nói, vậy là trước khi tôi tiến vào cảnh giới địa tiên, ông sẽ dốc hết sức hỗ trợ tôi. Đế Tân, đúng, vào địa tiên giới không khó đâu. Bảng nhân tiên tôi vừa nhắc cũng là một cách đấy, chỉ cần cậu đề được tên lên bảng ấy là có thể thoải mái ra vào địa tiên giới rồi. Ngô Bình nhìn Đường Băng Vân, em thấy giao dịch này thế nào? Đường Băng Vân cắn răng rồi gật đầu nói, được, Đường môn đang nguy cấp, cũng chỉ còn cách đó mới khiến môn phái hồi sinh thôi. Ngô Bình thở dài nói, thế này đi, Đế Tân, tôi quyết định hợp tác với ông giúp tôi củng cố địa vị ở Đường môn. Còn tôi sẽ tìm cửu đỉnh cho ông. Đế Tân, ngoài cửu đỉnh ra, phiền cậu luyện chế ít quỷ đan cho chúng tôi. Tôi có nhiều thuộc hạ lắm, họ cần nâng cao tu vi. Ngô Bình nói, sao ông biết tôi có thể luyện chế quỷ dược? Đế Tân, tài luyện đan của cậu cao siêu thế thì quỷ đan có là gì? Cậu yên tâm,
cậu luyện đan cho tôi cũng không thiệt đâu. Tôi có rất nhiều tiền bùa, tôi sẽ dựa theo giá trị của quỷ đan rồi trả thù lao cho cậu xứng đáng. Ngô Bình nghe thấy tiền bùa thì sáng mắt lên, trên thị trường đáng bán một lá với giá 100 triệu đấy. Anh nói ngay, được, tôi sẽ giúp ông. Đế Tân cười nói, hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi. Dứt lời, người Đường Thiên Tuyệt chợt run lên, màu đen trong mắt biến mất, ông ấy đã trở lại bình thường. Đường Thiên Tuyệt biết rõ nội dung trò chuyện của Ngô Bình và Đế Tân, ông ấy thở dài nói, không ngờ ông lại bị tà ma khống chế. Đường Băng Vân vội hỏi, ông ơi, ông không sao chứ ạ? Đường Thiên Tuyệt xua tay, ông không sao, Băng Vân, Ngô Bình, may có hai đứa, không thì tà ma kia không tha cho ông đâu. Đường Băng Vân nói, ông ơi, ông không bế quan ạ? Sao lại bị tà ma khống chế? Đường Thiên Tuyệt cười trừ, ông chỉ trốn đi để xem bọn sâu bọ của Đường Môn định làm gì thôi. Nào ngờ lại bị tà ma ngắm chúng, sau đó bị nó khống chế. Thực lực của Đế Tân này rất mạnh, ông không thể phản kháng lại được. Ngô Bình, ông ơi, ông đã nghe hết những gì Đế Tân nói rồi đúng không ạ? Ông thấy sao? Tuy Đường Thiên Tuyệt bị khống chế, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, vì vậy ông ấy vẫn biết và nghe thấy hết mọi chuyện. Ông ấy thở dài nói, chuyện đến nước này thì còn làm thế nào nữa? Cháu đồng ý với Đế Tân là đúng, dẫu sao mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Đường Băng Vân, ông có biết chuyện của bố cháu không ạ? Đường Thiên Tuyệt có vẻ phức tạp, ông cũng mới biết thôi, không ngờ Đường Vô Mệnh lại hại Vô Kỵ, là ông nhìn nhầm người. Ngô Bình, ông đừng đau lòng, chuyện qua rồi ạ. Giờ mình phải nghĩ cách đối phó với cục diện hiện giờ. Đường Thiên Tuyệt gật đầu, cháu nói đúng. Sau đó ông ấy bảo cơ trưởng quay đầu về Thục. Máy bay chuyển hướng, Đường Thiên Tuyệt nói, Ngô Bình, sau khi hạ cánh, chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch của Đế Tân. Ông sẽ cho cháu làm tổng hộ pháp trước, chờ xong tang lễ của Vô Mệnh, ông sẽ chính thức bổ nhiệm cháu làm thiếu tôn sau. Ngô Bình chắp tay, cảm ơn ông đã tin tưởng cháu. Đường Thiên Tuyệt thở dài một hơi, Đường Môn nguy kịch lắm rồi, nếu không cho một liều thuốc mạnh thì không qua khỏi được. Trước kia... ông còn mộng tưởng một mình sẽ xử lý được, nhưng giờ xem ra không thể rồi. Ông ấy nhìn Ngô Bình, sau này cháu là thiếu tôn, Băng Vân làm lệnh chủ thiên sát. Hai đứa chỉ dưới quyền ông thôi, ông hy vọng hai đứa sẽ giúp Đường Môn phát triển vững mạnh. Ngô Bình vội nói, cháu sẽ cố hết sức ạ. Đường Băng Vân, ông yên tâm, có Ngô Bình rồi, chúng ta sẽ làm được thôi. Đường Thiên Tuyệt cười lớn nói, Băng Vân, trước kia cháu còn chế chuyện hôn sự này. Giờ đã hài lòng chưa? Đường Băng Vân đỏ mặt nói, ông nhắc chuyện này làm gì ạ? Đường Thiên Tuyệt cười phá lên. Nửa tiếng sau, máy bay đã hạ cánh. Ba người lên xe rồi quay lại nơi diễn ra cuộc họp của Đường Môn. Khi họ đến nơi, mọi người vẫn chưa biết vừa có một chuyện sẽ thay đổi cả Đường Môn. Đường Thiên Tuyệt quay về làm ai cũng kinh động, các thành viên đều hành lễ, tuy trước đó họ đã nghe phong phanh tin ông ấy đã chết. Đường Thiên Tuyệt đi thẳng vào phòng họp. Lúc này, cuộc họp đã tới hồi kết, các vị trưởng lão đều ở đây. Đường Thiên Tuyệt vừa tới, họ đều tỏ vẻ sững sờ rồi ra đón. Đường Thiên Tuyệt nói, buổi họp kết thúc, bắt đầu vào tiệc thôi. Môn chủ hạ lệnh, ai cũng phải nghe theo. Đường An nhanh chóng sắp xếp tiệc, chàng rể Ngô Bình cũng được tham dự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.